đẩy thẳng vào phòng em luôn. Ủa anh vô đây làm gì ạ? Anh vô đây anh coi tivi. Không sao đâu em, chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chào em, mời em giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và còn đại khán giả tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thành Nhật Trường, năm nay em 31 tuổi, nghề nghiệp của em là giảng viên, đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn cô? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy, nay em 28 tuổi, em cũng là giảng viên và cùng công tác chung với trường. Mối tình cũng là bắt đầu từ cái trường mà các bạn đang làm việc. Dạ đúng rồi anh, trong một lần coi thi với anh, lần đầu tiên á không biết hiểu sao mà cứ cô ấy cứ nhìn em cứ chằm mà không biết là em là có giống như là có vi phạm gì không, em cũng thắc mắc. Ủa tại sao em lại nhìn ảnh chằm vậy, đẹp dạ. Trai hả? À, tại lúc xếp lịch thi á anh, thì em thấy là tên của anh là Nguyễn Thanh Nhật Trường, thấy tên cũng dài mà ý nghĩa tên cũng dài nữa, anh này cũng mới vô trường chắc cũng đẹp trai rồi, cũng chắc dài cũng giống cái tên vậy đó. Thì lúc gặp thì hoàn toàn sụp đổ luôn, tên thì dài mà người thì ngắn ngủn à. Khi mà em nhìn cô gái này thì em có ấn tượng gì về cô? Giờ em lúc đó thì thấy cũng nhỏ nhắn, cũng dễ thương, đặc biệt là cô đó có mái tóc vàng mà uốn cong. Dạ, thường hay mặc váy lắm. Vậy là lúc em nhìn vợ em là những lúc vợ em hay mặc váy. Vậy thì em theo đuổi cô ấy bằng cách nào? Ban đầu thì nhắn tin, rủ đi ăn sáng. Ban đầu thì cô ấy cũng không có thèm trả lời. Mưa dầm thấm đất hả? Dạ, mưa dầm là lên phòng của vợ luôn. Trời ơi. Ngồi đó, ngồi một cục luôn. Giờ em có ở trường là giống như là em cũng là trai mặt vậy ạ. À? Lên phòng làm việc của vợ hả? Dạ. Không có nói chuyện với ai hết á. Ngồi đợi em vậy đó, nhìn chăm rồi em cũng ngại. Ngại với mọi người lắm. Cơ duyên nào mà để tụi em yêu nhau vậy? Hôm đó không biết làm sao anh rủ em đi ăn sáng mà em không đi, xong rồi đến hôm sau thì anh đi thì thấy cái chân anh tới phòng em cà nhắc vậy đó, mà tới rồi mặt buồn hiu à, nói em đi ăn sáng với anh đi, anh năn nỉ em á. Lúc đó em cũng không chịu đi luôn, nhưng mà lúc gì á thì thấy anh cà nhắc từ cầu thang xuống thì lúc thế đó thương. Em thấy thương, bắt đầu cảm động, nói sao anh này chân thành với mình quá. Nhưng mà chị hỏi nè, trong thời gian mà em cứ lì lợm như vậy đó, rồi em chai mặt vậy rồi, có bị nhiều người nói ra nói vô không? Nói cứ sao thế mà thương. Cứ lên đây đánh dấu lãnh thổ hoài. Thôi lắng nghe nè, có khi nào mà đi chơi chung với nhau không? Lúc đó thì trường có tổ chức đi tham quan á, nghỉ dưỡng hàng năm thôi. Đi bình thường thì không sao, đến lúc tối anh gọi điện anh hỏi em có ở phòng không, bạn của ở cùng phòng của em đâu rồi, bạn em đi chơi với người yêu rồi, hãy gì có mình em hả? Không, khoảng 2-3 phút sau nghe tiếng gõ cửa, cái là đầu anh á lò vô chạy thẳng vào phòng em luôn. Thầy ơi, thầy vô phòng. Dạ, thì lúc đó em mới lên em kêu á, ủa anh vô đây làm gì vậy? Nói anh vô đây anh coi tivi. Em đuổi anh về. Và suốt chặng đường từ đó cho tới đi về nhà luôn là không có thèm nhắn tin gọi điện hay là không thèm nói chuyện gì em vậy đó. Tại vì thầy giận. Thầy giận không cho thầy coi tivi đúng không? Để hỏi nè, cái hôm đó em phóng lên phòng mà em nhoay vô trong phòng vậy là cái mục đích của em muốn cái gì vậy? Có tâm sự đúng không? Tâm sự đêm khuya chị ơi. Dạ nói chung cũng có ý đồ xấu chị ơi. Ủa mà lúc đó là ý đồ xấu nó cỡ nào nè? Ý đồ nó chắc cỡ là làm nhiều ăn nhiều quá chị. Làm nhiều. Làm liều ăn nhiều quá. Làm liều ăn nhiều đúng không? À. Liều luôn. Dạ. Chị ở đâu ra mà coi tivi? Ở đâu ra? Mà em có linh cảm là anh sẽ làm cái gì xấu không? Dạ có. Thì em la lên thì anh nói không sao đâu em, chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trời ơi. Dạ. Anh nói vậy đó. Dạ. Em thoát thân được trong gang tấc đúng không? Rồi từ lúc đó cho đến lúc ngày cưới em thoát được mấy lần nữa? Thoát hoài luôn, thoát cho tới lúc đám cưới luôn. Vậy đó hả? Đó. Cũng là giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Từ cái lúc mà cái đêm coi tivi đó. À, có một năm sau. À, đêm tân hôn có dạ, đêm... Nó vui không thầy Trường? Dạ đêm tân hôn dở mộng anh ơi. Dở mộng? Dở mộng dạ. Sao? Tại vì ban ngày á là đám cưới của em là đãi buổi trưa, em uống xỉn quá tới đêm đó đó thì em có đòi mà không biết do đâu mà là xỉn quá rồi là không có điều khiển được đúng không? Dạ. Với một lần là cũng do tâm lý hồi hộp quá. Lúc đó vợ trả lời sao? Thì lúc đó em có hỏi vợ không biết anh có bị gì không em. Mà sao kỳ quá vậy? Lúc đó thì anh khóc hu hu à, ôm em khóc vậy đó, như con nít vậy đó. Sao em đẹp gì mà anh không có làm gì được hết?
anh có bị về mặt sinh lý, về mặt nhiều thứ gì có bị sao không em? Lúc mình đã còn mệt á, mình không có chủ động được. Để từ từ đi em. Để ngày mai. Tâm lý em lúc đó em sợ không? Dạ, lúc đó em cũng lo. Rồi không biết có phải là đàn ông hay không, gì làm gì cũng được nữa. Là đêm sau là được đúng không? Tức là đêm sau nữa đi, bọn em đi tuần trăng mật. Lúc đó em cũng làm được. Mà ok không? Okay dạ không? Ok. Ok. Em nói lấy lại phong độ. Rồi lúc đó vui không? Lúc đó hỏi cảm giác của thầy nè. Dạ. Lúc mà thầy rồi vậy thì thành công á, thầy vui không? Dạ cũng vui chị. Ngày đêm đó em bị trục trặc gì đó, không có lên mạng tìm hiểu. Rồi bây giờ các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em lấy nhau được 2 năm rưỡi ạ. Có em bé chưa? Dạ em có em bé. Thì hai vợ chồng là ai ghen ai? Ai cũng ghen à. Bên nào ghen mãnh liệt hơn? Chắc chồng ghen mãnh liệt hơn á. Tối đêm thì em ngủ thì lẻn vô phòng em à, vô rồi lấy điện thoại mở tự động mở tin nhắn lên rồi đọc rồi tự động trả lời luôn. Hiểu hả? Dạ. Thường đây tôi là chồng của cô Thủy đây, có gì á nhắn tin cho tôi nè. Ngoài cái tật xấu là ghen ra thì thầy Trường còn có tật xấu gì nữa không thầy? Ngủ thì hay nhảy, nhảy dữ lắm. Chồng em được cãi là ăn ngon rồi ngủ ngon rồi. Bởi vì mập ủ à. Trời ơi cái ngáy đó thọt tội nghiệp lắm em ơi. Dạ, mình đâu có kiểm soát được đúng không thầy? Rồi còn cái gì nữa nè? Anh hơi vô tâm. Nhiều khi mình mệt anh cũng không biết. Rồi cho nên mình sinh ra hay giận hờn vậy đó. Là chồng vô tâm? Dạ. Vô tâm kiểu như thế nào? Mới cưới gì á, hai vợ chồng ở riêng. Lúc đó thì điều kiện ở trọ mà cho nên không có đầy đủ á. Lo mọi thứ, trong khi đó chồng về thì ôm cái điện thoại hoặc là gầm lanh ra niệm ngủ chả chít rồi vậy đó. Không có thèm nói chuyện với em, hù em gì hết á. Tranh cãi nhau một vài lần thì chồng mới đòi về ở với ba mẹ. Lần đầu thì em năn nỉ, dần lên cũng đòi cầm áo quần đi về à. Về ở với ba mẹ cho khỏe. Thì em về khoảng 2 ngày thì anh lại lên gặp em rồi nói thôi em xin lỗi, anh cho em ở chung nhé. Tự đi rồi tự xin về. Dạ tự đi rồi tự xin về chứ em không có thèm là gọi điện hay là em không thèm năn nỉ gì hết. Ủa thầy có thật sự là thầy là muốn xin về hay là thầy bị đuổi về thầy? Ban đầu em với bồ em đi về á thì vợ thì có kêu lại. Lần thứ hai mình cũng tưởng cũng kêu lại, đâu có ngờ không có năn nỉ mình lâu, làm em phải đi về luôn. Có nghĩa là làm nư mà làm thấy nư. Không được. Dạ. Từ đó vì sao là không bao giờ là giảm bỏ về nữa. Nghĩa là tính sao cái tật xấu lúc đó là hay giận và hay bỏ đi khỏi nhà về. Dạ. Về cha mẹ ruột ở. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ tới Trường đó, cô Thúy có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em là hay giận hờn vô cớ và hay cằn nhằn, với lại là nói chuyện với chồng mà không có bao giờ mà mềm mỏng mềm mại gì hết, toàn là nói câu không có chủ ngữ vị ngữ không à. Nói trọng đó đúng không? Cũng không thích cái tính đó của cô vợ cho lắm. Kể một chút xíu thôi, là nói trọng là nói sao? Nói trọng là giống như lấy chai dầu. Lấy chai dầu ơi. Dầu. Không biết là ai lấy không, nói trọng đó. Nói dầu đi. Giống như là phải mềm mại với chồng như đó. Anh ơi lấy giùm em chai dầu. Đó. Tắm kìa, đi tắm lẹ đi. Dạ. Động nữa đó. Vậy đó tắm đi. Nhưng mà đó là những lúc em giận thôi, còn lúc giống như trong mình đang còn giận cái gì á mình mới nói vậy. Dạ. Dạ vậy là phải nói rõ là hay lúc nói trọng trong lúc giận đúng rồi. Đó. Dạ. Vậy thì hai cái điều mà thầy không vừa lòng mà đó là tật xấu của cô Thúy. Dạ. Thì thầy có muốn thay đổi những cái điều đó không? Mong muốn cô chồng là vợ là ít có cằn nhằn lại, đừng có hay giận hờn vô cớ quá, làm chồng không biết là giận là nguyên nhân gì nữa. Rồi đi làm về mệt mỏi mà gặp vợ còn mệt mỏi nữa. Nó quải luôn á. Dạ. Cô Thúy muốn thầy Trường thay đổi điều gì? Em thì em muốn chồng bớt công việc lại một chút để quan tâm tới gia đình nhiều hơn, thời gian để chăm sóc bản thân nữa. Tại giờ hiện tại thì anh lên kỹ vèo vèo và em cũng lo lắng cho cái sức khỏe của anh. Em có hay đi nhậu không? Dạ thỉnh thoảng thì tháng nhậu một lần hai lần chị. Những lúc em buồn thì em làm cái gì? Buồn thì em cũng chơi game giải trí đồ thôi chứ cũng không làm gì. Em có đi nhậu à? Dạ em ít nhậu lắm. Chị buồn mà dạ. Buồn là chị ăn á. Thành ra là chị mới mập á. Mà em có hay bị stress không? Nói chung là công việc cũng áp lực lắm chị, rồi cũng hay chết lắm. Thực ra là ở đây nó là tỷ lệ thuận đó em. Vợ em á thì hay cằn nhằn là tại vì vợ em cảm giác em vô tâm quá. Chắc từ nhỏ là được chiều lắm rồi đúng không? Dạ. Ở nhà ba mẹ chiều á. Dạ. Đó giống như vợ chỉ mong em dành thời gian nhiều cho gia đình chút. Còn chồng á thì là chồng
không lo cho bản thân là chồng stress nhiều, nhiều khi stress nhiều cũng bị mập nữa. Đó chứ cũng phải là do ăn nhiều đâu. Em tìm một cái cách giải tỏa stress đó, thay vì bằng game á, thì em thử em giải tỏa bằng cách là em chơi với con em hay là chơi với vợ, bằng cách là hai đứa cùng tìm một cái đam mê chung á. Tại vì sao, khi mà hai đứa cùng làm một công việc như vậy thì cái sự quan tâm nó, mặc dù là em không cần hỏi han gì hết, nhưng mà rõ ràng hai đứa ở cùng nhau, ngồi gần nhau và cùng cảm nhận một cái điều gì đó chung á, là nó có một sự sẻ chia rồi. Hay không ha? Thử đi nha. Đêm nay về hai vợ chồng có một bộ phim nào đó mà hai vợ chồng cùng thích, thử đi, còn đêm nay đi. Thử áp dụng. Rồi ngoài ra chơi với con, chơi chung với con nữa, ví dụ vậy. Rồi. Hai em ha. Rồi xin chào hai em. Thấy anh ốm quá, thân thiện, hòa đồng, thấy cũng hợp với mình cho nên là cũng tiến tới. Chắc em về thì gia đình bên vợ không ra mắt. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên Đức Hùng, hiện là 22 tuổi, đang là nhân viên cơ khí, đang công tác tại Biên Hòa. Ê, còn em? Dạ em là Thu Thảo, em 23 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài. Thảo và Hùng, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Năm 2013, thì lúc đó em đang ở Biên Hòa. Thì lúc đó mới mua cái smartphone xong rồi cũng tải Zalo, thì thấy cái có anh chàng ảnh kết bạn, thì thấy ảnh chụp cái hình avatar của cái Zalo là chụp với cái cây ba gốc một ngọn ở núi Chúa Trang, Gia Lào, ở Xuân Lộc á. Trong bụng nghĩ chắc cái anh chàng này là cùng quê với mình ở Xuân Lộc đây, cho nên là em chấp nhận. Rồi sau đó thì nói chuyện, sau một tháng thì hai đứa gặp mặt ở ngoài. Rồi khi hai bạn gặp nhau lần đầu tiên ở ngoài thì như thế nào? Dạ lần đầu tiên gặp vợ đi với một người khác thì cũng hai người không có người nào có ấn tượng gì cả. Ấn tượng với ai? Còn em? Ấn tượng đầu tiên là sau khi anh này ảnh ốm quá, xong rồi mặc áo sơ mi xanh, mang quần tây đen, mang giày, ảnh Hùng nữa. Mình nghĩ trong bụng, ủa đi cà phê thôi mà làm gì nghiêm túc vậy trời. Xong rồi cái đi vô quán cà phê ngồi thì em với cái bạn nữ đi chung á, thì cứ nói chuyện. Còn cái anh chàng này thì ảnh ngồi ảnh nhìn thôi. Cả hai người đều không ấn tượng về nhau, lý do gì mà thích nhau? Đó. Dạ, em... Sau đó nói chuyện được một tháng thì thấy vợ mình là một người dễ gần, với lại cũng hòa đồng, nói chuyện cũng vui vẻ. Nên quyết định hai đứa quyết định quen nhau. Dạ không, lúc đó bà xã chủ động hẹn tiếp. Vậy bà xã cũng mạnh dạn quá. Dạ, thường là những lần đi cà phê là em là người hẹn. Thì đi cà phê được mấy lần nữa thì thấy anh này có nghĩa là thân thiện, hòa đồng, thấy cũng hợp với mình cho nên là cũng tiến tới. Đúng 24 tháng 12 là tụi em chính thức quen nhau. Đêm Noel. Dạ. Nhưng mà có suôn sẻ không? Hai gia đình là có trục trặc gì dạ, không? Dạ có ạ. Cái việc mà hơn tuổi này kia nọ đó thì hai gia đình có. Bên nào trước? Dạ. Bên nào? Ba mẹ vợ không đồng ý. Lý do? Tại vì trước đó bà xã có quen một người nữa. Hai người quen nhau thời đi học gì đó, em cũng dạ. Thì dắt em về thì gia đình bên vợ không ra mắt, tại vì bên kia cũng đang tính tới hôn nhân. Rồi với lại phần em cũng nhỏ tuổi hơn vợ thì mẹ vợ chắc nghĩ là mình không đủ chững chạc để lo cho vợ. Dạ. Còn em thì sao? Khi mà bị gia đình nói chung ngăn cản, em quyết liệt luôn, tại vì gia đình hứa gả cho một nhà khác, nhưng mà em vẫn quyết định không. Kêu bây giờ nếu mà không cho con lấy người này thì con lại giá. Nhưng mà sau một thời gian thì anh này ảnh nản hay sao đó, thì anh chủ động chia tay trước. Tại vì lúc đó gia đình vợ phần là ba vợ, mẹ vợ rồi ngoại vợ nữa, phản đối kịch liệt quá, với lại không thì lúc đó không muốn tình cảm của gia đình vợ mình với lại ba mẹ nó có một phần nhảy đi, thì quyết định chủ động. Anh nhắn tin kêu thôi mình chia tay đi, giống như là không có tha thiết nữa. Cái em ok, anh sống tốt vậy thôi. Cái em chưa vô toilet em khóc, em gào thét trong đó. Cái lúc mà em khóc xong em ra, cái sếp em thấy mắt em đỏ, không dám sai em làm gì hết, không dám nói gì luôn. Cái em kêu sếp em ra ngoài chút, tôi tóc dài em cắt thành đàn con trai luôn. Ra cắt tóc. Sau cái bữa đó là em giống như trong cái tâm mình rất hận cái người đã bỏ rơi mình. Tại vì mình đã cố gắng mình đã quyết liệt chống đối với gia đình. Vì cái đó nhưng mà người ta lại bỏ rơi mình. Mà trước khi bỏ rơi em thì người ta đã hiếp em rất nhiều. Thì em rất hận, nhưng mà em vẫn theo dõi trên Facebook. Thế là mình vẫn còn thương, cho nên theo dõi coi người ta sống như thế nào. Chờ một ngày em thấy một cô mặt đầm vàng, anh chàng này ôm người ta, hôn người ta, chụp hình. Lúc đó tâm trạng em giống như là không còn cái hồn như cái xác nữa. Thì lúc đó mình nghĩ thôi, có lẽ là quên. Thì không biết một thời gian sau hai người đó như thế nào, thì anh này chủ động quay lại năn nỉ em là mình quay lại. Lúc đó em chảnh lên, em không chịu. Anh này anh vẫn kiên quyết, anh vẫn theo đuổi, mà em thấy ảnh có một sự thay đổi.
Hai lúc trước anh hiếp em thì bây giờ Huy còn là em không ai em không hiếp lại vẫn được. Nhớ là bây giờ em cầm cơ. Lúc mà quyết định quay lại rồi thì em về em thông báo với mẹ em là con quay lại với Hùng rồi. Thế mẹ kêu ừ thôi hai mày cưới đi. Em hỏi tại sao thì kêu trong cái thời gian chia tay á không thấy mày quen ai chứ. Tôi sợ mày ế rồi thì cho mày lấy chồng luôn. Cô áo vàng đó là ai? Ẩn số đó là chỗ nào? Dạ, lúc chia tay vợ cũng lâu rồi, cũng gần một năm rồi. Thì có quen một người đó, chỉ cũng không có tình cảm gì hết. Nhưng chỉ quen, chủ yếu quen để quên vợ mình thôi. Nhưng mà quen được một thời gian thì càng quen thì lúc càng ở bên người ta thì càng nhớ vợ mình hơn. Càng nhớ vợ, chết luôn á. Dạ, cái lúc đó tình cảm dạt dào, lúc đó mới quay trở lại năn nỉ. Với lại một phần nữa là có mấy anh chị làm chung, người ta cũng kể lại ngày trước bạn bè chị còn hơn mấy em vậy nữa mà vẫn vượt qua được thì mà em nên thử lại một lần nữa. Cái lúc mà em chia tay với vợ em á, dạ, buồn không? Dạ buồn chứ khóc. Khóc hả? Đúng không? Dạ. Cái chia tay xong rồi lúc mà quay lại vợ không đồng ý, lúc đó bắt đầu tới Hùng khóc phải không? Dạ rất khóc dài dài luôn. Rồi như vậy là sau cái lần đó thì bao lâu tụi em làm đám cưới? Dạ quay lại khoảng đầu tháng 6 thì 25 tháng 7 là tụi em đám hỏi và 20 tháng 12 là đám cưới. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được hơn một năm. Hơn một năm về ở son chung nhà với nhau. Son lắm em. Đúng còn rồi son. Tụi em chẳng những son mà quá son. Ừ. Tại vì cái tuổi nè, cái thứ hai là cái thời gian ở bên nhau. Vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây. Thú vị gì? Vỡ sắc. Mộng với thú vị gì? Thú vị đó. Cái chương trình đặc sắc nhất là tới cái tiết mục là nói xấu nhau. Vậy thì bây giờ cho anh biết đi, bạn này có thật xấu không? Dạ có nhiều lắm. Ngủ nướng, ngủ ngáy. Mà ngáy không phải như ngáy bình thường. Ngáy kỳ lắm. Lần đầu tiên em thấy có người ngáy vậy. Không, dạ không phải. Kỳ lắm. Xong rồi ngáy em giả cái nhẹ nhẹ là im. Im hồi lâu rồi mới tiếp. Mà ngáy thì sao đâu Hùng? Dạ. Em ngáy thì sao đâu? Dạ em ngủ xem biết được. Rồi bây giờ anh hỏi nè, cô vợ xinh vậy có ghen không? Ảnh hơi hơi thôi. Ảnh ghen không bằng em. Là em ghen hơn nữa hả? Dạ. Ồ vậy ghen cái gì? Dạ em ghen em tưởng tượng thôi. Vui quá vậy. Ghen tưởng tượng là sao? Dạ con đằng em đi làm ra, vợ nhắn tin nói là anh ơi em muốn đi biển. Lúc đó cũng mệt quá nhắn đọc thành anh ơi em muốn ăn đồ biển. Cái đó mới nhắn tin lại hỏi vậy lát vợ chồng mình ghé ăn hay là về nhà ăn với mẹ. Cái vợ quay qua mẹ nào mẹ con nhỏ nào. Em là tưởng chồng nhắn lộn tin cho người khác đúng không? Dạ. Đúng chưa? Ghen si diễn đó. Cái thanh minh mãi không được. Cái nói bây giờ em mà không tin anh nữa là anh đi bộ từ Biên Hòa về quận 9 luôn đó. Cái vợ nói anh đi đi. Tức quá đi bộ về quận 9 thiệt luôn. Trời ơi đó hả? Cái lúc mà em đi bộ đó em có vừa đi vừa khóc không? Dạ không, lúc vừa đi vừa cũng chưa khóc nữa. Cái một hồi vợ dí theo, vợ nói là gần cũng gần tới nhà rồi. Cái vợ nói thôi anh lên xe đi, mẹ la sùm nhà kìa. Cái lên xe mà người ấm ức tức tức mà nước mắt nó chảy ra tức mà không biết lý do gì mà mình bị ghen. Ừ lúc đó mới khóc đúng không? Dạ lúc đó vừa đi vừa khóc mà đi xe ôm. Rồi sao nữa? Có ghen cái đợt nào ghen mà động trời hơn đó. Dạ còn nằm mơ thấy thấy em với lại bạn thân yêu nhau đang ngủ tỉnh dậy ghen. Nặng gì luôn hả? Trời đất ơi coi như là mơ đó. Thấy chồng em yêu bạn thân của em. Không, bạn thân của ảnh. Bạn thân à, bạn thân dạ, của ảnh rồi cái em tỉnh dậy em ghen hả? Dạ, có nghĩa là bình thường ở ngoài á, hai người đó thân lắm. Mà ảnh nói chuyện với bạn thân của ảnh vô điện thoại á. Thì ra hàng rào, đứng nói một mình, rồi cười khúc khích vậy đó. Rồi cái hình ảnh nó có ấn tượng đi vào giấc mơ luôn. Đúng không? Dạ, là hai người đó thân mà thân một cách em không diễn tả được. Bây giờ còn thân không? Dạ, vẫn còn nhưng mà ít liên lạc hơn lúc mà ảnh chưa cưới. Giờ còn mơ là yêu người đó không? Chồng yêu người đó không? Dạ không. Bây giờ quay trở lại với Hùng. Đặc xấu gì của vợ? Dạ, vợ lúc trước thì vợ nói chuyện chững chạc đàng hoàng lắm. Bây giờ thì vợ hay nói nhiều và nói nhảm. Nói nhảm cái gì? Vợ nói chuyện suy diễn lung tung. Rồi gì nữa? Vợ hay muốn buồn buồn, muốn vui vui. Vậy muốn khóc muốn cười cười gì đó. Dạ, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau mà muốn buồn là buồn. Sao vậy? Không phải, nhiều khi cái câu nói của anh vô tình làm mình tổn thương mà anh không biết. Dạ, đó phải có lý do chứ. Ở đâu ra mà đâu có khùng mà tự nhiên là đang vui rồi buồn. Tự nhiên là đúng không? Đúng không? Tại vì phải lý do. Bây giờ tới em anh hỏi nè, tật xấu của ổng ngoài cái vụ ngáy, ngoài cái vụ ghen còn gì nữa không? Dạ, có cái vụ độc tài với khó tính. Với lại bày hày, đi đôi giày về lấy cửa giục lấy cửa. Cởi đôi giày xong rồi để đâu cái không nhớ. Cái em cũng phải là người dẹp. Uống ly nước xong cũng để tại chỗ. Rồi thay đồ đi làm xong cái quần để ngay chân giường á. Là em cũng phải dọn. Là bày hày? Dạ. Nói gì nữa? Tò mò nữa. Tò mò là tò mò sao chưa hiểu? Dạ, ví dụ như em nói chuyện điện thoại với mẹ em hay là em trai của em thôi là cũng phải đứng kế bên nghe con nói cái gì. Hết câu chuyện xong rồi anh mới đi chỗ khác. Hoặc là em nhắn tin với em trai của em hoặc mẹ em á, anh cũng phải ngồi anh coi em nhắn từng chữ rồi tin nhắn tới anh đọc.
xong hết rồi em tắt điện thoại đi thì nó đi chỗ khác, mặc dù đang muốn đi tắm hay làm gì cũng phải đợi xong. Trời dễ thương đánh mất. Nghe nè, em nhắn tin nó bữa nào thử đi ha, em thử đi, em nhắn tin cái em đi vòng bảo đảm ổng cũng đi vòng. Thôi lúc đó chắc ổng cầm điện thoại ổng giục luôn. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi, mong muốn thay đổi điều gì không? Dạ muốn vợ có ghen thì ghen chính xác với xíu. Với lại cũng đừng có vui buồn thất thường nữa, mình phải kiềm chế lại cái đó xíu. Còn em? Em mong muốn nhất là chồng em giảm bớt cái tôi của mình xuống, là vợ chồng phải hiểu và thông cảm cho nhau. Hai đứa con được mấy tuổi rồi? Dạ con em 5 tháng. 5 tháng rồi, là ai là người chăm chính? Dạ bà nội. Đang ở chung với bà nội? Dạ. Thôi bây giờ về nghe. Hai bạn này á, thứ nhất là hai bạn còn rất là ấu thơ, hiểu không? Thực ra tôi còn nhớ cái lúc mà tôi bằng tuổi hai bạn là lúc đó là tôi mới gọi là cuộc sống nó còn mở trước mắt quá nhiều thứ để mà khám phá tìm tòi. Đó, cho nên rằng á, bây giờ một bạn thì 23, một bạn thì 22, còn rất là nhỏ. Chính vì vậy bây giờ vậy đi, mỗi bạn phải tự cho nhau 2 năm nha. 2 năm để bớt cái tôi của mình lại, để mà gọi là trau chuốt lại làm sao mà hai bạn có thể hợp nhất thành một khối. Chứ hiện giờ là các bạn còn gai gắt lắm, mỗi người một cái khí phách, một cái tính cách khác nhau, đúng không? Cho nên giờ á, sẽ tự cho mình là được 2 năm để hoàn thiện trong vai trò người vợ, 2 năm để hoàn thiện vai trò người chồng. Tạm thời trong thời gian này có mẹ hù hợ chăm con thì dựa phải chịu khó học cái cách của mẹ để mai mốt còn tự lập được, đúng không? Đó, còn thực ra tất cả những cái mà các bạn nãy giờ nói về nhau là cái đó là điều nhất thiết phải có của cái lứa tuổi này, không thể nào mà không có được, hiểu không? Cũng suy diễn thời gian nữa đó chứ còn chưa có bỏ được liền đâu, phải chấp nhận cái đó. Bạn này cũng vậy, cũng sẽ trẻ con cho tới 2-3 năm nữa. Thì các bạn nhớ là vậy nè, tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình nó là một cái điều bắt buộc ở lứa tuổi này. Tại vì thực ra lứa tuổi này lứa tuổi mà chưa lập gia đình, lứa tuổi còn phải khám phá, còn phải tìm hiểu, còn phải mày mò nhiều thứ, đúng không? Rồi trong cái quá trình 2 năm đó, tự mỗi ngày một chút, giống như là lụm sỏi nhặt cho đầy bị đó, học tập kinh nghiệm, học ai đâu xa xôi, học ba mình, học mẹ mình, học anh mình, chị mình, nói ví dụ về những người đi trước để mà mình có thể có nhiều những kiến thức về hôn nhân cho cái gia đình của mình hạnh phúc. Ok nha. Dạ. Xin chào em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Trước á Hiệp cũng để dễ thương thôi, xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Bây giờ rồi coi đứa nào cua được nhỏ này. Dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Và bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả, chào ba mẹ, lại chào vợ của em. À, trời ơi. Chào ba mẹ. Chào ba mẹ. Quá có hiếu. Dạ, xin chào hai bác. Dạ. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở ủy ban phường 12 quận 6 À, còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga, em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học á, em ngồi bàn đầu, chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á. Là cá biệt, đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay chút tiếc nè, đủ kiểu. Cái ông ấy trong cái hội trường rất là lớn, thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời ơi, sao lại xin, tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải, tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm, mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong cái trường á, đúng lắm. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương thì mình cũng bộ nhức đầu đó, mình lại mượn xin mượn chai dầu. Mà cái dầu, một cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy, không mà lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài giọng nít gì. Đấy. Mà cái đó chiêu thức của em. Đúng không? Chiêu thức thôi chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu, ông em lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái chơi. Học thì không lo học, đi học đi về cho người ta học. Gì mà ông ngồi sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn cái đó là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng à. Sơn dưỡng móng tay. Sơn dưỡng. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á thì em cũng để dễ thương thôi.
mà tại trong lớp á nhiều bạn rất là ý vợ em giờ á, xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Ở giờ rồi coi đứa nào mà cua được nhỏ này, xong rồi vì cái độ đó mà hôm qua em ngỏ lời làm đủ cách đi quen vợ em, cũng mời đi ăn đi uống này nọ mà khó lắm, mời hoài không thèm đi, mà đi cho em ngồi đợi đợi hoài mà đợi mà mũi chích mày nó muốn điên luôn. Tại vì em thích ông này, em biết trước đó, ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm, là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi, mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường cùng khóa đó đó. Em ghét lắm, rủ em đi ăn cho đợi đợi hoài lên, nói là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi, mà ông chịu khó đợi. Mấy đứa kêu là thôi mà ông xuống, mấy con nó lên trên phòng với thầy tìm thấy thì thầy la, thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ ông không chịu về, em cũng đi xuống. Đi xuống mà em đi ăn nha, một lần em đi ăn em ăn hoài luôn, em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em bánh lăng, em muốn sinh tố, em ăn một giây vậy đó, em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa bỏ tay thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích bún mắm, là không thích cháo lòng, không thích hộp vịt lộn, em cứ đè những cái món ra ăn thôi. Sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng, ăn bún mắm. Ông nói chợ con gái đứa sáng ăn món thứ rình, ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn, ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á. Lần đầu tiên là hất tung cái bàn bỏ chạy, bay hết cái quán người ta là sao. Ủa sao vậy? Không biết ăn à? Em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à, em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị, đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm? Là mấy năm? 3 năm không? Khoảng 3 năm 4 năm. 3 năm 4 năm. 3 năm 4 năm chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà dắt đi ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó, lúc đó nên gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á lại có khuyên lại nó là thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ, nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu, nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài Cam Ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được, ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi, em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoài á em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc khóc như mưa, em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai, cô đơn đó. Xong rồi cái thằng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng. Là về luôn? Dạ về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu cái nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không thèm cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu người ta lấy mình? Trời ơi, anh nghe nè, ông này không có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay cái gì, thôi cưới đi. Trời lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Sao mà em có nói là trời thì từ từ, còn trẻ mà giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính. Mà ông chịu, cứ là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm giờ trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà, còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa. Ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra đằng trước. Cái nhà em ở gần chợ á, ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người chợ, ông ngồi ông chém gió, ông mang kem cho kem của trong nhà ra ông mời người chợ vậy đó. Trời. Xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ông. Trời, người ta hỏi em bao giờ cưới. Xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao thì đi xa vậy con, vậy để lấy con này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm hơn. 6 năm hơn. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Cưới nhiều cái nó nhức đầu lắm. Tức là cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng. Sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này. Xưng anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Tức là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Trời ơi chị. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn này... đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan em. Thì bạn đó là con trai. Mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy em đọc được bức thư, ông hoang mang lắm. Cái nét mặt,
cái nét mặt của ông em buồn cười, nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi, em cũng để đúng chỗ đó và em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Đó là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc, và em cũng không nói với bạn kia, tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng mới à? Dạ đúng rồi. 6 tháng về ở chung với nhau có tính xấu gì lòi rau? Có vợ em lòi ra nhiều lắm, cứ hay mò biếu em á. Mò gì? Biếu. Nói cái chữ đó mà cô không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á, lúc nào cần mò cũng mò, không cần cái lại mò hoài. Rồi lúc này cái cực thì hay nó khó chịu, cái càm dạm hoài à, nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt, thì vợ làm gì cũng mệt, từ từ dọn cái phòng ở hai mình á, từ dọn về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền à. Phải làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu à. Chứ làm mà qua loa là không có đâu, cứ lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không, có la mắng được không? Có làm quýnh em luôn chứ. Chưa quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, bây giờ em vẫn làm trên máy tính vậy nè, ông ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm, ông cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, ông cái kia đi, em quay ra, trời tránh ra, ta đang làm gì, ông cứ ăn hoài vậy, ông ăn bằng mình không đi, cái ông giận, ông cất đồ ăn thì ông lên giường nằm luôn. Hồi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Bây giờ cũng đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun đó anh. Ví dụ mình nói một là một. Đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á, với thun mò luôn à. Khi nào em hối chờ cho nướng một tí nữa đi, cho nướng một tí nữa đi. Lúc nào ông đi trễ so với những người khác hết á. Chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau ông nói là anh sẽ bỏ thuốc. Từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ. Em đi xe đưa rước công ty á, cái xe gì có 12, xe 12 có 12 người thôi à. Em đi xuống, ông rước em, tức là ông để cho em đi xe máy, nhưng mà ông rước em nhìn. Trời, ông giống nhìn bà nè. Có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á, anh mắt bình thường chẳng hạn, em nhìn anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân là mắt bình thường. Còn nhìn mặt người ta đá đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bị tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong, người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em có làm sao không? Người ta đang nghe điện thoại tai nào, ông đứng trên tai nào, ông nói là ai vậy, ai vậy, cứ vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn. Đúng không? Ngày xưa ông còn đập lên cái điện thoại luôn. Đập điện rồi. Thoại ba em mua đập luôn vậy. Xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à. Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều, nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm, tức là khi mà anh có ý thức về tất cả phương diện á thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi, thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi thì anh sẽ ok. Thế còn em? Vợ em thì cũng là ok rất nhiều, chỉ mong muốn một điều là bớt nhây mà bớt nói. Nói một lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm. Em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều, nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm, 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu. Tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30 đó. Chứ còn 27, tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ, em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình, mình phải chống chọi đó thì từ từ. Chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á thì chị nghĩ là được chứ gì á, nhưng mà nó lâu thì tại sao mình để lâu làm chi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúc hai đứa mau có con nha. Để cái tờ giấy độc thân bị sẵn ở trong vỏ, bây giờ họ gặp ai ở ngoài mà làm quen mà tao thấy mình lớn tuổi mình trình ra nè, chưa có vợ nè. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Tham gia chương trình rồi, còn gì hôm qua mới đi cắt tóc đúng không? Dạ. Nên bắt đầu là biết rồi.
Rồi, xin chào hai anh chị. Dạ. Mời hai anh chị giới thiệu sơ về mình. Dạ, em chào quý vị khán giả, chào anh Út Thuận và chị Hồng Vân và quý vị đang xem đài. Em tên là Nguyễn Thành Thiết, sinh năm 1977, quê ở Thủ Thừa, Long An. Sao mà người nhìn mạnh mẽ, nhìn phong sương, nhìn bản lĩnh như vậy mà sao có vẻ như rụt rè quá vậy hả? Dạ, tại run. Run hả? Dạ, run. Giờ làm sao cho hết run đây? Cho một tràng tay rồi đó. Bớt chưa? Bớt chưa anh Thành Thiết? Dạ bớt, dạ bớt. Dạ. Dạ, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Em có quản lý một cái công ty nhỏ nhỏ của em, chuyên về xây dựng nhà ở. Hiện nay đang làm thêm cái mảng nhỏ nhỏ là bất động sản. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Hồng Vân. Hồng Vân. Chào quý khán giả có mặt trong trường quay và khán giả đang xem đài. Em tên là Lưu Thị Thanh Thảo, em sinh năm 1980. Nghề nghiệp của em là kế toán dịch vụ. Em đang quản lý 10 công ty. Quản lý 10 công ty. Công ty lần đó. Ở chị là ở Sài Gòn hay là? Dạ em ở Long An. Long An. Dạ. Hai người quen nhau. Dạ, sao? Quen chắc nhau đi mua đất là... phải không? Dạ không phải. Em là bên kế toán dịch vụ, cho nên là em chuyên về thành lập doanh nghiệp. Thì trong một ngày nào đó, các em vô sở kế hoạch để em nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Thì anh này thì cũng vô để mà thành lập doanh nghiệp, nhưng mà thành lập riêng của mình. Dạ. Thành lập doanh nghiệp tư nhân. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em ngồi một mình. Thì anh này thấy trên tay em thì không có đeo nhẫn. Mới bước đến làm quen. Dạ thì hỏi ra là nghề nghiệp của em thì cũng sau này cũng liên quan đến công việc của ảnh. Đó thì hai người mới trao đổi. Rồi xin số điện thoại với nhau. Trước đó là em có thấy trên lúc đó là năm nay em là 43 nhưng mà năm 41 tuổi á, em thấy có chương trình là bạn muốn hẹn hò, cái em đăng ký bạn muốn hẹn hò mà nó ký hoài không ai chiêu hết á. Thế thôi để cái tờ giấy độc thân chuẩn bị sẵn ở trong vỏ, bây giờ thôi gặp ai ở ngoài mà làm quen mà ta thấy mình lớn tuổi mình trình ra nè, chưa có vợ nè, nói cơ may sẵn gặp chị này thì đi vô làm thành lập doanh nghiệp. Rồi xong rồi qua hỏi em, em giống dịch vụ kế toán vậy. Dạ, cái gì giúp anh thành lập công ty ban đầu thuế má là không rành. Không rành lắm, thật sự cũng rành nhưng tại nói vậy không rành lắm, cái gì giúp anh đi. Chị này cho số điện thoại. Nhiệm vụ mình chính là lấy số điện thoại, lấy được rồi vô rồi, dính này dính này. Rồi có đưa cái tờ giấy bạn muốn hẹn hò ra không? Dạ đó chưa, đã chuẩn bị sẵn thôi. Rồi xong rồi sau khi mà giấy tờ công ty gần xong rồi, cái đầu uống nước ngồi nói chuyện, nói em có gia đình chưa? Nói dạ chưa. Nói chưa thì để đi, muốn giới thiệu cho anh kia ha. Thích sở thích là gì? Cái mình giới thiệu mình có thích không? Cái thấy bộ cũng thích thích, cái đưa cái giấy hẹn, cái giấy mà chứng nhận độc thân. Chứng nhận độc thân á. Chứng nhận độc thân. Là đưa ra đặng trình đặng mới quen được, chứ nhiều khi nói mình lớn tuổi rồi có vợ đi gạt con gái này kia đồ. Vậy hả? Rồi cái mối tình hai người tiến triển sau trong cái ngày hôm đó như thế nào? Mà tụi em vừa quen vừa cưới vừa tìm hiểu về công việc trong vòng 78 ngày. Trời ơi. Lúc nào thì anh mới bày tỏ cái tình cảm của mình cho cô biết? Dạ, sau khi thành lập doanh nghiệp xong xuôi hết là khoảng bao lâu? 48 ngày. Là còn lại là 20 tháng ngày. Còn lại đúng tháng. Rồi về nhà ăn cháo vịt. Về chủ yếu là cho ba mẹ con mắt thấy mẹ ưng liền không? Dạ ưng. Sau khi ăn cháo xong rồi nói chuyện rồi chia tay bữa đó thì có hẹn gặp lại uống cà phê để rút lại cái chuyện tình cảm. Tối em gọi thoại em nói vừa nói vừa cười giống giống như là tưởng đâu là bên em được nó chơi. Nói bây giờ thương á, giờ chịu thì đồng ý về hỏi ba má đi. Đầu tháng hỏi cuối tháng cưới. Nhưng mà cái anh này nhìn anh có vẻ khô khan quá hả? Không chị, lãng mạn lắm á. Lãng mạn lắm hả? Một bữa đó cái điện thoại cho em kêu em á là ăn mặc đẹp nha, cái hẹn em ra quán cà phê em một mua Long An đúng không? Đúng rồi, mua một chỗ hoa hồng rồi cái cầu hôn luôn. Rồi lúc sao em sao? Em có đồng ý không? Em có đồng ý hay không? Dạ em thấy đồng ý, thấy cũng thiệt tình với cũng nhiệt tình nữa. Là cái đêm đó là lúc đó mấy giờ? Là nắm tay rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là nắm tay rồi xong làm gì nữa? Làm gì nữa không? Bà này bắt cười không thì em lại nói đi. Sao khi nhận bóng là làm gì không? Thì cái chuyện tình yêu nó đã tính thời điểm chín mùi rồi. Thì giống như một cái gọi là chìa khóa tình yêu với là ổ khóa tình yêu, thì nó gặp nhau thì có thể là như thế nào? Không nói đại đi. Trời ơi, có thể là thế nào? Cái quan trọng là mọi người không biết cái chuyện là đi đâu đúng không nào? Tại vì
Tức là bây giờ phải hỏi là đi đâu thì mình mới có thể là tra chìa khóa vô ổ khóa. Đó. Chứ còn ở quán cà phê sao mà tra chìa được? Dạ, vô nơi có chữ ca ớt. À, có chữ ca ớt là nhà thức đó phải không? Khách sạn. Thì nhà thức đó. Nhà vô tổng thức chứ đâu có ngủ được. Rồi sao nè, đó rồi vô chịu hả? Không. Chịu. Không, cũng phản ứng dữ lắm nhưng mà em sẽ nói là lớn rồi, có cái hành động phải có trách nhiệm. Nói hồi thì thuyết phục chịu. Rồi vô luôn. Dạ vô. Rồi. Đó. Cái thời gian mà từ lúc mà chuẩn bị mà hỏi để tới lúc cưới á thì cũng có nghĩ ra cũng vài cái chiêu mà gọi là bây giờ mình nói ra trước khán giả và trước mà ảnh nhỏ ba mẹ có nghe được, ba mẹ vợ, ba mẹ ruột có nghe được thì bỏ qua, em tự làm thầy bói coi ngày cưới cho em. Tại vì em nghĩ là mình quen phù hợp với này rồi, không thể mất đi viên ngọc cho nên mình sẽ đầu tháng coi ngày cuối tháng cưới. Ba mẹ nói mày đi tới đó coi ông thầy đi. Nó dạ đi coi nhưng mà tự về nói vợ để ông xã suy nghĩ ra ngày đẹp nhất, tự coi ngày giờ luôn, tự trả chữ ký chữ viết luôn. Mua tờ giấy A4 mà hồng á, mua hai tờ việc cắt làm tư, viết ba tờ kia sai hết, xấu quá với chữ giống chữ mình á, sợ phát hiện ra. Tự mình viết một nét chữ khác. Viết ngày đó giờ đó ngày sớ đó là của thầy đó. Dạ của thầy đó, thầy này. Thì đó đó. Em viết và tới nhà cô dâu là từ đây từ Long An xuống tới Tiền Giang là khoảng 2 tiếng, là tới 10 giờ là tới rước dâu được. Từ Tiền Giang về Long An là 2 tiếng nữa, là 12 giờ là về tới nhà trai là ok. Là được, cái em đưa cho ba. Em bỏ vô cái phong bì rồi bạn thiệp trình ngày cưới ghi hoành tráng lắm, ghi chữ giống thư pháp lắm, ba đâu nghĩ là chữ mình đâu. Chữ em đẹp lắm nha, nhưng mà ba ghi chữ này xấu đi. Cái ba nói ừ thôi vậy cũng được. Cái bữa đi rước dâu cái em thì ngồi ở sau, ba cũng ngồi, ba với mẹ cũng ngồi ở sau, nói với bác hai á, ba nói với bác hai nói ông ơi anh hai, ông thầy này coi ngày cũng rộng quá ha, 2 tiếng đồng hồ mà đi cũng thoải mái á. Ngồi sao cười quá. Ông tính hết đường đi nước bước tính luôn rồi. Ông này coi cũng rộng giờ. Hai người lấy nhau lâu chưa? Dạ được 1 năm 8 tháng. Một năm tám tháng. Thời điểm này là có bầu 6 tháng. Xin chúc mừng. 1 năm 8 tháng về ở với nhau, bạn á có nhìn ra được cái điểm xấu của người đàn ông này nó lòi ra không? Nóng tính. Nóng tính lắm hả? Dạ nóng tính dữ. Thấy lắm. Vui vẻ lắm mà. Trời coi chứ đụng chuyện là dữ dằn lắm. Có dữ dằn với bạn với vợ lần nào? Dạ có dữ dằn nhưng mà em biết vậy đó, cái em nhịn rồi cái không cãi lại rồi cái im. Rồi còn gì nữa? Hay tin người nữa. Ủa, hay bị gạt á. Ồ vậy hả? Gạt sao? Thì đối tác gạt hay con gái gạt hay là đối tác gạt trong công việc thôi. Đi làm thì cái khi thay vì mình phải có cái hợp đồng cụ thể. Mình nhận một công trình nào đó thì mình phải ký hợp đồng cụ thể đối tác. Thì nói qua miệng thôi, mình tin tưởng á. Xong rồi cái người này không hiểu ý người kia. Đó rồi cái cuối cùng cái ra sản phẩm không phù hợp. Cái người kia nói là bây giờ không đẹp, xấu quá, không trả tiền. Rồi ôm. Rồi, hai chồng bỏ tiền túi ra trả. Mà có bị nhiều lần không em? Dạ chắc bị 2 lần. Hai lần không cũng chết rồi. Ông xây dựng cái nhà người ta không trả tiền là cũng xong hàng. Dạ. Còn gì nữa không? Hết rồi. Tật xấu hết rồi. Rồi, tới thiết. Nói chung là vợ thì rất là tốt, nhiệt tình trong công việc và có một vài tật xấu, ví dụ như là hay bất cẩn thôi. Ở nhà mà quên đóng cửa thì trong nhà này có máy tính rồi đó. Thì khi nó mất cái máy tính thì mất dữ liệu rất quan trọng. Mà trong lúc đó thì đóng cửa thì đi gọi đầu. Đi gọi đầu khi người ta vô ta lấy máy tính rồi ta thấy trống trải ta lấy luôn sao? Đâu được, la rồi cái giận. Giận là cái cự đầu ly dị nó ghê chứ. Vậy á. Nhưng mà có biết đơn chưa? Gần tới cái đầu ly dị thì em cũng rất là tỉnh, tại vì em biết là phụ nữ thì hay nóng nảy vậy chứ, xong rồi thôi gì chứ mình đừng có đổ thêm dầu. Mình nói là nếu mà không phù hợp á thì thôi viết thì viết. Viết thì về anh coi, anh đọc thì anh ký. Lúc đó em đi làm ngu gì mà ở nhà. Trong đi làm em quá rối chứ. Em nói chà, mình mạnh mẽ vậy chứ mà thực sự chuyện tình cảm mình bị cũng đảo lộn nha. Cái em mở máy lên thấy ủa sao cái file gì ngộ quá, người ta mở lên cái file của viết ly dị đó. Cái nói cái này viết không đúng nè, phải giật ra giật vô rồi. Mà trong lúc viết mà hỏi
ủa này gửi đâu ta? Cái gì gửi đâu ta? Em hỏi gì đó, ở trên xã đâu? Nhưng mà làm kế toán thấy không, cũng quen con số, cũng quen viết đơn rồi nọ, mà cuối cùng cái đơn đi vậy là không biết gửi đâu. Không gửi đâu. Chỉ có vậy thôi hả? Dạ. Vậy mong muốn thay đổi nói luôn đi. Mong vợ thì bớt bất cẩn lại. Thứ nhất, thứ hai nó nên đi ra ngoài xung quanh giao thiệp với bạn bè và để biết cái khu vực này, khu vực kia có gì thay đổi. Chẳng hạn đi em mời đi ăn chè sau khi cưới hoài mà đâu đi đâu. Bữa nay là 1 năm 8 tháng mà mời chưa được một lần đi ra ngoài đường. Ê, nhà nhiều khi tao không thích ăn chè rồi sao? Mời đi ra ngoài thôi, không đi. Không vậy? Ở nhà cũng vậy hả? Không. Rồi, còn em? Dạ, em mong muốn là chồng của em là bớt nóng tính lại. Với là cũng nên là gia đình tin người quá. Dạ. Nói chung là tin, nên tin đúng người, đúng dạ, không? Đúng, đúng không? Nên dạ. Tin đúng người. Thôi giờ chị chỉ khuyên tụi em á là vậy nè. Từ đây cho đến lúc ngày vợ em sanh á, không nên làm cái điều gì để cho vợ em xáo trộn cái cảm xúc á. Đừng có bị sốc hay là đừng có bị buồn quá hay này kia. Vì từ ở cái tuổi này á, mình có bầu á. Dạ. Nó nhiều những cái nó mệt mỏi hơn những cái người dạ, đúng rồi. Trẻ tuổi khác. Thành ra là mình phải giữ. Mình phải giữ gìn, nhất là về sức khỏe thì mình không nói rồi, nhưng về cái tinh thần đó, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái bào thai. Con mà ở tuổi này là con vàng á. Dạ. Đúng không? Con vàng, con ngọc á, chứ không giỡn. Bây giờ thì chỉ có chút là hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Đúng rồi. Cuộc sống hạnh phúc. À, hạnh phúc rồi, bây giờ thêm đứa bé ra đời sẽ hạnh phúc nhất đôi nữa. Đúng rồi. Cảm ơn. Em nhìn một cái là em biết đây là hàng của mình liền. Giống như công phu tán gái 20 mấy năm của em là em dồn hết. Và có một cái thằng đó nó me vợ chồng em. Rồi nó me em me nó. Và hôm nay không biết là cặp vợ chồng đầu tiên sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị gì xung quanh đời sống gia đình của họ. Và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Trịnh Hoàng Hạnh Nguyên, 33 tuổi, em là hướng dẫn viên du lịch và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là vợ em. Em tên là Ngô Thị Tuyết Nhung, năm nay em 32 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Mối tình, mối lương duyên của hai em như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên tụi em gặp nhau là trên WeChat. Khi đó thì em năm 2014. Em vô cái avatar thì thấy cũng là khá là dễ thương, mà nhìn mặt hiền mà nai lắm. Thì em mới bắt đầu làm quen, em nói chuyện. Rồi sau 2 ngày thì em thấy rất là thích, muốn gặp cô này. Thì em mới năn nỉ, em xin xỏ là cuối cùng là xin đi cà phê. Rồi, dạ. Lần đầu tiên em gặp anh này thì em ấn tượng về anh này như thế nào? Cái ngày hẹn gặp nhau á, thì bữa đó thì em có việc bận cho nên em đến trễ. Nhưng mà khi mà tới nơi á, em nhìn một cái là em biết đây là hàng của mình liền. Wow, trời ơi, hay vậy đó hả? Nói chung là dạ, cũng khác với mọi người, em hẹn trước là anh ngồi ngoài cổng. Cho nên em nghĩ, cha nội này chắc cảnh giác dữ ha. Sợ ví dụ gặp mình mà xấu là giọt luôn, đỡ tốn tiền ly cà phê. Thì em thấy bộ dạng của anh lúc đó nó hơi ẻo lả. Với lại anh bận bộ đồ mà ôm sát người vậy đó. Dạ, rồi cái đi thì cái đít dảnh dảnh dảnh. Trời ơi, đít dảnh dảnh. Cho nên em mới nghĩ, quái, 3D mà cũng bày đặt cô gái vậy ta. Món này lạ, thôi kệ, mà tới rồi đi thử xem sao. Cảm giác đầu tiên của bạn này về bạn chồng á là sống trò 3D. 3D, đó. Rồi còn bạn chồng á thì cảm giác đầu tiên mà khi gặp bạn vợ thì như thế nào? Em nghĩ em là thợ săn, em là sói mà em gặp được thỏ. Thì lúc mà vô nói chuyện thì nói chuyện rất là hợp nhau và giống như công phu tán gái 20 mấy năm của em là em dồn hết và bắt đầu cười rất là nhiều. Kể từ lúc đó cho đến lúc mà các bạn tỏ tình là bao lâu? Cũng khoảng hơn 1.5 năm. Sinh nhật của vợ em thì em mới lên kế hoạch là tụi em đi cắm trại, đi ngủ lều. Không biết có được làm lều hay không. Là em lên kế hoạch em cầu hôn luôn. Em mới thắp nến rồi này kia hết, em xếp thành hình trái tim. Cái xong mà vợ vừa bước vô là em quỳ xuống và em thổi harmonica. Xong em cầu hôn luôn. Chắc chắn rằng là phải siêu thôi đúng không? Dạ, em rất bất ngờ, em vui lắm. Và em nhận lời liền. Em vừa gật đầu một cái thì anh mới nói: em ơi tắt tắt lẹ, nóng quá em ơi. Với lại cái sáp này mà nó đổ ra là ngày mai người ta bắt đền mình á. Tới đó mà còn tiếc tiền nữa anh. Anh chị cứ tưởng tượng là trong cái lều nó nhỏ mà em đốt từng cái nên em để hết ở đây, lúc mà nó cháy giáp cái vòng luôn á là em nóng lắm luôn rồi. Đúng rồi. Rồi đêm đó
Có vô liều làm liều không? Em biết thế nào anh cũng hỏi mà. Có ngồi chứ kịp vợ dòng son. Dạ, em là fan cứng luôn. Dễ gì mà tụi em buông được, nhưng mà nó đời không như là mơ. Có một cái thằng đó nó me vợ chồng em, nó đem nó bắt cái võng ngay sát cái liều tụi em luôn. Rồi nó me em. Em me nó. Me nó là tới sáng luôn. Hết làm liều nữa. Dạ hết làm liều luôn. Nhưng đây là tôi xin lên án kịch liệt cái anh mà nằm võng kế bên cái liều nó hay dạ. Vậy nè. Sau cái buổi mà làm liều thất bại đó. Dạ. Thì tiếp theo có làm liều nữa không? Dạ, cũng cố gắng một vài lần nhưng mà không liều được luôn. Dạ. Mà giờ em rất là khó mấy chuyện đó. Lúc mà gần cưới rồi đó, em mới xin hôm nào mà qua chơi á, cái xin ở lại đêm. Em thì cho cái nệm nằm dưới đất vậy đó. Cái thân phận là nằm vậy đó. Cũng lâu lâu cái cũng lên nắm tay này nọ, gác chân này nọ vậy thôi. Sau cái lần mà tỏ tình đó, đó. Thì dạ. Bao lâu thì là lấy nhau? Sau đó khoảng một năm sau. Thì là mối tình 2 năm rưỡi mới lấy nhau luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Là mới lấy đây hả? Dạ em lấy tháng 12 năm 2016. Trong cái quá trình mà yêu nhau á, có chia tay chia chân lần nào không? Giận hờn rồi này cái nọ không? Có một lần là em đi làm về trễ, thì bữa đó em không có xe, thì em có nhờ anh lên chở em về. Lúc đó anh nói là anh mệt quá, hơi tự đi taxi về đi. Có một lần nữa là khi mà về quê của anh ở miền Trung, thì bữa đó hai đứa đi nghe ca nhạc, thì em mới buộc miệng thôi, em nói là trời ơi, lần đầu tiên nghe dân nổ đọc rap mắc cười quá. Cái là nói lớn lắm, cả quán gần như cả quán nghe luôn. À, dân nổ đọc rap mắc cười quá. Em mới la, em mới nói em vô duyên là vậy thôi. Giờ tối đó tụi em cũng gây nhau. Ủa là cái trận đó là trận lớn nhất đó. Dạ tại vì nói chung là khi mà về Sài Gòn á thì em mới sâu chuỗi lại, thì lúc quen nhau thì anh không có quan tâm gì nhiều anh, cho nên là em quyết định là thôi tạm không gặp nhau một tháng để suy nghĩ lại tình cảm của mình. Giờ em khá là cương quyết lúc đó, em nhắm vậy là em thua rồi. Anh em mới cuốn cuồng lên, bắt đầu em mới cố gắng. Em hối lỗi, em năn nỉ mọi thứ thì sau đó cũng ổn. Từ cái lúc mà đi vô liều, định làm liều mà cuối cùng không được liều. Đó. Dạ dạ. Cho đến lúc cưới nhau là đâu có gì là sóng gió trắc trở gì nữa, đúng không? Trơn tru hết vụ đó. Chỉ có là đi làm liều mấy lần sau cũng không liều được. Không liều được luôn. Có thêm một lần liều nữa anh. Đợt mà tụi em đi chụp hình cưới xong rồi mẹ vợ em một hai là đòi theo. Mà tụi em là cương quyết lần này không cho mẹ đi theo. Cho nên tụi em là quyết định là bàn mưu tính kế hại mẹ. Dạ. Thì vợ em mới mua một cái tour, mới phải nghỉ làm và mua một cái tour đi du lịch ra ngoài miền Bắc á. Trước khi tụi em đi chụp hình cưới tầm tháng 5, tháng 6 nó nóng đó. Mà vợ em lại đặt cái tour leo núi cho bà già nữa. Cái xong rồi 3-4 bữa xong vợ em nhắn tin nói là chân mẹ phòng rồi. Cái em nói yeah. Trời. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ, cái chương trình này phát lên. Là thành công, là lần thứ 3. Là lần thứ 3 mới thành công đúng không? Dạ, nhưng mà cũng chưa anh. Chưa được hả? Dạ chưa. Thì tụi em đi ra ngoài đó thì cũng phải là 8-9 tiếng ngoài Ninh Thuận. Rồi ra đó thì 2:30 sáng là giờ em đã phải dậy để trang điểm rồi. Tụi em chụp bình minh á, 2:00 trưa em mới được ăn sáng. Và xong về khách sạn là chỉ mong ngủ thôi. Là ngủ luôn á. Dạ, không được gì luôn. Tự thân không muốn liều đó. Dạ. Thôi nói tóm lại là sau nhiều giai đoạn làm liều không được, chị chắc chắn cái đêm động phòng chắc làm nhiều lắm phải không? Đêm em không có làm gì hết, tại vì thật là em làm buổi trưa rồi. Cái hôm mà cưới buổi trưa xong đó là mẹ vợ em chưa vô phòng và mẹ em nói đó làm gì làm đi. Lý do này là tụi em nghe là mẹ mà. Thì mẹ nói thì em làm. Ngoan quá, hai đứa ngoan quá trời ngoan luôn. À, coi như vậy là quá viên mãn rồi đúng không? Rồi sau đó là có đi du lịch, đi trăng mật gì không? Sau đó thì tụi em đi qua Philippines, tụi em có tuần trăng mật bên đó. Dạ mà đúng nghĩa là trăng mật. Trăng mật diệu kỳ đúng không? Kể nghe coi vui không? Cũng vui chị, giống như dồn nén bao lâu rồi thì bây giờ ngân hàng ngân hàng cấp vốn bao nhiêu thì là mình xài hết. Thôi mà sao? Tụi em đúng quy trình. Và con của em là được sản xuất tại Philippines. Wow. Bây giờ lấy nhau được gần 2 năm. Dạ. Ở với nhau rồi thì có bao nhiêu tật xấu của người bạn đời của mình lòi ra không? Cũng có vỡ mộng anh. Mà yêu nhau á thì anh nói với em á là anh sống ở Sài Gòn, anh sống chung với mấy chị em gái cho nên anh có tính độc lập rất cao. Cái gì anh cũng biết làm. Thì nghe vậy thì em rất là yên tâm. Nhưng mà khi về thì anh cũng nói y chang câu như vậy. Em ơi, gia đình anh cũng có mẹ và chị em gái, mọi người dành làm hết rồi, cho nên anh không có cơ hội để làm. Anh nói hay là dạ, lộng quá.
Dạ, thêm một cái nữa là anh ở dơ với lại bề bộn. Lật bánh tráng, tài nghệ và ở dơ và bề bộn. Em kể chị nghe là có một lần con ấy xong rồi anh thay tã, anh cuộn lại, anh bỏ trong cái bọc, rồi anh để ngay đầu giường. Thì em thấy cũng một hai bữa rồi. Thì em mở ra thì ôi thôi rồi à. Phân của con với lại trái cây nó đã lên men từ bao giờ rồi. Dạ em cũng xin đính chính là tại vì lúc đó có mình em làm hà, thì em cuộn em để đó, em lại quên. Tính em là hay quên. Rồi còn cái tính xấu gì mà nó kỳ kỳ không? Dạ kiểu có tính là đi toilet rất là lâu à. Nhưng mà mỗi lần vô chổng là ôm đàn, ôm điện thoại. Trời ơi. Cái toilet nó bự không vậy? Dạ cũng không có bự, mà anh biết lý do ảnh giải thích là tại trong chổng nó kín, nó nhỏ cho nên cách âm vang tốt. Như giống cái phòng thu vậy đó anh. Chưa bao giờ mình nghĩ là cái chuyện mà cầm cái đàn guitar. Thì ta cái thú vui ta tận hưởng đến cùng mà. Tại sao không nè, không mang cái kèn harmonica vô thổi. Dạ không, cái đó không được, không được. Anh đó anh chơi em rồi. Em thử đi, em thử vừa thổi vừa ấy đi. Quỷ. Rồi tiếp. Thì bây giờ tới Hạnh Nguyên đó. À, vợ em dặn là vợ em là hoàn hảo, vợ em không có tật xấu gì hết. Không được. Em hết rồi. Không được. Không được. Dạ không được. Đã lên đây rồi là phải khui. Vậy em được nói ha anh. Nói chứ dạ, em. Nhiều quá chừng luôn. Cho em nói nha. Nói không? Dạ. Dạ vợ em thì cũng bừa bộn và dạ, cũng cỡ em trở lên thôi. Tụi em rất là hợp nhau cái khoảng đó. Dạ. À, vợ em có một cái nữa là em gọi là biệt tài, nói xấu người ta mà sợ người ta không nghe. Khi mà nói xấu này nọ gì nói giống như trước mặt người ta vậy luôn đó, không có kiêng nể, không có gì hết. Tức là tính tình là bộc trực có hiểu không? Có như là không có để bụng được hả, bực cái là phải tỏ thái độ liền. Em thấy cái gì khó chịu và em không giấu trong lòng được. Bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì Nguyên? Vợ nghe lời chồng hơn chút xíu, với lại là khi mà em góp ý á thì nên lắng nghe chút xíu. Vợ em có một cái là khi mà chồng góp ý này kia thì hay tỏ thái độ và hay hậm hực lắm, cái kiểu mà sụ mặt xuống á. Rồi tới em đó. Dạ. Em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thì em chỉ mong muốn anh là bớt bề bộn lại. Đây cái hai là anh hay mau quên nhưng mà thích hứa chị. Giống như hẹn cái gì làm á thì bữa nay á thì ảnh nói là hơi để mai làm đi. Ảnh tên Nguyên mà cho nên nhà mẹ em kêu ảnh là mai vẫn còn nguyên. Mai vẫn còn nguyên. Còn gì nữa không? Dạ với một cái tính nữa là tính anh khi mà ra đường á, anh gặp mấy người mà chạy xe ẩu hoặc là đi siêu thị hay là bệnh viện mà không xếp hàng á, thì anh hay la, anh hét lên lắm. Dạ em sợ những cái trường hợp mà khi ra đường mình hay vặt như vậy dạ thì sẽ gặp những thành phần bất hảo, nó không có tốt cho anh, ảnh hưởng không, tới gia đình. Không, phản ứng nhưng mà khéo léo chút xíu. Dạ. Thực ra chị thấy hai đứa đồng chồng đồng vợ quá trời luôn. Vợ nói chồng bừa bộn, chồng nói vợ bừa bộn. Chồng thì nói vợ là trực tính, hay nói gặp cái gì là nói cái đó liền á, sợ dạ lây. Vợ cũng nói chồng gặp cái gì là nói liền, sợ vạ lây. Trời sẽ chống hịch nha. Mà hai con mặt thì quá giống nhau phu thê. Giờ chút cái gì nữa, giờ hai đứa thực sự mà nói á thì cỡ nào cỡ, cãi lộn cỡ nào cỡ cũng là răng long đầu bạc đó hai em ha. Đúng rồi, chúc cho hai em luôn luôn vui vẻ thuận hòa ha, và luôn luôn nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Dạ. Xin chào. Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị nhiều. Là em nhìn một hồi cái lén em hung cái vợ em nó giật mình vậy, cái xạ có bầu rồi dẫn em năn nỉ cái tuần lễ luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, kính chào anh Quốc Thịnh, chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Thành Trí, đến từ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Em đang làm kế toán và năm nay em 25 tuổi. Rồi, mời em. Dạ. Kính chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Bùi Quý Vạn, em đến từ Mỹ Tho, em 25 tuổi. Rồi nghề nghiệp của em là giáo viên. Rồi giờ hai đứa quen nhau ở đâu? Dạ thì năm tụi em học lớp 12 á, do gia đình cũng khó khăn thì em với bà xã cũng đi làm giấy xin miễn giảm học phí ở trong ủy ban xã, thì vô tình gặp ở trong đó. Tại vì lúc trước là có học chung với nhau chung trường rồi. Rồi sau đó thì em chuyển nhà đi nên em phải chuyển trường luôn. Rồi em vô ủy ban xã mà em gặp lại bạn cũ em mừng lắm. Em lại hỏi chuyện liền mà nhưng em không nhớ tên. Ấn tượng đầu tiên em gặp ông xã là ốm với hơi nhút nhát mà em thấy anh cũng dễ thương. Rồi cái em mới xin số điện thoại. Em á hả?
Cái gì em nhờ bà xã em lấy giấy tờ giùm em luôn. À, tức là lợi dụng luôn đó, lợi dụng luôn. Xin giấy tờ hợp tưởng sao để rồi lấy giấy tờ giùm thôi. Chứ không hồi đầu cũng thấy có ấn tượng để kiếm kế nói chuyện tiếp. Kiếm kế phải không? Ừ. Rồi sau đó về có nhắn tin qua lại cho nhau không? Dạ. Có. Ngày nào cũng nhắn hết trơn á. Trời nào cũng nhắn hết. Lúc đó đang nhắn tin cái với vợ em cái điện thoại vợ em kêu hết tiền thôi để mai mốt về nạp tiền rồi nhắn. Điện thoại cũng còn được mấy ngàn em bắn cho vợ em 4.000 tiền điện thoại. Nè 4.000 tiền điện thoại. Dạ. Cái tự nhiên em bắn tiền xong cái vợ em nó điện thoại nó hát cho em nghe hai bài. Tiện em vô tình em bất ngờ quá cái thích tiền tự nhiên từ đó cái nó thích luôn. Thích luôn vậy. Rồi yêu nhau. Tỏ tình với nhau qua điện thoại là thường xuyên đúng không? Dạ. Rồi ví dụ như hết cạc thì có thể nạp cạc được. Và nếu như điện thoại hư thì tỏ tình bằng cách nào? À đó tụi em viết thư. À viết thư. Cái trước cổng nhà vợ có cái miếu nhỏ. Cái em viết thư xong em chạy ra miếu em để vô đó cái em chạy về. Cái về vài bữa sau em chạy ra lấy lại tá thư mới đem về. À để ở trong miếu hả? Trà. Cái vậy là ông từ ở miếu đó chắc cũng đọc được hết rồi. Đúng không? Bởi vì cái mối tình này là có thần thánh chứng giám luôn. Dạ thì cũng nhờ ông miếu đọc được thì năm nay tới giờ đây hai chồng em mới được đến được cái nhà. Rồi bây giờ trong cái lúc yêu nhau có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thì em nhớ có một bữa đó là đi hát karaoke chung với nhóm bạn. Cái vợ em hát quá trời cái mệt nằm dựa vô bạn cái em chạy lại em nhìn một hồi cái em lén em hung cái. Dễ thương quá. Lén lén cũng tưởng làm gì hung cái. Vợ em nó giật mình vậy nó thấy thấy em hung á cái sợ có bầu rồi giận em năn nỉ cái tần lễ luôn. Dễ thương quá. Mà ổng hung ở đâu mà em sợ có bầu? Em thương ở môi. Dạ. Em có đáp lại không? Dạ không. Em quạo, lúc đó em quạo rồi em về luôn. Nhưng mà lúc đó là em sợ có bầu thiệt luôn á hả? Dạ. Em sợ. Em nghĩ vậy. Có mua đồ que gì về thử không? Không, em chỉ sợ thôi. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc mà cưới nhau là mất bao nhiêu lâu? À, khoảng 4 đến 5 năm. 5 năm lận luôn. Là đúng trong rồi. 5 năm là các em là tình yêu trong sáng đúng không? Dạ. Có vượt quá giới hạn gì không? Dạ không. Dạ thì... Cái lần tới nhất là nó tới đâu? Tới nhất là em mới gạ đi vô khách sạn nhưng mà giờ em không cho. Kể đi cái đó làm sao? Hai chồng đi chơi mà cũng bị mắc mưa đó. Em mới nói vô trong ấy đục mưa. Dạ em mới ngồi sau lưng nhéo em rồi không cho vô. Lúc đó quẹo vô thiệt luôn á chị. Quẹo tới cổng luôn. Em kể đi. Lúc đó mưa mà cũng có mặc áo mưa mà anh suy nghĩ em lạnh tại vì có phía sau á chỉ có một cái vạt thôi nên nghĩ là thôi mình đi vô khách sạn mình đục mưa đi. Cái em mới đợi em tưởng đâu giỡn, thường anh cũng hay giỡn lắm. Cái em nói em nhéo cái em nói thôi vô cổng làm gì. Cái anh đậu tới cổng rồi cái em nói vậy thôi xuống cái em nói vậy thôi giờ em đi bộ về. Cái vợ cái em giận đi bộ một nước rồi anh chạy theo. Rồi nói nghe nè, vậy lúc lấy nhau rồi cái đêm tân hôn mà rồi biết cái gì không? À, đêm đó đêm hợp lệ rồi đúng không? À đêm đó chắc thì là... hai vợ chồng cũng vô mùng tính cũng tính hết trơn rồi mà đuối quá chịu không nổi rồi nằm ngủ luôn. Trời ơi. Sao mà nó trớt he vậy trời. Rồi qua bữa sau sao? Phải có tân hôn qua bữa, không có qua bữa sau thì hai chồng ở quê xuống thành phố Mỹ Tho chuẩn bị đi làm á thì mấy đứa bạn ở Mỹ Tho cũng rủ rê ra ngoài xong rồi về cũng mệt quá ngủ tuốt. Ngủ luôn đêm thứ ngày ngủ luôn tới... tới... thôi kể đêm thứ ba để cho tao kể lần nghe trời ơi cần rồi đêm thứ ba làm sao nào tới cái gì mà thứ ba không có ai làm phiền nữa hết á thì mới rủ vợ ra khách sạn cho thoải mái tại ở nhà trọ cũng hơi nhỏ với chặt á với gần kế có chủ nhà sát vách luôn cũng hơi bất tiện ra ngoài ra ngoài để cho người ta kể đừng có nhảy vô họng người ta để cho người ta kể ra ngoài khách sạn làm cho thoải mái cũng tốn hết cũng cả 200.000 à cũng thoải mái thiệt nhưng mà cũng không có kinh nghiệm cũng ba tật ba vuột. Rồi sau đó là thoải mái đúng không? Sau đó thì... Có thích không? Hay là mệt mỏi, sợ hãi? Em thì lúc đó em mệt với em sợ.
với phần em cũng chưa có muốn có bé sớm á chị. Rồi em cũng định ngừa, nhưng mà chồng em nói thôi miễn sinh năm nay là cùng tuổi với hai chồng nên hai chồng để luôn, mà chắc cũng khoảng cần 4 tháng sau mới có. Cứ tháng nào anh cũng hỏi em vậy nè, ủa có chưa, có chưa, sao thấy bữa nay em ăn ít á, thường ngày em ăn nhiều đi lắm. Rồi cũng không có. Một lần á, anh đi mua một trái mãng cầu gai, mãng cầu sim mình á. Anh về anh nói anh đi tắm nha, anh đi vô đi tắm, xách cái điện thoại vô ngồi coi phim chỏng 45 phút, rồi ở ngoài đây em thèm chảy nước bọt luôn. Em ăn hết một trái mãng cầu gai 1 ký luôn. Mà thèm gà, nó đúng không? Dạ, gà còn vỏ không. Anh nói trời ơi kỳ vậy, sao mới về ham ăn với anh rồi. Là dạ, lúc thèm. Đó là có bầu đó phải không? Dạ lúc đó có khoảng chắc em nghĩ trong khoảng 2 tuần, tại vì 2 tuần sau tụi em mới đi siêu âm là 4 tuần. Dạ. Rồi giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi. 2 năm em bé được bao tuổi rồi? Dạ em bé của em được 8 tháng. Sau khi cưới nhau anh ấy có lòi tật xấu gì ra không em? Dạ nhiều lắm, nhất là tật xấu là hay bề bộn á, về là đôi dài đằng đây một chiếc đằng kia. Rồi xong rồi đôi giới đằng đây, rồi xong có nhiều khi đôi giới nằm trên võng, nhiều khi đôi giới nằm trên tủ luôn. Rồi có một tật xấu là mê game, chơi game gọi là chơi miết, chơi hoài, kêu cỡ nào cũng không chịu dừng. Rồi đi mê xách điện thoại vô coi phim trong nhà vệ sinh, mà lúc mà đi vệ sinh anh coi chắc cũng cỡ một tập 45 phút đến 1 tiếng rưỡi. Trời ơi, không ngồi đâu, coi trong nhà vệ sinh luôn. Rồi nghe nè, khỏi dơ. Dạ anh tắm vô, bước vô phòng tắm là không bao giờ xả nước, cỡ đồ ra xong cái trà từ trên trà xuống, trà lên, trà khô nha, trà khô thiệt là khô luôn, trà hoài chắc cũng có nửa tiếng nha. Mới xả anh kêu anh ơi hình như anh tắm anh chưa xả nước á. Ủa trời quên nữa, thôi xả nước tắm lúc nào cũng phải nhắc. Lần sau chặt khô vô tắm bằng mồ hôi á, kỳ hầm không xấu nước luôn hả? Kỳ xong rồi đó, rồi mới đi ra xối xả xuống. Rồi còn tật xấu nữa không hay hết rồi? Thôi tha nó đi hết rồi. Bây giờ tới em đó. Tới em thì anh rảnh cái lôi em ra cắn. À ngứa nú răng kêu buồn buồn bả bắt em nhổ lông nách cho bả. Đó đâu có tật xấu đâu, ta nhờ giả mà đáng yêu cắn là ta cưng mà. Tại em bị cận á anh, vì em lúc trước á thì em nhờ anh gọi đèn, đâu có gọi tập trung gọi đâu, gọi hồi nghe lên mặt em luôn. Em nói thôi vậy thôi nhỏ luôn đi, tôi gọi đèn cho. Đó, rồi gì nữa? Tính tiết kiệm. Kiệm sao? Hợp tiện. Nhiều khi mua đồ bận em cho tiền mua, cái toàn mua đồ thanh lý không à. Với lại ăn uống thì hay sử dụng cái đồ cũ nhiều lần quá. Em cũng không thích. Rồi có phát lương không? Thì ở nhà thì vợ phát lương cho em, chứ em không phát lương cho vợ. Thì đúng rồi đó, dạ. Biết mà. Biết. Ngày được 20. Cái sau này thấy ít quá, cái thấy người ta cũng được nhiều hơn, cái đòi vợ, cái vợ cho lên 50. Cái em mới nói vợ cho 50 thì thương 50% thôi, chứ không có thương nhiều nghe. 100 thì được 100%. Lại giờ được nhiêu, giờ nói tóm lại được nhiêu nè? Được 100.000 ngày. 100.000 ngày. Là ngon rồi. Trời ơi, hiền nhiều hơn tôi rồi. Tại vì em cho 100.000 là nghĩa là em sẽ nhờ mua cái gì ở ngoài nữa. Ví dụ như về sẽ mua, ví dụ như mua bánh hay mua cái gì đó lặt vặt là cuối cùng cũng còn 50 mà. Bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn vợ em nó thay đổi là bớt cái tiết kiệm với hà tiện lại chút xíu. Cái nào đáng thì mình làm, nào không đáng thì mình nên bỏ. Nhất là ăn những cái đồ cũ á. Dạ. À, đúng không? Với lại bớt càng nhàn ở xíu. Dạ có nhiêu đó rồi. Còn em? Em thì em mong chồng mà là cũng như quan tâm gia đình chút xíu, ví dụ như là làm cái việc gì á thì em thích là cùng làm hơn. Ví dụ như quét nhà người leo nhà hay cái gì đó, mình đừng ôm điện thoại nhiều quá, bớt game lại, tại vì em nghĩ game nó cũng không tốt lắm, chỉ để được mình giải trí khuây khỏa thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Dạ. Hai này dễ thương mà. Nói nghe nè. À, cái vụ mà ăn đồ ăn lại đó, thực ra cái đó nếu mà mình biết cách á thì là cũng không có đến nỗi nào, tại vì nếu mà mình ăn không hết mình đổ đi hết á thì cũng rất là phí. Nhưng mà em nhớ là cái đồ ăn của mình nó chỉ được 11 tiếng đồng hồ đến 12 tiếng đồng hồ. Đó là với điều kiện để tủ lạnh nha, còn nếu mà để ở ngoài á thì là trong một ngày là ăn hết luôn, không có tối là mình dùng. Nhưng mà cái tính tiết kiệm là tính tốt, nhưng mà tiết kiệm đúng cái đúng cách đó là vậy, chứ không phải là cái gì mình cũng chặt
cái gì mình cũng siết. Người phụ nữ mà có cái tính tiết kiệm là rất tốt luôn. Nên giữ nhưng mà phải phát huy theo cái chiều hướng tích cực. Đó là như vậy. Còn hai đứa là quá dễ thương. Quá rồi. Dễ thương. Rồi. Rồi xin chào hai em nha. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn hai chị dạ. Dạ. Cô nó hơi thiếu tế nhị chút. Có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ thật sự ra là có. Trong trường hợp nào? 3 lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Và xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, bây giờ đầu tiên là phải khen cô dâu đã. Vì là hôm nay em mặc một cái bộ áo cưới quá đẹp à. Quá gợi cảm luôn. Chú rể em có thấy vậy không? Dạ có ạ. Hai em giới thiệu cho mình đi. Em tên là Trang, 26 tuổi, là nhân viên PR. Em là người gì? Dạ em là người Huế. Dạ. Còn em? Dạ em tên là Thịnh, hiện đang là nhân viên của một công ty truyền thông à. 28 tuổi. Một người là PR, còn một người làm truyền thông thì chắc có lẽ là gặp nhau trong một sự kiện nào đó rồi quen nhau đúng không? Dạ không, thực ra là hai đứa quen nhau là do mai mối à, là một mối quan hệ nó hơi lằng nhằng một chút xíu là chị giấu hụt người yêu cũ của em là đồng nghiệp cũ của anh này. Chị đó gửi hình qua cho em, lúc đầu thì nói là bé này đang buồn thì cứ làm quen với bé này đi, cũng dễ thương lắm. Sau khi nhắn tin một hồi thì 3 ngày sau bắt đầu gặp nhau. Gặp nhau thì hẹn đi ăn trưa rồi. Có ngất ngay với vẻ đẹp với vẻ đẹp của chàng trai này không? Hồi đó ảnh không có cắt tóc ngắn như vậy đâu, lúc đó ảnh tóc dài, lãng tử lắm. Thì mới gặp thì cũng đẹp trai. Nói chung là cũng đẹp trai, đeo kính đen nhìn cũng giống lãng tử lắm thì thấy cũng hay hay. Còn em? Em thì ấn tượng đầu tiên thì khi mà nhìn thấy vợ ở ngoài thì có vẻ là hình nó không có bị lừa tình là có vẻ là hình thật. Chân thật. Dạ, không có qua xử lý Photoshop. Em là cưa cẩm cô này trước đúng chưa? Dạ. Đến bao lâu thì mới đổ? Khoảng 3 ngày. Bao lâu chúng ta? 3 ngày thì bắt đầu là gặp nhau, rồi bao lâu rồi cưới nhau? Dạ 3 tháng. Ghê chưa? Cũng lâu. Không biết là quý vị có thấy là khổ quyết định cưới như vậy là có sớm không ta? Nó nhanh không? Mà nhanh như vậy thì chắc có lẽ là không biết là lý do gì. Dạ. Có khi nào bác sĩ kêu cưới không? Dạ thì nguyên nhân cưới của hai đứa thì nó cũng rất là đơn giản. Tại vì có người là nói xấu về vợ với em, rồi nói xấu về em với vợ đó. Đó là có người phá. Nội bà này là thôi chứ con rơi con rớt tùm lum các kiểu. Rồi quen bao nhiêu cô rồi hết quen em chị rồi tùm lum các kiểu đấy. Thế là xong cái một hồi em nghe em nói là thôi thì em mới nói với chị đó là thôi thì trước đây ai cũng có quá khứ hết á. Em cũng trước đây cũng quen nhiều người mà. Thôi nhưng mà quan trọng là hiện tại như thế nào. Thế là xong cũng nói tới nó luôn một hồi. Cái xong em mới bực mình quá. Xong cái ông xã em mới kêu thôi nhiều chuyện quá thôi cưỡi đi cho khỏi nói nữa. Như vậy là tụi em yêu nhau nhanh nhưng mà vượt qua khó khăn cũng nhiều để đến với nhau đúng không? Dạ. Như vậy chắc là khi lấy nhau rồi là hiểu nhau nhiều và hạnh phúc nhiều đúng không? Lúc mà quen á thì em thấy ảnh là thứ nhất là rất là tỉ mỉ, thứ hai là rất là quan tâm, rồi cũng biết suy nghĩ. Cưới về xong cái mình đổ vỡ hình tượng luôn. Vừa vô tâm, vừa ham chơi, vừa trẻ con. Bây giờ hai con em được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 6 tháng rồi. 6 tháng rồi? Dạ. Thì là hai vợ chồng có gây gỗ nhau? Dạ có gây hoài luôn á. Giờ có đang gây không? Dạ vẫn đang gây. Sáng nay mới gây xong luôn. Trời ơi. Gây hoài vậy đó hả? Dạ. Anh muốn hỏi gây nhà chuyện gì? Có phải là gây về chuyện tham gia chương trình này không? Dạ 5 giờ sáng thì vợ kêu dậy để chở vợ đi trang điểm. Mà trong khi quay thì tới trưa mới quay, nhưng mà sáng thì đi sớm quá. Mà nhà chìa khóa nhà thì em không có giữ, chìa khóa thì do ba mẹ giữ. Mà lúc đó xuống thì ba mẹ còn đang ngủ, thế là không có dám gọi. Mới nói thôi để đi chút, chừng nào ba mẹ dậy rồi anh chở em đi sau. Nếu mà chỗ này không được thì trang điểm chỗ khác cũng được. Thế là giận em rồi bỏ lên lầu rồi không nói chuyện với em. Mà vậy thôi mà gây lộn đó hả? Hai chồng làm quề trước đi, rồi hả hồi phân giải chuyện tiếp theo. Okay. Không, tại vì là xích mít nhiều chuyện từ trước nên càng không. Chuyện hồi sáng đó là em bực bội thêm nữa. Chị đương nói cái việc hồi sáng, đó. Chị đương nói mình dứt dạc cho việc hồi sáng. Giống như có một cái mục mà mục bọc á. Được cái này nặng trước đi. Nặng rồi á, mười mấy hai chục cái sau tính tiếp. Dạ. Đúng không? Ok dạ. Thấy chưa? Rồi, thấy không? Hồi nãy em cứ nói là em thực ra là có nhiều cái chuyện bực bội trước đây nữa. Tức là ngày nào trước đây cũng đã gây gỗ nhiều chuyện rồi đúng không? Dạ, nói chung là gây nhiều lắm ạ. Khi hai vợ chồng tiến với nhau, đến với nhau thì cái khoảng thời gian nó hơi nhanh. Nên là chưa có tìm hiểu kỹ.
nên là khi mà về chung sống thì nó có những cái xích mích, cứ năm ba bữa mà đôi khi cứ cãi nhau hoài. Thực sự em cũng chị hỏi em nha, chị hỏi Thịnh nha. Dạ. Cô nó hơi thiếu tế nhị chút, có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ thật sự ra là có. Trong mấy trường lần? Hợp nào? Ba lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Lần đầu tiên thì là khi mà em đi du lịch với công ty á, thì có chụp hình với lại mấy đồng nghiệp trong công ty á, thì mọi người hay chụp hình rồi gần đánh nhau rồi này nọ, thì đánh đó, là vì vợ em ghen thì, đúng không? Dạ lần đầu tiên thì là vợ ghen, là vợ ghen. Nhưng mà khi mà giải thích thì không được, thì bắt đầu là tính em á, mà khi em bực á thì em sẽ không cãi, em sẽ đi ra ngoài đi đâu đó để em giải tỏa tâm lý em, xong rồi khi đó về em mới giải quyết công việc, chứ em không giải quyết khi lúc em đang nóng. Nhưng mà khi mà em đang nóng thì vợ cứ đứng mà cãi với em thì là em không kiểm soát được cái nóng. Chị hỏi tiếp nè, rồi cái lần thứ nhì đánh là lý do gì? Lần thứ nhì thì là trong cái mâu thuẫn mà về nuôi bé nhỏ, bé con về, về nuôi bé. Rồi lần thứ ba, hai vợ chồng cãi nhau bình thường, một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, rồi xong rồi giống như là những cái mà chất chứa lâu quá trong đó bắt đầu hai vợ chồng bùng phát lên, rồi cái dẫn đến lần thứ ba. Ừ, là đó là một cái lý do mà mơ hồ đúng không? Dạ. Bây giờ chị hỏi nè, cái cảm giác của em sau khi mà chồng em đánh em ra là sao? Thất vọng, khi đó là em muốn hủy hôn luôn. Rồi cái lần đánh thứ nhì, sao cái cảm lần... giác của em sao? Lần thứ nhì thì bắt đầu lúc đầu là giống như tính tưởng 10 phần, sau đánh lần 1 còn 8 phần, tới đánh lần 2 còn được 3 phần. Rồi lần 3? Lần 3 chứ còn phần. Không còn cái gì luôn. Bản thân em đã viết đơn ly hôn rồi, em cũng đã kỹ rồi, và chỉ còn là xác định là đưa cho anh thôi. Nhưng mà tính em thì em hay nghĩ lại, em cũng suy nghĩ là vì con em là con quá nhỏ, rồi ba mẹ cũng đã đổ vỡ rồi, rồi em cũng hy vọng là không tốt với mình thì thôi tốt với con mình cũng được. Thì đó là cái suy nghĩ của em mà để vẫn còn sống cho tới bây giờ. Thử ngày hôm nay tụi em nghĩ sao mà tụi em lại tham dự chương trình này? Thực khi mà cái đơn ly hôn đã viết rồi, đã ký rồi. Em cũng biết là cái mà khúc mắc giữa em và anh đó là do hai người chưa thực sự mở lòng ra để mà nói thẳng được hết tất cả mọi chuyện. Thôi thì xem như đây là một cái cơ hội để mình có thể nói hết tất cả những cái khúc mắc của mình, để nếu như mà thực sự có thể hiểu để mà giải quyết được thì có như đó vẫn còn một cái gì đó là hy vọng cuộc hôn nhân của mình. Còn nếu như mà sau khi mà đã nói hết rồi mà vẫn không giải quyết được thì xem như là tới đó là hết rồi. Thế còn Thịnh, hôm nay em đến với chương trình này thì em muốn nói gì với vợ? Thì em muốn là vợ nói nhiều hơn về cái suy nghĩ của mình. Tại vì thật sự ra khoảng thời gian lâu rồi hai vợ chồng em không có thời gian mà để ngồi mà để thật sự nói chuyện trao đổi với không nhau. Không có thời gian không, là do không, công việc hay là không do... phải là do công việc, nó là do chiến tranh lạnh, nên là chưa có quan hệ, chưa có được mở ra. Nên là em muốn thông qua chương trình này thì để cho vợ có một cơ hội để trình bày, giải bày cái nỗi lòng của mình nhiều hơn. Và bản thân em cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn. Nên là thông qua chương trình này em muốn hai vợ chồng sẽ giải quyết được những cái mâu thuẫn trước đây cũng như là bây giờ, để cái cuộc sống tương lai nó tốt hơn. Em có muốn ly dị không? Thật sự là không muốn. Em không muốn đúng không? Dạ. Chị cũng cảm nhận là em không hề muốn điều đó. Còn em á, mặc dù em viết đơn đó nhưng mà em cũng muốn cái điều đó không xảy ra, nhưng không phải vì cho em mà muốn vì cho con em. Dạ đúng rồi. Chị thấy vậy nè em, Thịnh, bây giờ cái người quyết định á là em chứ không phải vợ em đâu. Tại vì như vậy nè Thịnh, chị là phụ nữ, chị hiểu được cái tâm trạng của một người phụ nữ khi mà bị chồng đánh á, đúng là tình yêu không còn. Mà hơn nữa lại đây là trong vòng thời gian có 6 tháng sau sinh rồi. Cái người phụ nữ á, thời gian mang bầu thay đổi tính cách, thay đổi về tất cả mọi chuyện. Bởi vì sao? Cái sinh lý nó thay đổi đúng không? Nhưng khi sanh rồi á, cái tâm sinh lý nó còn thay đổi dữ hơn nữa. Bởi vì người ta mới nói có cái chuyện hậu sản đó Thịnh. Yeah. Đó, cho nên rằng trong 6 tháng đó mà vợ em chịu đựng nhiều những cái cảm xúc và nhiều những cái mà ức chế như vậy á, vợ em vượt qua được là vợ em quá hay. Chứ chị là dở hơn em nhiều. Thế thì chị nói với em, khi mà em đã bước chân đến đây thì chị nghĩ rằng em cứ nói hết những cái gì với chồng em, đừng là chiến tranh lạnh nữa. Chị nghĩ rằng là em không muốn làm điều đó đâu. Em ức quá, em không chịu nổi cái áp lực đó nữa thì em phải làm điều đó thôi. Nhưng mà trong sâu thẳm của em không muốn điều đó. Mà chị cũng không hề muốn điều đó. Cũng giống như chồng em cũng không hề muốn điều đó. Chồng em chỉ bị một cái duy nhất là nóng tính quá, không kềm hãm được cái nóng tính của mình. Nhưng cái dở của em là như vậy, em không biết cách kềm chồng em. Chị nói em nghe, ở đây đều là hai đứa có lỗi hết trơn á. Không có đổ thừa cho một trong hai đứa được. Tụi em muốn xây dựng gia đình là không phải một đơn phương một người được. Chồng chị là một người nóng tính khủng khiếp. Trước chị á là anh không có kềm được bất cứ với một người nào hết trơn.
nhưng chị kềm được cái chuyện anh không đánh chị. Thì bây giờ em có thể sửa được chồng em cái điều đó. Tại vì á, nãy giờ tiếp xúc với tụi em, chị cảm nhận được điều nó như thế này. Ngoài cái chuyện chồng em nóng tính ra, chồng em rất thương em, thương lắm. Chồng em mong em là hãy cởi mở, hay nói đừng có... Mà chồng em rất sợ cái chuyện mà cái hoàn cảnh tụi em bây giờ. Chồng em rất sợ. Chồng em đang rất sợ cái điều đó. Em mình dung không? Em phải nói, em nói cho chồng em hiểu. Và em đã biết tánh chồng em nóng như vậy, thì lần sau á, mình né tất cả những cái điều đó đi. Bởi vì sao em biết không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đây mình tránh chồng mình mà có tránh ai đâu, đúng không? Mình vừa giữ được cho mình, vừa giữ được cho chồng mình, vừa giữ được cho cái máy ấm của mình. Đã biết bao nhiêu lần chị phải làm điều đó. Có nghĩa là chị né để mà đủ cuối cùng chị được hết, chứ chị có mất gì đâu. Và chị rất mong muốn là sau đây á, em hãy làm cái điều đó thử đi. Đừng có chiến tranh lạnh với chồng nữa. Và chịu khó tìm hiểu chồng em hơn nữa. Em thử đi. Em tìm hiểu chồng em. Còn em, tình yêu em dành cho vợ chưa đủ, em phải thương vợ em nữa. Thương giống như em thương con em vậy đó. Thì tụi em sẽ có một cuộc sống khác. Trời, vợ em nó quá đẹp mà. Nó chỉ bị thế là nó khi nó nói á, nhiều khi nó bực, nó nói khó nghe quá. Làm em bực mình á. Thực ra là do cái bản tính công việc của em nữa. Chúng em cũng đã làm về trưởng phòng rồi gì rồi, thành ra giống như cái cách em quen với nhân viên của em rồi. Giải quyết vấn đề đó là giải quyết dứt điểm tại chỗ, không có chuyện mà nói xong rồi ừ vậy đi. Xong rồi cái là sao, tính em không có như vậy. Một thì... phần là có lẽ do ảnh hưởng công việc đó, của em. Thì chị mới nói là cái cách cầm cương, em hiểu không? Dạ. Cuối cùng em được hết chứ em không mất cái gì, chị đảm bảo với em. Chị cũng quản lý cả bao nhiêu con người, em biết rồi đó, đúng không? Nhưng mà khi về nhà mình là vợ, mình không là ai khác ngoài là vợ, chứ không có là một cái người nào khác hết trơn. Thì khi chồng mình bực lên, em là vợ, em phải nhịn anh thôi, đúng không nè? Nhưng ở một cái lúc chỗ nào đó, một nơi nào đó, một cái thời điểm nào đó, anh phải là người năn nỉ em. Thì bây giờ chị tha thiết mong em một thời gian nữa em thử thay đổi cái cách em cải thiện chồng em đi. Em thay đổi đi, coi là ra làm sao. Chứ bây giờ cái chuyện tụi em ly dị nhau dễ quá mà, có gì đâu khó. Rồi bên này ký rồi. Đúng không em? Nhưng mà cái hậu quả tới sẽ là gì đó, em cứ nghĩ đi. Con em mới 6 tháng thôi. Rồi quyết định vậy đi nha. Oh yeah cái đi. Oh yeah. Đứng lên ôm nhau cái đi. Đó. Nói câu gì đi rồi. Anh muốn nhân chương trình này, anh gửi đến lời xin lỗi đến em vì những hành động mang tính chất bạo lực của anh. Nên là em hãy bỏ qua cho anh. Và hy vọng là em sẽ tiếp tục cùng anh đi đến hết con đường này. Đúng rồi. Tại vì tương lai con em chúng ta. Rồi khoan. Hay quá. Tôi đề nghị máy chưa. Đề nghị máy quay quay cận vô mặt ông chú rể này và hứa một cái gì đó với vợ. Thì tham gia chương trình này thì em xin hứa với vợ cũng như là với chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể quý khán giả, anh hứa là anh sẽ không đánh em nữa, không dùng bạo lực đối với em nữa. Rồi cảm ơn hai em. Rồi cảm ơn. Chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin chào hai em. Hình như tôi gặp cô dâu ở đâu rồi nè. À, hình như có đóng phim phải không? Dạ không có. Em là diễn viên đúng không? Dạ không phải. Người mẫu đúng không? Cứ ngồi nhận thấy người ta đẹp đẹp, đẹp cái xém. Hả? Xém xém là người mẫu đấy chứ. Ta hỏi cuối cùng á. Xém xém có nghĩa là chưa. À. Mà chưa thì làm sao mà gặp, anh biết được. Như vậy em làm gì? Dạ em kinh doanh. Rồi, hồi nãy giờ anh đùa để cho nó giảm bớt căng thẳng. Thoải mái đi hả? Có cảm thấy căng thẳng không chú rể? Dạ cũng hơi rung à. Em làm người mẫu không? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Trương Bằng Phi, năm nay em 28 tuổi. À. Dạ, em đến từ An Giang. Bằng Phi, An Giang. Dạ. Còn em ở đâu? Em là Nguyễn Thị Kim Yến, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ. Ủa, nhưng mà hai tụi em là ở đâu? Dạ, hiện tại ở An Giang. An Giang. Rồi, lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì lúc khoảng thời gian đó em kinh doanh quán cà phê ở gần cái nơi các anh này làm việc. Rồi cái anh này mới thường xuyên là ghé uống, cho nên gặp nhau rồi quen biết nhau. Mà chồng em thường là qua là uống cà phê hay là uống gì? Dạ, chồng em thì 3 lần một ngày là uống ra má. Sáng, trưa, chiều là đăng ký ly ra má. Chà, một ngày 3 ly, một nhưng ngày mà liên tục, ly, uống liên tục cả tháng đó. Mà ngày nào cũng 3 ly ra má? Dạ, đúng rồi. Có khi 4-5 ly cũng có. Ông này mà bị huyết áp thấp như tôi là coi như ông tiêu trước khi ông quen được cô này. Ôi, một ngày 3 ly mà uống liên tục một tháng trời. À, mà tại sao em không uống cái khác mà em uống rau mát? Hay rau mát? À, rau mát. Uống hết bao nhiêu ly thì cô được vợ?
uống cũng hết đầu cũng mấy trăm ly. Đúng không? Một tháng rồi này ba ly thì ba ly là một tháng là 90 ly rồi. Đúng không? Nói chung là cặp này có thể được đặt tên là chuyện tình rau má. Rồi em cưa vợ em như thế nào? Không, cái anh này thì anh không có cưa em. Uống xong tính tiền đi về, uống xong tính tiền đi về. Mà nói chung là chính vì cái cách đó mà em lại khoái ảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Ủa Phi, nhưng mà trong suốt cái thời gian em đến em muốn là em không có chủ đích gì với cô này hay sao? Muốn làm quen á, nhưng mà thấy cô vợ lúc đó có nhiều người đeo đuổi quá à. Em cũng hơi ngại ngại á, sợ nên anh không có dám gọi là làm quen à. Dạ. Cứ ngồi vậy thôi. Dạ. Không có nhìn lén không? Dạ cũng có. Rồi xong cuối cùng sao dính? Cái về cái thấy trên mạng cái kết bạn Zalo với cái anh này một tuần lễ cho qua anh mới chấp nhận. Cái hôm đó anh ghé là anh mua về chứ không có ngồi uống. Em mới hỏi anh là mà tại sao mà em kết bạn mà anh không chấp nhận. Anh cũng không nói gì hết á, anh cười xong rồi anh về anh chấp nhận. Sau rồi nhắn tin rồi nói chuyện qua lại mới thành bạn. Bao lâu thì mới tình yêu? Khoảng chừng một tháng, cái người bạn trai của em ở Hàn Quốc về có ghé thăm. Cái anh này mới thấy, cái anh mới cắt liên lạc với em, anh không có nhắn tin, cũng không có gọi điện cho em nữa. Cái em mới thấy buồn, cái mới nhắn tin hỏi ảnh sao mà anh không nhắn tin với em vậy đó. Anh mới trả lời là em có biết là em làm anh đau lòng đúng không? Cái từ lúc đó em mới giải thích người yêu cũ thôi, tại người ta về nước người ta thăm thôi. Cái hai đứa ngày hôm sau chính thức yêu nhau. Lúc đó mới nhận ra được cái tình cảm với nhau. Em biết ảnh là ảnh thương em đúng không? Dạ. Bây giờ cho tôi đoán nha, trong cái chuyện tình của hai người này chắc có lẽ là em là người chủ động hết tất cả mọi thứ đúng không? Dạ đúng, em thì chủ động hơn tại vì ảnh là người ít nói lắm. Nãy giờ nhìn biết mà mắt cứ gì. Rồi xong nếu vậy thì giờ đặt vấn đề cưới xin thì ai là người đặt vấn đề? Cùng em luôn. Dạ cả hai cùng thống nhất quen nhau rồi khoảng 5-6 tháng rồi cưới luôn. Nhưng mà làm sao mà lại phải cưới sớm vậy? Dạ trong lúc đó thì gia đình em cũng đang muốn tìm vợ cho em á. Trong cái thời gian yêu nhau á, gia đình cái anh này đi hỏi vợ. Cái anh này mới nói cho em biết. Vậy mà trong khi đó là anh này anh quen em mà anh không nói với gia đình anh nữa. Rồi cuối cùng sao? Cái hôm đó anh dắt em về nhà xong rồi cái ba mẹ anh hỏi cưới luôn. Coi như là ba mẹ đi tìm vợ cho mình mà mình cũng chịu nói với ba mẹ luôn. Dạ. Ví dụ mà em không nói cho vợ em biết cái điều đó, em cũng nói cho ba mẹ em biết. Ba mẹ em lại đi hỏi một người khác đó, em tính làm sao? Có rồi chị. Có luôn. Có đi hỏi gì? Có luôn. Trời đất ơi. Mà bên kia đồng ý không? Dạ bên kia cũng có hẹn cái ngày đến để mà chơi hai gia đình giống như là đi con mắt vậy đó. Trời đất ơi, rồi sao? Rồi cái em mới nói với gia đình vậy đó, rồi mới hồi lại. Tiền quá đi. Dạ. Ủa như vậy là cái chuyện tình yêu của tụi em đâu có gì gọi là trắc trở trục trặc. Dạ không có trắc trở, nó như là cái duyên phận trong thời gian đó em mới lựa chọn nhiều lắm. Rồi cái anh này anh cũng vậy. Xuất hiện uống ly rau má xong là mê liền. Dạ. Lúc đó cũng không hiểu tại sao mà mình chấm anh này luôn. Tại vì cái lúc đầu nhìn ảnh tóc tai để nó lườm thường, mặc quần cục nữa. Vậy đó. Rồi bên gia đình em thì sao? Ấn tượng của mẹ em với cái anh này lần đầu sợ sau này về rồi sợ ảnh ghen. Em mới nói với anh, mẹ em thấy mẹ em không thích anh. Cái anh này anh mới buồn, anh mới đi nhậu về xỉn ói quá trời luôn. Cái em rồi thấy thương, về sau thì mẹ em thương anh này hơn em. Vậy đó. Dạ. Tới chừng lấy nhau về rồi thì anh có ghen không? Dạ không. Đã bao giờ ghen chưa? Dạ chưa chị. Chưa bao giờ ghen luôn. Hiền quá mà ơi. Rồi vợ em là có ghen em không? Dạ không. Không luôn. Không ghen luôn. Trời ơi, hai người giống như là cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Dạ. Chị hỏi này vậy, cái anh này lúc anh giận lên thì anh ra làm sao? Cô im đi, thế là cả hai cùng im luôn. Không, trong cái thời gian mà tụi em chưa có cưới là qua nhau 6 tháng là trong đó là hai đứa chưa bao giờ giận nhau lần nào hết, cũng như chưa bao giờ cãi nhau hết. Cuộc sống bình thường, nó hạnh phúc, im đềm, nhưng mà từ lúc em sinh em bé rồi, cái tính tình của em nó mới bắt đầu nó thay đổi một chút xíu là hơi cáo, rồi mới cãi nhau. Cái anh này thì anh giận lên cái mặt anh xấu lắm. Anh có nói lớn hay là anh có la em hay gì không? Dạ, có quát một tiếng rồi thôi à. Mỗi lần mà anh nóng giận cái anh quát lên một tiếng xong cái anh suy nghĩ lại hình như là thấy mình hơi quá hay gì đó. Rồi cái quát thì sao? Cũng hiền. Tôi giận đây. Đừng nói nữa, quay em đây. Quay em luôn. Cũng vậy đó. Thôi bây giờ nè, hồi nãy giờ em im re hoài à. Thường đến cái mục đầu dòng này nè là bảo đảm ông chồng là cũng phải nói chứ nè. Thì... kể xấu vợ em đi. Đó. Nói chung thì lúc về sống thì nó cũng xảy ra nhiều cái mâu thuẫn lắm. Nói hết đi em. Vợ em thì lúc đầu thấy cô cũng hiền lắm, rất là dễ thương lắm á.
sau này về cái tính tình nó cũng thay đổi nhiều quá. Thay đổi sao? Nổi giận vô cớ vậy đó. Những cái chuyện nó như nó không đáng. Ví dụ như là hai người cùng đang làm việc với nhau, tự nhiên như muốn kêu em làm cái vấn đề gì đó thì cũng lại la lớn là như đó. Rồi lúc đó em như thế nào? Thì em thấy hơi khó chịu. Khó chịu em có nạt không? Có, em giận, em cũng nói thôi tự làm đi, mốt đừng có kêu nữa. Rồi lúc đó phản ứng cô sao? Mặt cô nhìn hầm xuống lắm. Mà em cảm thấy khó chịu với cái chuyện đó của cô? Cũng khó chịu lắm anh. Chứ phần mà cổ mỗi lần mà đi vào nấu ăn hay là cái gì đó được sóc tung lên hết trơn á. Rồi cuối cùng người nào hốt? Em. Em là người hốt đó. Dạ. Mỗi lần muốn đi chơi hay gì đó, thời gian chuẩn bị cô ấy rất là lâu, máu thạo đời vậy đó. Lấy mặt chứ mặt hết. Mặt xong rồi cái nào không vừa cái cởi gà dục đó, rồi cái cởi gà dục đó cởi ra hoài vậy đó. Cuối cùng ai hốt? Cuối cùng mà về để đóng rồi về hai chồng ship lại nữa. Nghĩa là có em cũng hốt luôn. Dạ. Đúng không? Còn gì nữa? Rồi có ăn hiếp em không? Cũng có. Em phải tranh thủ cơ hội này để phải em nói đi. Cái mục này kêu bằng là cái mục đại hội giặt mặt. Cho nên là mình phải tranh thủ phải không? Để cho vợ mình sửa. Em có quyền im lặng, nhưng mà im lặng ở nhà, nhưng lên đây là em có quyền lên tiếng nha. Tất cả những tiếng nói của em là có tôi bảo vệ nha. Rồi nữa đi, khui nữa đi. Bây giờ cái có con á, giờ cái nó có nhiều cái chuyện xảy ra lắm. Đúng, em nói nhiều chuyện, tức là rồi mỗi lần đi chơi là vợ nó cứ đòi đi những cái chỗ mà đông đông không mà, nhưng mà khi có con rồi đó nó rất là ngại. Khó ngại lắm. Tàn bé nó hay khóc, nó nhỏ đó. Em khó chịu không? Cũng khó chịu. À, phải đi chơi những chỗ đông người. Mà em thì em không thích à? Là cái tính của em thì nó không có thích mà giống như là đông nó... đúc, chị hiểu rồi. Đông đúc. Nhưng mà sau đó thì thường những cái lúc như vậy về hai chồng có gây lộn không? Cũng có chị nhỉ. Vậy đó. Rồi giận hoài. Đã bao giờ em lớn tiếng với vợ em chưa? Cũng có à. Vợ lớn còn tiếng một à. Nín. Đó, nín luôn đó, anh tính luôn. Kiểu vậy đó. Rồi. Cái chuyện mà lớn nhất mà hai vợ chồng em cãi vã từ trước tới giờ đó là chuyện gì? Chắc không có. Không có. Nhưng mà chị suy nghĩ hoài, chị không biết sao mà em thỉnh được chồng em lên chương trình. Cái đó là cũng dữ lắm mà chị. Dữ sao? Dữ sao? Dạ, lúc đó vợ em đòi sách bị đi về đó. Có nghĩa là sao? Là em không có chịu đi á. Mà vợ em đòi bắt em tham gia. Dạ. Tại sao em không muốn tham gia chương trình này? Đây là lần đầu tiên mà lên phát sóng, lên quay á, cái em ngại. Ừ. Nó ủa sau này nó chưa, vợ mình chưa hỏi ý mình mà tự nhiên sao lại quyết định. Dạ. Nhưng mà thôi cái em suy nghĩ lại thôi, giống như mình đi chơi vậy thôi. Nhưng mà bây giờ chị muốn hỏi cảm giác của em là sau khi em ngồi ở trên đây rồi thì em còn ngại nữa không? Dạ không chị. Em có thích chương trình này không? Dạ thích. Và dạ, tí dụ có một chương trình tương tự về mời rồi có tham gia không? Dạ tham gia. Tham gia mai mốt không chừng là thay tôi làm MC luôn á. Dạng rồi, dạng rồi. Rồi bây giờ nè, anh chồng em ngoài cái việc anh ít nói ra còn cái tính xấu gì nữa? Dạ có tính là bàn ra. Ví dụ như mỗi lần mà em muốn đi chơi, ví dụ như đi coi phim đi, anh bàn hết tất cả luôn. Thôi mình uống cà phê, mình đi ăn cái này, ăn cái kia đi. Bác bỏ cái ý kiến của em. Còn cái thứ hai là cái gia cũng như là hướng nội. Ví dụ như em muốn đi chơi với bạn bè, rủ anh đi á, thì anh không đi, em thích đi chơi với mình em à. Đi chơi với con, không chịu đi với người nào lạ chứ. Mỗi lần mà có người lạ vô, cái mặt của anh trong bàn như cái mâm vậy. Em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Cởi mở hơn, hòa đồng hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn. Phi phải làm nghề gì? Dạ em cũng ở nhà buôn bán vậy đó chị. Trời ơi, buôn bán mà ít nói vậy làm sao mà buôn bán? Buôn bán mà cái mặt gì với cái miệng gì chắc không? Ai mua rồi? Đợi cái nón kết che mặt xuống rồi cứ làm công việc à. Chứ không có sợ lỡ với khách. Dạ ít lắm. Thường cái quán ăn của em thì có nam có nữ rồi vô cũng đông dạ, đúng không? Dạ. Ảnh gặp khách nữ thì sao? Gặp khách nữ ngồi là cứ đứng nhìn hoài vậy nè. Nhiều khi quên việc của mình đứng nhìn hoài vậy đó. Trời ơi. Nhìn thôi chứ không có nói hả? Dạ không, chỉ đứng nhìn với em nhiều khi em chẳng nói hỏi nhìn gì hả? Ủa em có ghen không? Em thì không ghen, thì biết chồng mình không có cái tính đó. Nhưng mà thấy không biết anh nhìn chi thôi. Cái nhìn nó khó chịu lắm. Vậy là bốn cũ soạn lại rồi. Cái chiêu nhìn này cũng là hồi đi uống rau má mà nhìn đó. Rồi bây giờ em có sợ nè. Tại vì con gái giọng nó hiền đâu nghe. Em có sợ chồng em cứ im ỉm gì mà bị gái dụ không? Không, em thì em sợ nhìn vậy rồi người ta chửi nữa. Thôi trời ơi. Vậy em bảo anh chị em đeo kiến đen đi. Hẳn hoài là vợ cũng không phát hiện mà khách cũng không phát hiện luôn. Trời má ơi, nó dễ làm thiệt cái chết của thiệt. Quán ăn tên gì? Quán tên Du My. Rồi địa chỉ ra đâu? Nói luôn đi. Dạ địa chỉ là ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luân, An Giang. Nhớ treo hình tôi với bà Hồng Vân á. Đó bây giờ ông chồng kết giùm câu mời quý vị đến ủng hộ đi. Dạ. Không nói một tiếng tôi nào. Tôi tặng lên. Mời quý vị đến quán tôi. Dạ mời quý vị đến quán ủng hộ. Đó. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Ôi, ôi. Quá dễ thương. Ừ.
Thôi thực ra bây giờ thay mặt chương trình tụi chị chỉ biết chúc là tụi em hạnh phúc. Những cái điều mà chồng mong muốn ở vợ thì chị nghĩ cũng đơn giản đúng không? Dạ. Còn tuy nhiên á, là cái vấn đề là rơi vào anh chồng đó. Chị nghĩ em cởi mở chút xíu. Tại mình làm cái nghề giống như làm dâu chăm họ, buôn bán mà mình cởi mở, mình hoạt ngôn lên một chút thì chắc chắn là cái quán của tụi em sẽ đông hơn nữa. Rồi, thôi chúc cho quán em ngày càng ngày đông khách. Dạ, dạ, cảm ơn. Vợ em dê lắm. Hồi xưa quen á thì thùy mị lắm, chốt sổ rồi đó, thành ra là bung ra luôn. Dê em hoài luôn. Dê em hoài. Đi ăn thì ăn xong đứng dậy, thấy không ai nhìn nhìn cái bóp mông em cả. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. À, xin chào hai em. Hình như anh gặp hai em ở đâu rồi ha? À, dạ, đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên là Trọng Hải. À, năm nay em 34 tuổi. Em đang là giảng viên dạy tiếng Anh, đồng thời làm đào tạo về bên mảng khách sạn nhà hàng. À. Em tên là Trúc Vi, em năm nay 25 tuổi. Em đang ở nhà buôn bán online. Cuộc tình của các em bắt đầu như thế nào? Cuộc tình của tụi em mà bắt đầu ở giảng đường. Ảnh là giáo viên dạy tiếng Anh của em ở trường. Em học trò. Thì lúc đầu gặp cũng xưng thầy trò vẫn bình thường thôi. Dạy thì ảnh hay pha trò, thì ảnh xuống lớp ảnh giả là BD. Ảnh nói là bị sứ hè. Mình nghe thì mình buộc miệng, mình nói là trời mất hình tượng quá. Tối hôm đó ảnh nhắn tin cho em, ảnh nói là bộ mất hình tượng lắm hả. Ảnh lúc đầu cũng xưng thầy trò, xong lát hồi sau lẳng lãng kêu bằng anh em luôn. Bữa đó là nhắn tin là sáng đêm luôn á, xong hẹn ngày mai đi ăn. Em thì em đi dạy cho nên là em có cái quy tắc là em không có quen với học trò. Nhưng mà hôm đó thì cô nàng này có vô trễ. Em thấy giống như trong phim anh vô mà cái hất tóc một cái đi vô rồi đi ngang qua giống như là nhìn mình một cái nữa. Cũng hơi hơi ấn tượng tại vì cũng là cái gu em thích, tức là cũng cao cao, tóc dài. Cô bé này có vẻ là hiền, thật thà. Tối hôm đó tự nhiên không biết sao cái em nhắn. Sau đó thì hai đứa cũng suy nghĩ rồi cũng mới quen nhau. Lúc mà tụi em quen thì cũng lén lút lắm. Em đi dạy thì em thả bé xuống ở gần gần trường. Tới lúc mà nghỉ ra chơi thì giả bộ đi chung nguyên lớp đi ăn, cái xong cái hai đứa tách ra đánh lẻ đi. Quen rồi xong tự nhiên đi vô trong lớp rồi có bị sượng không? Không có sượng. Quen ảnh xong á là mình cứ muốn đi học lớp của ảnh không à. Muốn gặp ảnh hoài á. Lâu lâu có mấy lần em cũng xém hố, tức là cũng đang kêu em, cái xong cái buộc miệng xém anh xong nhưng mà kịp gượng lại là hát cái chỗ nó vui lắm á. Với lại mình có cái tật là cứ nhìn về hướng của bé này ngồi không mà lâu lâu cái thấy tụi học trò đang nhìn mình, cái thôi mình giả bộ mình lẻn qua chỗ khác. Bao lâu thì là hết lén lút được, tức là bị bùng nổ? Tới lúc mà bùng nổ là lúc mà em bị trường đuổi. Là trường phát hiện ra là sao? Cô hiệu trưởng, cô biết là hai đứa quen nhau. Cái cô có hỏi thì em cũng có nói là tại vì tụi em cũng đã tính tới chuyện lâu dài là cũng sẽ cưới này kia. Nhưng mà cô có nói là để tránh gọi là giống như là các bạn trong lớp phân bì này kia có cái sự không công bằng thì là em tạm ngưng, em không có dạy cái lớp của vợ em nữa. Thì cũng đồng thời lúc đó là em có một cái công việc mới, thành ra là em mới quyết định là em chuyển việc luôn. Nói bị trường đuổi là em nói cho vui vậy thôi. Như vậy lúc đó là em không còn cơ hội để nhìn thấy anh thầy ở trên bục giảng nữa đúng không? Lúc đó em cũng nghĩ luôn. Ta là nghĩ luôn. Nghĩ luôn. Lần đầu tiên các bạn là nhắn tin với nhau đó, suốt đêm đó. Dạ. Thì đến bao lâu thì các bạn mới chính thức quen nhau? Nhắn tin đêm đó là ảnh hẹn sáng ngày hôm sau đi ăn luôn. Lên xe thì mình cũng đâu có dám ôm, mình để tay khép nếp. Ảnh thì ảnh vòng tay mình qua ôm ảnh. Xong tới vô ăn, ảnh hôn mình luôn. Hôn luôn. Đè ra hôn luôn. Lần đầu tiên luôn. Dạ, lần đầu tiên là xác định luôn á. Hôn xong rồi trở về không? Dạ. Thì lên xe thấy gì đâu hẹn hò nhau mà ngồi cách yên xe khúc. Sợ té cái thôi em lấy tay em vòng qua sau lưng em ôm lại luôn để em giữ vậy luôn. Tính cẩn thận nghe không, sợ người lớn té đó. Đó. Xưa đến giờ em với bạn bè em ngồi nói chuyện á, thường em hay hỏi câu hỏi này là giờ chị Vân với anh Thuận giờ nhìn hai vợ chồng em, giờ anh chị nghĩ là ai dụ ai? Chỉ như là ảnh rồi. Em, ông thầy sao học trò dụ đúng không? Nhưng mà giờ em hỏi anh là giờ đàn ông mình đi chơi đúng không? Mà học trò mình giờ mặc đồ sexy hở hang vậy thì có phải là học trò mình dụ mình không? Có nghĩa là bữa đó cũng sexy đúng không? Hai dây hay sao? Dạ đúng rồi, mặc áo hai dây nhưng mà ở ngoài có mặc một cái áo sơ mi. Nhưng mà nó hững hờ lắm, thành ra là em địa được hết. Nó vấn vương, nó hững hờ lắm. Dạ. Đó. Rồi đâu có chịu nổi đâu. Dạ, sơ mi mà không cài nút đúng không? Dạ đúng rồi. Đó thì đúng rồi. Đó thì không phải là ai dụ ai đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng là dụ vô có chịu vô không? Dạ thì đi ăn thôi ạ. Đâu đi ăn. Đi ăn, nhưng mà đi ăn xong rồi hôn nhau.
Không, dạ. Tao hung rồi mới ăn. Trong lúc chờ đồ ăn thì tụi em... Thế thôi, ăn xong rồi đi về hay đi đâu nữa? Dạ, ăn xong thì lúc đó tầm mới khoảng 2 giờ. Mà trong khi thì bé vợ em thì tới khoảng 4 giờ là mới lên xe để đi tỉnh. Thì em mới kêu là thôi đi cà phê đi. Thì bé nói là mới ăn xong rồi uống cái gì nữa, nó còn no lắm. Cái xong cái em mới nói là vậy thôi để anh chở em về nhà, để em nghỉ ngơi xíu đi rồi em đi. Cái tự nhiên cái nói với em là thôi em không muốn về đâu, em muốn ở bên anh. Cái em thấy vậy thôi, cái em chở vô khách sạn luôn. Chở vô khách sạn luôn? Dạ. Mối tình nó dài dữ á. Ừ, mối tình tìm hiểu dài quá lâu. Lúc mà tới khách sạn á, em cũng hơi bức, hơi thất vọng. Tại nghĩ là, mình cũng không nghĩ là thầy giáo mà như vậy. Nhưng mà tính em á thì thoải mái, em không phải là khép nép hay cái gì đó. Thì em cứ suy nghĩ là vô thử coi sao. Cái ảnh tới chuyện gì tới thì tới. Cái mình cũng nói với ảnh là anh ơi mình có nhanh quá không anh. Ảnh mới qua anh nói là em ơi mình quen nhau lâu rồi mà, trong khi là vậy mình có 1 tháng à, mà nói chuyện được có 1 chút xíu vậy nè, mà quen lâu rồi đó, đối với ảnh là lâu rồi đó. Là sau đó có sợ là ảnh thay lòng đổi dạ với mình hay không hay là như nào? Có chứ, thì cũng sợ, nhưng mà nếu mà ảnh không còn quan tâm mình nữa thì đối với em suy nghĩ lúc đầu là coi như tình một đêm. Nhưng mà được cái là cũng hỏi thăm, cũng quan tâm, cũng vui vẻ bình thường, cũng trách nhiệm. Lúc đó em cũng còn lông bông lắm, có nghĩa là em cũng chưa có xác định là em sẽ cưới đâu. Nhưng mà sau một thời gian dài thì em thấy một điều là xung quanh mình nó toàn là ảo không mà không có thiệt. Còn bé vợ em thì giống như là lúc nào cũng đợi em, cũng sẵn sàng chờ em vậy đó. Thì từ từ em mới nhận ra là bé thương mình thiệt. Rồi dính tới giờ luôn. Dính tới giờ luôn, tức là cái thời gian mà thương thiệt rồi dính tới giờ là bao lâu nè? Dạ cũng gần 3 năm. Rồi là hai đứa cưới lâu chưa? Dạ tụi em cưới được khoảng 1 năm. Có con chưa? Chưa, tụi em đang kiếm. Rồi giờ mình kể tiếp nè, trước khi cưới có cái biến cố gì không kể đi kìa. Tới sau khi đám hỏi xong thì tự nhiên cái đợt đó vợ em bị sốt rồi ăn uống không có được, xong cái tự nhiên cái tối hôm đó là cái bắt đầu là hôn mê. Thì thì cũng là tưởng là bệnh như bình thường thôi thì mới đưa vô bệnh viện 115 á. Thì vô thì tới lúc mà lên cấp cứu xong á, truyền thuốc như mọi khi thôi. Nhưng mà tự nhiên cái đợt đó là vợ em bị như là liệt nửa người luôn. Có nghĩa là bên trái thì còn cử động được một chút, miệng là coi như là cứng đơ luôn, không có nói được luôn, ăn uống thì cũng khó khăn. Thì bác sĩ nói là đó là một cái biến chứng của cái bệnh viêm tủy. Cái đợt đó là coi như là hai nhà cũng rất là lo, tại vì chưa bao giờ là vợ em bị phát bệnh như vậy luôn. Cái đợt đó là em cũng vừa đi làm vừa chạy ra chạy vô, mà lúc đó em cũng rầu lắm, em cũng vừa lo nữa. Bạn bè này kia ai cũng nói em là suy nghĩ kỹ trước khi cưới, tại vì nhiều khi mày cưới về mày không chịu được rồi mày bỏ con ta rồi tội. Nhưng mà lúc đó thì em có nghe mấy bà chị bạn chơi chung với lại vợ em nè, có nhắn tin cho em nói là hồi nãy chị vô chị thăm Vi nó mấp mấp cái môi thôi. Nó nói là về là kêu anh Hải là bỏ em đi, mà đừng có như là tội cho em á. Sợ em là cứ phải gánh cho vợ em. Đó, nhưng mà em lúc đó em nghe xong em cũng khóc nhiều lắm. Xong cái em mới ráng bình tĩnh lại. Xong cái vợ em mới đưa về nhà thì cũng phải ngồi xe lăn rồi tập vật lý trị liệu một thời gian. Nhưng mà cũng có cái động lực đó, có cái động lực là nhờ có em bên cạnh đó, thì vợ em nỗ lực tập luyện này kia, thì khoảng chừng 2 tháng sau thì vợ em hồi phục bình thường. Và bây giờ là đi lại bình thường đó. Giỏi quá, vậy là phải nghị lực dữ lắm luôn hả? Bây giờ thì nó hết chưa? Dạ thật ra thì nói khỏe 100% thì cũng không phải là 100%, nó chỉ hồi phục được khoảng tầm 70-80%. Nhưng mà bệnh này thật ra thì nó đã có từ rất là nhiều năm trước rồi. Nó sẽ biến chứng theo từng giai đoạn và từng cái độ tuổi của mình, lớn càng lớn nó sẽ càng biến chứng và nó sẽ càng nặng hơn nữa. Nói hồi 100% là không có. Mờ, điển hình giống như là con mắt của em đã hư rồi. Em chỉ còn thấy được 1/10 thôi. Và em chỉ còn được một con này để mà trụ vững cho hai con luôn. Nhìn bằng một con thôi. Bây giờ mà nó có tái nữa thì nó còn sẽ nặng hơn nữa, và nó sẽ mờ hơn nữa.
là nó sẽ yếu hơn nữa. Chứ mình không có trị được hả em? Dạ, bệnh này của em là... em là một cái dạng bệnh hiếm á chị. Thì bên nước ngoài họ cũng đã nghiên cứu nhiều rồi nhưng mà cũng không có thuốc chữa, chưa có thuốc chữa, chỉ là có cái thuốc để mà kìm nó lại thôi, ức chế thôi. Hy vọng rằng là khoa học ngày càng tân tiến sẽ tìm được một cái phương pháp nào đó để có thể chữa hẳn được căn bệnh này. Chứ nó không chỉ là kìm hãm. Cho anh hỏi một chút cái chuyện này tế nhị là bác sĩ có nói là nó có ảnh hưởng tới cái đường con cái gì không? Không nói, nhưng mà bệnh của em á, thì nó sẽ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Và mỗi lần như vậy thì phải truyền thuốc và uống thuốc suốt đời. Thì em không biết có con nó có ảnh hưởng hay không. Và cái lúc mà có con, thí dụ nó tái bệnh thì như thế nào. Nhưng mà bác sĩ cũng kêu là khuyến khích nên có con sớm. Tại vì sau này nó càng lớn tuổi nó sẽ càng yếu hơn nữa. Em có nói với mẹ em là gia đình em trước khi cưới á, cái chuyện con cái á, thì con không có đặt nặng cái vấn đề đó. Tại vì đối với con thì sức khỏe của vợ con nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện mà con cái thì coi như là tự nhiên đi, trời cho thì mình cứ nhận. Còn cũng hy vọng là giống như là có con xong thì thay máu, biết đâu thì nó có một cái gì đó, nó phép màu nó xảy ra thì có thể là vợ em nó sẽ giảm bệnh. Bây giờ mình khui tật xấu đi ha, sẽ ưu tiên cho bên này đi. Bây giờ nè, cô ấy có tật xấu gì không? Thì cái đầu tiên đó là vợ em dê lắm. Dê à? Dạ, dê lắm. Dê lắm hả? Dê. Dê em lắm. Hồi xưa quen á thì thùy mị lắm. Mà sau tự nhiên cưới xong về cái như là chốt sổ rồi đó, thành ra là bung ra luôn. Dê em hoài luôn. Dê lắm. Đi ăn thì ăn xong đứng dậy, thấy không ai nhìn cái bóp mông em cái. Cái xong cái em quay qua em thấy mấy đứa nhân viên ở trong quán bụm miệng nó cười. Khoái đúng không? Khoái dòng ba ổng phải không? Bự. Trên xe thì bình thường thì ôm bụng em, cái bóp cái bụng em vậy nè, cái lâu đưa lên bóp vú cái. Xong cái đang ngồi này cái từ tuột xuống cái khẹo dưới cái. Đang ngoài đường mà kỳ quá. Có đâu, tay nó rớt xuống. Tối về ngủ cũng không yên. Tối ngủ á là phải nắm mới ngủ được. Ở nhà mà em mặc mấy cái quần sọt mà hơi chật á, cái bắt em đi thay. Thậm chí có lúc là em tắm xong để sẵn cái quần rộng rộng cho em mặc. Giờ tối ngủ á là cứ về là phải đổi qua đổi lại sao cho thuận tay bả, để bả vừa ngủ mà bả vừa nắm được. Cái này đâu có xấu đâu, này dễ thương mà. Anh tưởng tượng nhiều khi em đang ngủ, em đang mới lim dim ngủ, không biết bả nằm mơ bả gặp ác mộng gì cái bả nắm bả giật giật. Rồi thiệt luôn á, em nhiều khi em đang ngủ em giật mình dậy luôn, mà trong khi bả ngủ tỉnh queo à. Mà mơ đi lấy xe. Ngủ nhiều khi cái biết cái thế bà ngủ sao, tiện bà đang ngủ nè cái bà lên gối em cái gì. Tính ra là tụi em chênh nhau tới 9 tuổi lận. Đôi lúc em cũng quên mất là vợ em nó đang trong cái tuổi là còn trẻ, còn được cần được nuông chiều này kia. Cho nên là nhiều khi cái em mà lớn tiếng em la cái là cái giận nè. Uống xỉn xỉn chút xíu nha, mà lỡ mà nạt bà ăn cái là cái bà khóc, hoặc là bà giận cái không thèm nói chuyện, không thèm quýu giận luôn. Tới lúc mà nạt em lại cái em xìu xuống. Rồi giờ tới em đó. Ảnh cọc tính lắm, ảnh làm mờ chút xíu là bắt đầu ảnh nhằn. Đi xe cũng vậy, ai mà hả đi sai sai xíu là ảnh qua. Mày làm gì vậy? Mày đi cái kiểu gì vậy? Ảnh có một cái tật á, ở nhà nút, không mặc đồ. Đi vòng vòng trong nhà hết trơn á. Nhiều khi á, ngồi trên ghế salon xong rồi bấm điện thoại mà không mặc đồ. Trong khi là ở ngoài cái cửa không kéo rèm luôn. Còn thỉnh thoảng là vui vui mở nhạc lên xong rồi ngồi múa. Múa mà múa nước luôn hả? Múa nước. Bởi vì nó nắm là phải. Tại nóng á, tại đi làm giờ em nóng. Rồi em mong muốn chồng thay đổi gì không? Nói chung là anh rất là cưng em, mà rất là chiều em, rất là thương em. Chỉ có cái là bớt cọc tính lại. Ảnh mà la ảnh mà cọc tính chút xíu là em buồn á, em buồn rồi em khóc. Với lại em rất, dạ đúng rồi, em rất là hay suy nghĩ. Nên em rất là muốn ảnh bớt cọc tính lại. Thế còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em sẽ như là trưởng thành hơn, thông cảm cho công việc của em. Tại công việc của em là đi cũng khá là nhiều á, từ sáng đến chiều. Nhiều khi vợ em suy nghĩ nhiều, em biết là vợ em suy nghĩ nhiều, cái em cũng cho đi theo làm phụ em này kia các thứ. Tuy nhiên là em cũng muốn là vợ em sẽ thông cảm hơn, bớt những cái suy nghĩ tiêu cực. Đúng, dạ, đúng rồi. Thật sự ra nhiều khi ở nhà em làm mấy cái trò khùng điên vậy đó, thì chủ yếu là chỉ cho vợ em vui thôi. Còn cái tính cọc của em là giờ là đỡ lắm rồi, thì em cũng đang cố gắng để em giảm bớt cái tánh nóng đó. Cái việc mà em cần phải làm á, cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất. Đừng có bị suy nghĩ tiêu cực là chính xác đó. Thì mọi thứ em cho nó nhẹ nhàng đi. Đó, còn cái điều em bớt nóng tính thì đương nhiên em đã xác định được rồi, em sẽ phải làm được. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Đến lúc em về nhà sau em mở cửa ra em thấy ô cái thằng điên này sao tự nhiên đứng trước nhà mình. Chỉ đợi em mở cửa là lao vô thôi. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên.
Chào hai em. Rồi, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Tên là Nguyễn Tân Phi Nhật, 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là shipper cho vợ. Như vậy đây là bà chủ bán hàng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào khán giả. Em tên là Trần Mộng Thu, năm nay em 31 tuổi. Công việc chính của em là buôn bán quán cơm nhỏ và có một tiệm ăn vặt kết hợp với bán online trên mạng. Bà nói nghe nè, có được trả lương không? Ngày nào vui thì vợ trả lương, còn nào không vui thôi ăn cơm ba bữa rồi xong. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Em sinh viên năm cuối, còn ảnh lúc đó đang học sinh viên năm 2. Thì tụi em đi làm thêm ở một cái nhà hàng ở quận Tân Bình á. Anh chàng không biết sao mà lại kết em từ lúc đó. Trong một dàn chân dài em đi qua địa lại thì thấy vợ em là người đặc biệt. Đầu thì em thấy anh cứ theo em thôi, tại anh nhỏ tuổi anh em mà lại cấp dưới em nữa. Với lại như BD hồi đó ảnh trắng môi đỏ, xong rồi tóc thì dài ngang vai. Mà chỉ biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời ơi, em nhìn nó trời, cái thằng này sao mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Lúc đó là cái gu của em là gu lớn tuổi cơ. Còn mấy cái gu này gu nhóc nhóc là em không để ý. Và tại sao em lại đổ? Em tốt nghiệp xong em làm ở đây em thấy là không ổn rồi. Em quyết định về quê. Em đuổi em bỏ đi rồi thì là vác ba lô về với nhà em, anh dầm ở về luôn. Vậy đó hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai. Quen bà xã là nhà em bị sự cố cho nên là chuyển về Bình Thuận. Và khi mà vợ về quê là đu theo, theo luôn. Đu theo luôn. Đến lúc em về nhà sao em mở cửa ra em thấy ơ cái thằng điên này sao tự nhiên đứng trước nhà mình. Là anh ta là vác ba lô rồi cứ đầy đủ sẵn sàng chỉ đợi em mở cửa là lao vô thôi. Ủa nhưng mà cha mẹ hay sao? Bác ba mẹ em hỏi cái thằng này thằng nào. Nhưng mà anh chàng rất lì. Không chịu đi. Không chịu đi. Rồi tối ngủ làm sao? Ngủ dưới bếp. Mà nhà vẫn cho ở hay hả? Chắc là ba mẹ em cũng thấy tội nghiệp. Em dùng cái gì để gọi là em chinh phục hai bác ở nhà vậy? Thì lúc đầu nhà bà xã em ở trong cao su mà thì có đất rẫy đó. Thì bố vợ đi làm cái gì thì mình làm cái đó. Đi theo ông mà cuốc đất thì lè lưỡi luôn đó. Mà không dám rên. Không dám rên. Rên thì sợ đuổi về Sài Gòn lại sao? Không dám rên. Nói là dạ, căng phải căng lên nói sao được không con? Dạ được. Được chú ơi. Chú tới đâu con theo tới đó. Trong bụng thôi. Chắc phải về. Chắc chết. Chịu không nổi. Thì mẹ vợ lúc đó cũng bán cơm. Khách khứa thì bê dĩa thế nọ rồi rửa chén rửa bát rồi nói chung là làm. Nói chung là làm khi nào mà chịu thì thôi. Xác định rõ ràng. Xác định rõ ràng luôn. Chịu thì thôi. Thì là cực kỳ ly. Thì lúc đó là em quyết định xin phép ba mẹ là cho tụi em ra thị trấn. Hai đứa quyết định ra thị trấn rồi bắt đầu lập nghiệp ngoài thị trấn luôn. Hai đứa sống chung với nhau. Dạ. Ở trong nhà là đã có tỏ tình với nhau chưa? Từ xưa nhờ ảnh không giờ tỏ tình em. Cứ coi như là mặc định là bà biết là tôi thương bà thôi. Thương. Bà biết tôi thương bà thôi. Tỏ tình là không có trong từ điển của em. Rồi, sống chung như thế nào? Lúc đầu là đi làm thì cái chỗ đó làm nhận em. Tại lúc đó em chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Này lúc đó bỏ học rồi, đâu có bằng cấp gì đâu. Nói với ông chủ là thôi thằng này thằng em. Nhận nó luôn đi. Thì giả danh hai chị em như vậy là 6 tháng. Đến khi mà bị phát hiện rồi thì ông chủ nói hai thằng bay lừa tao. Rồi thì tụi em quen nhau được 4 năm. Nhưng mà hai đứa mà sống với nhau ở ngoài á, bắt đầu từ tách ly ra. Dạ. Là sống có sống thử với nhau đúng không? Dạ có. Và chắc chắn là cái lần đầu á là khi mà đến với ảnh là lúc đó là có nghĩa là giống như là một cuộc phiêu lưu hay là vì mình yêu mà mình chấp nhận cái chuyện đó. Giống như em chấp nhận. Em thử cảm giác. Dạ. Còn ảnh thì giống như rung. Em không rung nhưng mà ảnh rất là rung. Em bị tấn công đúng không? Dạ. Dạ luôn kìa. Tấn công mà không được. Bây giờ lại bị tấn công ngược lại thì đỡ không kịp, gọi là đỡ không kịp. Tụi em ở chung với nhau là 4 năm. Dạ 4 năm. Đúng không? Ở trong 4 năm đó cái chuyện tình cảm nó có trơn tru mọi thứ không hay là nó có sóng gió? Dạ nhiều sóng gió anh. Mà ảnh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Rồi có khi nào động tay động chân không? Dạ có. Cũng nói chuyện bàn bạc công việc vậy rồi thì đến khi anh cảm thấy là anh nói em đứng lên nhưng mà em đang làm việc nhưng mà anh không em không đứng lên được phải xong cái công việc của em. Thì khi em đứng lên thì lập tức là anh cho em một chưởng là em té đập mặt xuống đất luôn. Wow. Là xô? Là xô em hay là đánh em hay là như thế nào? Giống như dọc vậy đó nhưng mà cái sức đàn ông thì họ kìm lại nhưng mà cái sức của em thì nó ngã luôn. Em dập mặt xuống thì chảy máu miệng xíu. Sau đó như thế nào? Thì em bỏ luôn, quyết định chia tay luôn. Bao lâu? Mấy là 3 tháng. Ừ. 3 tháng ít ạ.
Đi rồi. 6-7 tháng. Tại sao lại quay lại? Khi bỏ em xong bắt đầu anh sao rồi ạ? Anh đi chơi, anh lên Sài Gòn, anh đi lúp, anh đi ba, anh đi lắc rồi tùm lum. Anh cảm thấy là nếu mà bây giờ mình cứ buông anh như vậy chắc chắn anh sẽ xa lầy. Thì cũng cho anh thời gian để mà anh biết được là không có em thì anh sẽ như thế nào. Thì đến khi mà anh quyết định anh sửa được cái tính ghen đó thì em mới quay về. Rồi bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Quay lại chắc cả năm anh hả? Bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới. Bây giờ tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Hôm nay chính thức là 5 năm. Rồi sau khi cưới các em có gặp khó khăn gì không? Dạ khó khăn thì nhiều. Tại vì cưới xong á là hầu như là tiền sính lễ bên đàn gái á cho ba mẹ em hết. Vợ chồng em lúc đó là coi tài khoản thì chỉ còn có 12 triệu thôi. Mới nói chồng ơi giờ người ta cũng đi hưởng tuần trăng mật, giờ ông để hai chồng sao? Thì chồng nói chơi luôn em. Đến khi về thì là còn có 2 triệu. Đó là không thể nào ở chung ba mẹ được. Tụi em mới quyết định là ra mướn phòng trọ. Tiền nhà đó là 1,6 triệu. Thì còn 400 ngàn. 400 ngàn lúc đó em đã bầu 5 tháng rồi. Thì không thể nào trở lại công việc quản lý nhà hàng nữa. Thì ông xã vẫn đi làm công việc bình thường mà lương đó của ảnh ít lắm. 400 ngàn này em sẽ đi mướn một xe nước mía. Em sẽ ra chợ đêm bán. Cứ 5 giờ chiều ra bán đến 10 giờ đêm. Chờ chống thương sao anh? Bán có buổi tối không mà cứ một đêm thu vô 1,5 triệu. Cứ chạy hoài đến khi em sanh em bé luôn. Rồi bắt đầu là em mở thêm một cái quán cơm nhỏ. À, cho tới giờ luôn. Tới giờ luôn. Rồi, vậy đó hả? Hay quá. Bây giờ cuộc sống của hai em là coi như về mặt kinh tế là ổn định. Vậy thì nhân đây chúng ta khui thật xấu nhau luôn đi. Không, anh ấy có thật xấu gì không em? Anh thì ok lắm. Từ các việc nhà, các thứ anh làm hết cho em. Thậm chí giặt đồ, giặt đạc anh làm hết. Con cái anh chăm sóc, tắm rửa cho con hết, đi học. Nhưng mà bị một cái tật đó làm lãng trí. Ví dụ như là em nói là anh ơi, em thiếu bịch đường. Anh chạy qua bên kia mua cho em bịch đường. Ok, chạy qua, bóc điện thoại. Bà ơi, bà kêu anh mua gì? Em kêu anh mua cho em bịch đường. Ok, cúp máy chạy về. Bịch muối nè em. Trời ơi. Trời ơi. Em cố tình hay là em quên thiệt? Em quên thiệt. Hoặc là ví dụ em nói là anh ơi, cái chị khách này công ty nè, chị đặt cái tiền này là 1,070,000. Ok vợ, chạy vô. Vợ, bao nhiêu? 1,070,000. Ok vợ, tí đi về. 1 triệu. Hỏi ủa 70,000 đâu? Ủa anh nhớ 1 triệu mà. Trời sao? Còn thật xấu gì nữa không? Dạ, anh thấy chồng em rất hiền. Tức là thích khoe. Khoe khoang. Ví dụ như vậy này, anh ơi, bây giờ cái xe này nó nhỏ quá, em sẽ đổi một cái xe 7 chỗ lớn hơn để cho vợ chồng mình đi du lịch, bạn bè chở nó rộng. Nhưng mà chắc cuối năm em mới đổi được. Anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi. Sáng mở cửa ra, ê Thu, tao nghe mày nói, nghe Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Mày bắt đầu là ở dưới nhà nội, ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Dạ chưa tỏ mà ngõ đánh không à. Em cũng thật thà, em lại tưởng thiệt. Tưởng thiệt là ngày mai mua. Rồi giờ tới em đó Nhật. Kính thưa anh Quốc Cường, chị Hồng Vân và khán giả ở đây. Hôm nay là em được phép nói xấu vợ em trên truyền hình và cho cả nước biết luôn. Mặt đỏ chưa kìa. Anh trông mong lắm anh trông mong lắm. Em trông mong tới ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ mới nói được. Rồi nói đi em. Nhất là Nói nhiều vô địch. Anh cứ nghĩ đi. Kẹo xinh gôm đi mà anh em mình nhai hết ngọt là không ăn nữa. Đấy hết ngọt vẫn còn nhai là anh hiểu là bộ đồ ngủ á, mặc một tuần không giặt. Em nói em, bộ này anh thấy mà em mặc 5-6 ngày rồi. Chưa, mai mới là 7 ngày giặt đi sớm. Còn mà ngày nào mà em mà quên giặt đồ phơi á là ngày đó không có đồ mặc luôn. Đợi em thì chắc không bao giờ có đồ mặc. Còn gì nữa? Bây giờ kể ra đây ngại lắm. Cứ kể đi, không sao cả. Dạ. Bây giờ mọi người muốn nghe đâu mà. Có cái tật hay thả bom. Thả bom. Muốn là cái mùi thơm là mùi đặc biệt. Ví dụ đi một đám đông đi mà thả bom phát là em biết liền. Đương nhiên là quen mùi luôn đó mà. Quen mùi luôn em biết vợ em rồi nhưng mà em đâu dám nói. Mình cũng giả vờ bơ. Nhưng mà sống đây là 9 năm rồi. Mỗi lần mà anh cầu nhau em cái việc đó thì em chỉ nói câu là bây giờ vợ chửi thì phải nghe, vợ địt thì phải hửi. Bây giờ vợ địt mà không hửi thì ai hửi? Đôi lúc mà đang ngủ á là miệng hả vậy nè. Cái nước rải chạy ra. Em ơi, đập em ơi. Gì anh? Nước rải kìa. Cái hút vô lại ngủ tiếp. Thôi em kể tới đây thôi. Tối... không dám kể nữa. Tức là còn đúng không? Dạ, nhưng mà tối về mới được ngủ chung với chủ. Nhưng mà phía đối chứ không là ngủ ngoài đường. Kể nữa là tối không được ngủ chung với chủ. Dễ thương. Rồi bây giờ mong muốn bà chủ thay đổi điều gì? Thứ nhất thì cũng bớt nói lại, bớt cằn nhằn lại.
Thứ hai thì sạch sẽ hơn, thơm tho hơn tí. Tại vì lúc trước thì quen cũng thơm tho lắm, mà sao về sau này sao càng ngày không thơm nữa. Mà là họ bán quá mà, đúng không? Còn em? Chung ảnh thì ok hết, trong công việc ảnh tập trung hơn thôi là em mừng rồi. Hồi nãy em cũng nói luôn, trong từ điển của em mà không có chữ tỏ tình. Thế nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, và đặc biệt là trên sân khấu này, em có muốn nói, có muốn hành động gì với người chủ của mình hay không? Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình, anh không có gì hơn thì chúc em càng ngày làm ăn càng phát đạt, và tình yêu của anh dành cho em lúc nào cũng 100%. Chồng em là một cái gu mà không có lãng mạn, thậm chí là khi kết hôn cũng vậy. Tham gia chương trình này là giống như là em nói với ảnh là để hấp hôn á, mà nhiều khi cần cái lãng mạn thì ảnh không có. Thế mà đến ngày hôm nay chương trình thì ảnh nói được như vậy là em cảm thấy em xúc động. Vợ chồng em cảm ơn chương trình rất là nhiều, và cảm ơn khán giả cũng rất là nhiều. Anh cũng cảm ơn hai bạn. Nói nghe nè, chồng em có duyên lắm á. Cái duyên ngầm của chồng em rất là ngầm luôn, mà rất là duyên dáng luôn. Thì chị thấy là sao em không phát huy cái đó. Em phát huy cái đó để cho cái gọi là cuộc sống của vợ chồng em nó càng ngày càng thú vị. Tại vì em biết không, thực ra em đừng mong chồng em giống như những người chồng khác. Có nghĩa là cái kiểu đó, mà vì chồng em có một cái nét rất là riêng. Đó, thành ra là em tận hưởng cái nét riêng của chồng em. Cực kỳ duyên dáng, mà nói câu nào là mắc cười câu đó. Chỉ có điều bây giờ em chỉ chịu khó em nói một số những cái từ ngữ, đúng rồi, nó hoa mỹ hơn một chút, nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó say đắm hơn một chút với vợ em. Tại vì thực ra vợ em là một người phụ nữ quá giỏi, mà gọi là hy sinh sức khỏe nè, rồi nói chung là tuổi xuân này, nói chung tất cả mọi thứ để cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc. Từ tay trắng mà làm nên như vậy là quá giỏi rồi. 400 ngàn mà bây giờ gầy dựng như vậy là quá tuyệt rồi, đúng không? Cố gắng giữ gìn nhau nghe không? Không dám nói xấu nhiều, sợ chủ cho ngủ chó. Xin chúc cho em và người chủ của em sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Nhớ lên. Lý do gì mà em không ưa Phúc vậy? Tại vì cũng chảnh đâu kém gì em đâu chị. Chị thấy có một người nào mà đi cua con người ta mà vô lớp tuyên bố là ở trong cái khóa này là tôi thích hai người. Cân nhắc suy nghĩ thì tôi quyết định là tôi cua bạn. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai người bạn. Em chào chị Vân, chào anh Bin. Ôi, chào không anh sao? Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Mình là Quỳnh Phượng, là diễn viên. Xin được chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, và chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Chắc là mọi người thì rất là yêu mến cái chương trình Vợ Chồng Son này giống như vợ chồng em. Đây là thật ra thì vợ chồng em xem chương trình này để anh chị, để mình có cái kinh nghiệm sống vượt qua được 19 năm qua, là chắc cũng có một số năm nên nhờ Vợ Chồng Son để tụi em có cái kinh nghiệm chứ cãi lộn nhau hoài. Dạ. Dạ. 19 năm. Bây giờ em bật mí cái tuổi của em ra coi. Em là năm nay em sinh năm 80, nên em 39 tuổi ạ. Phải công nhận là Phúc trẻ thiệt. Quá dạ, cảm trẻ. Ơn anh. Giờ Phượng nó nói tuổi ra còn mất hồn nữa nè. Đó, giờ mời em. Dạ em nhỏ hơn Phúc 1 tuổi ạ. Đó. Rồi chị, cái tuổi chị bằng nó là chị đã giống vậy rồi. Thiệt. Lần đầu tiên các bạn quen nhau như thế nào? Và ai ấn tượng ai trước tiên? Em nhớ năm đó vô trường sân khấu là em học lớp thầy Đoàn Dũng, Phượng học lớp thầy Công Ninh. Thật ra thì lớp em với lớp này là không ưa nhau, hai lớp chung với nhau là không ưa, tại vì thấy bên này gái đẹp, mà lớp em là gái là không có được đẹp như gái này, nhưng mà bên gái lớp này chảnh lắm chị. Em thấy bạn này là hồi đó bạn này kiểu chảnh, chảnh chó mà kiểu rất là chảnh. Cho bỏ ghét cái chị. Và em nói là mà tính em thì nếu mà đứa nào mà càng chảnh em càng phải chinh phục. Lúc em có bồ rồi nhưng mà em vẫn muốn quen nhỏ này, quen bỏ xong rồi bỏ đi cho nó bỏ ghét, tại vì em thấy nó chảnh quá. Nó chảnh quá, đúng rồi, nó chảnh quá, mà biết là ba là nghệ sĩ nhân Đỗ Lộc nữa, cái biết cùng nhà nghệ sĩ. Cho nên là trong lớp em thì nó cũng nói là ý đồ không có trong sáng vậy. Nó cũng nói em là mày thử đi, giống như là ý là mày cũng thách đố em là con mày được cua cho bỏ ghét, đúng không? Đúng rồi, tiện Phượng nó khó quen lắm, mà lúc đó nó đang là cũng rất là nhiều phim, đóng phim, lúc mới vô trường đã có phim rồi, chị đi phim mà đi diễn cho anh Tiết Cương nữa. Nghĩ chưa? Các em tìm đủ mọi cách nhưng mà hoài không được. Sau đó là ông này là phải chở em đi diễn chắc cũng phải cả 2 năm mấy luôn á. Mà cứ chở ngang không vậy mà nhất định không thích là không thích. Dạ. Cái kiểu gì kỳ lắm chị. Em còn nhiều cái ác lắm chị. Lý do gì mà em không ưa Phúc vậy?
Tại vì cũng chảnh đâu kém gì em đâu chị. Chị thấy có một người nào mà đi cua con người ta mà vô lớp tuyên bố là ở trong cái khóa này là tôi thích hai người. Bây giờ là sau khi cân nhắc suy nghĩ thì tôi quyết định là tôi cua bạn. Chị thấy có ai tuyên bố vậy không? Trời, cua gái mà dằn mặt quá à. Mà ngang ngược vậy đó. Xong em tính bỏ cuộc rồi. Thì lúc đó là thầy Ninh mới cho đóng một cái vở Romeo Juliet. Và thầy Ninh nhờ em sang để phụ khiêng đồ cái đặt em xung phong qua liền. Thì thầy mới thấy là bây giờ thầy cho một phút đóng vai Romeo rồi Phượng nó hung. Mà thầy bắt phải hung thiệt, hung như điện ảnh. Cái em nghĩ là thời cơ tới rồi. Xong cái Phượng hung, hung thiệt. Hôn thiệt xong rồi sau đó là Phượng đứng lên đi ra thì em không đứng lên được. Em bị đỏ mặt em chạy về một lớp một mạch rồi em biết là em thương bà này thiệt. Chứ em không phải là em cua để mà giống như cua dằn mặt. Dằn mặt nữa. Nhưng mà em cũng thương vậy thôi, em nghĩ chắc là tình đơn phương chứ bà này bà không có cái chảnh giống như bà vẫn còn chảnh. Bà ngồi lại bên mép thầy Ninh, thầy nó hung con thiệt thì thầy đổi bạn khác đi. Nhưng mà riêng bản thân em thì anh muốn hỏi là em có một cái cảm xúc gì không? Thật ra thì lúc đầu là hơi bất ngờ, ngỡ ngàng và sau đó thì không có cảm giác là thích mà cảm thấy ghê ghê. Chắc cũng phải sau đó cũng phải đến gần 2 năm sau thì tụi em mới có những cái tình cảm là em thôi chứ còn Phúc đã có cảm tình với em rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó là cái gì mà em có tình cảm với Phúc? Tại vì thật ra là thấy bạn ấy cũng rất là kiên trì. Và phải nói là bắt đầu từ cái khi mà tuyên bố cái câu đó là không có để ý một bất kỳ một bạn nữ nào ở trong trường nữa. Em mới cảm thấy là ồ vậy là bạn này cũng không đến nỗi xấu như mình nghĩ. Em tìm đủ mọi cách cho tới sau khi cái lần đó xong thì quen cũng mấy năm thì em một ngày đẹp trời em đưa Phượng về. Cái em mới nói là thật ra thì đúng một cái lần hung của thầy Ninh thôi chứ bây giờ chưa được hung cái nào hết. Tới một ngày em làm liều là, tại vì cái nhà Phượng đi vô một cái hẻm thì hôm đó nó tối thì hôm đó bị điện đèn nó tắt hết nó tối em lại là cơ hội tới lần nữa đó em mới dừng xe lại. Cái em quay ngược lại sao em hung một cái nữa thì em hung một cái thì em bị một cái tán bóp hồi như là trời giáng nó sáng. Em thấy nó thấy trời nó sáng choang coi như là Phượng đó là tại sao giống như hung Phượng như thế. Em cứ yêu nhau thì phải hung nhau chứ thậm chí là người ta còn làm gì hơn nữa mà bây giờ mình không làm được gì hết thì thôi bỏ đi chứ yêu mà cứ nhìn nhau không được. Em thấy không chay yêu trường vậy là sao? Em còn nhiều cái nó ác hơn nữa chứ. Tụi em yêu chay trong bao nhiêu lâu? Em nói ra thì có thể mọi người không tin. Tới lúc cưới luôn á. 9 năm từ lúc yêu cho tới lúc cưới là 9 năm là tụi em mà chay trường mà người ta đụng người ta hung cái là quýnh người ta vậy đó không? Tức là em chơi cái trò gọi là mở treo cho mèo nhịn đói đó chị. Vờn nó chị vâng có nghĩa là chị hung rồi cái bình thường và vờn cái khi mà mình bắt đầu mình ngực mình ấy lên là xong rồi đó. Dạ cái sao em còn nhớ lúc em tới nhà của Phượng, cái nhà Phượng có nguyên cái hầm rượu, tại ba Phượng đi diễn nước ngoài thì rượu nhiều lắm. Cái sao em xuống em muốn ngủ, em nói rượu em muốn ngủ để cho lấy tinh thần đó. Lấy tinh thần thì tức quá cái làm đại đi xong rồi làm đại đi cái em lên em thấy ngủ mất tiêu luôn rồi đó, rồi thôi xong. Em nghĩ là Phượng em vợ em là cái dạng người chắc không có ai luôn á, tại vì em nghĩ là yêu nhau tới cỡ đó rồi mà còn vẫn giữ gìn thì em thấy hơi bị vô lý. Không nhưng mà phải đâu, thật em cũng không dám đòi hỏi hơn nhưng mà người em nghĩ là bà này mới bị bệnh. Em nói chắc mẹ này bị điên nè, thiệt con thần kinh tâm thần nó đúng hơi ghế luôn thiệt. Hồi xưa em có bồ bạn gái em là cái chuyện đó bình thường, nhưng mà với ví dụ khi gặp Phượng là em tự nhiên bị là giống như bị ăn chay vậy đó. Kiểu như là tự mình giải quyết một mình mà không có ấy. Em giống như mình giống như mình giống chị nói là bị bệnh á, nghĩa là vậy. Thì quay qua nó là thằng con này đúng là con điên luôn, cho là bị thần kinh, tại vì không thể nào mà yêu mà mình thì đẹp trai cao to sáng láng làm gì không tới nổi mà để mà không dám làm gì đúng không kiểu mà luôn luôn sống trong chế độ thòm thèm đó. Đúng rồi mà đi cảm thấy trên những cái lúc mà đi riêng hay gì là toàn là vậy không chị, giống như là bị mày bị nhịn á, bị nhịn mà nhìn thấy mà không được làm gì cho em. Tới một ngày đẹp trời sau 9 năm là em nói là mình thôi mình không có bỏ, mình bỏ đi, mình không có quen nhau nữa, là đường anh ấy đi, tại vì em thấy vậy là không ổn. Tại vì có lẽ là Phượng cũng không yêu em mà cũng không tin, tại vì khi mà tin rồi yêu rồi và thấy em đàng hoàng gia đình em mọi thứ thì phải có là cái chuyện đó bình thường. Cũng không cho các em nó thôi về bỏ đi không có rồi sao không bỏ bỏ thì nhìn nhà nó okay về luôn. Nhà nó về luôn 3 ngày sau qua nhà em. Tại vì em về là em không ăn không uống, có như một cái gì đó nó rất là giống như em bị mất một cái gì đó mà nó một cái thói quen đường trường của em. Dạ đúng là em bị bỏ cái thói quen đường trường không phải chị, giống như là bị một cái hụt hẫng mà giống như là đáng lý ra là mình đã có rồi nhưng mà mình có thể là nó làm sao đó. Thật ra lúc mà em mấy cái ngày mà em không gặp Phượng là em cũng có đi gặp ví dụ như bạn gái ở ngoài, em cũng có giải quyết cái chuyện của em, nhưng mà vấn đề là em thấy nó vẫn là không được là gì hết, vô nghĩa. Vô nó chỉ nghĩa. Là dạ, nhưng mà chứ là phải cần phải có bạn này thì em sau 3 ngày em qua nhà bạn này và em nhớ là tặng đồng hồ, em tặng một em mua một cặp đồng hồ. Em nói là đeo đi,
Rồi đó, chuẩn bị đi mình cưới chứ không là không có em làm thế kiểu chứ em thấy nó không có lãng mạn nhưng mà em cười nè. Rồi cô có đồng ý không? Nói chung là cho tới tận bây giờ luôn em cũng vẫn chưa thấy có một cái lời cầu hôn chính thức nào đối với em. Cái đồng hồ xong nè. Qua cái đồng hồ vậy đó. Có thể là do là chưa có đủ cái lòng tin với nhau. Với lại thật ra thì em gia đình em thì cũng hơi bị em bản thân em cũng hơi bị cổ hủ về những cái chuyện đó, những cái quan niệm về hôn nhân, về gia đình, cho nên em nghĩ là cái chuyện đó là nó phải rất là thiêng liêng và nó phải rất là đẹp lãng mạn, cũng mơ mộng lắm chị. Và cái khoảng thời gian mà quen nhau dài như vậy thì mình nghĩ rằng đó cũng có thể là một cái sự thử thách. Khi... thử thách lâu quá, tới 9 năm là quá lâu. Giờ em còn học nó cũng chết chân thành đó. Mặt rất là chân thành rất là lâu. Thử coi có chán không? Mới thử coi có chán mà tại không? Trời ơi, mà thử gì đâu mà thử tới 9 năm lận. Chị đi kiếm em là chị chỉ vô vũ trường thôi. Tại vì hồi đó là em ăn chơi, tại vì em con một trong nhà mà đó là suốt ngày chị đi chơi ngoài đường chơi. Em nghĩ đó là lý do Phượng sợ. Có phải là em suy nghĩ và em sợ ông này theo cái kiểu đó không? Dạ cũng có, nhưng mà đó cũng là một cái cách để thử thách cái sự chung thủy của bạn ấy. Mà chị hỏi nè. Dạ. Thường á là cái chuyện mà giống như là mình chơi cái chiêu mà ức chế lâu quá đó. Thì cái đêm đầu tiên á mà để em chạm đến người bạn này á, nó sẽ có hai tình huống xảy ra. Dạ. Hoặc là cực kỳ mãnh liệt, coi như có nhiều tôi thồn hết đặng mà tôi trả thù cho bà. Nhưng mà nó lại còn có một cái trường hợp nữa là không làm ăn được. Đó là chính xác. Đúng luôn rồi, là tại vì cái cảm xúc nó ngộ lắm. Dạ. Thì á là em là rơi vào trường hợp nào? Em là trường hợp đầu tiên ạ. Có nghĩa là cái sau cái ngày cưới đó thì tụi em không làm gì hết, tại đêm đó tụi em chỉ đếm tiền, tại vì rất là nhiều tiền đi. Mà sáng hôm sau tụi em đã book tour đi chân mật đi nước ngoài, cho nên thành ra em nói thôi đêm nay mình quyết định mình đếm tiền để ngày mai mình còn đổi hoặc ra sân bay với mình đổi tiền để mình đem đi, ví dụ đang nghỉ vậy thì đêm đó chỉ đếm tiền. Rồi bây giờ đêm thứ hai là đi là nước đi ngoài, đúng không? Ngoài. Đúng không? Dạ. Đêm thứ hai là bắt đầu có ra, nhưng mà tụi em lại không có, lúc tụi em mua tour mà tụi em không có đi theo tour và tụi em xin tụi em ở lại, tại lý do là vợ em bị bệnh. Thì lúc đó mọi người đi hết thì cái khách sạn đó là của tụi em. Khi mà tụi em bắt đầu lâm trận, xung trận á, thì là em nghĩ là chắc nguyên cái khu đó, hành lang rồi đó là chắc người ta sẽ nghe, tại vì tụi em cười và giỡn đồ này kia, giống như là người ta bắt đầu vô là nó phải rất là lãng mạn romantic thôi. Hai đứa em vừa mới đụng vô cái là xì mà cười mà cười muốn khùng luôn vậy á. Thân nhưng quá mà, rồi dạ. Rồi bây giờ thân quá rồi, bây giờ cuối cùng là có vui không? Dạ, vui. Tại vì nguyên ngày hôm đó là tụi em chỉ ở trong một khách sạn thôi, giống như là biết rồi, sau khi mà giống như khám phá được cái báu vật rồi là làm hoài, có nghĩa là sau đó đủ thứ, tại vì vấn đề em kinh nghiệm hơn với Phượng trong cái chuyện đó, cho nên là em bài với Phượng đủ thứ, nên là sau đó thì Phượng rất là thích. Mà Phượng bắt đầu Phượng mới nói biết vậy thì 9 năm trước đã làm rồi chứ không phải chờ tí. Sau khi như là 9 năm quen nhau, 11 năm ở với nhau, vậy thì có những tật xấu lòi ra không? Em coi trình Vợ Chồng Son này chắc là em thích nhất là đến cái đoạn này đúng không Phượng? Em rất là tâm đắc. Rồi tâm đắc. Em suy nghĩ hết 3 đêm để liệt kê những cái tật xấu để có thể kể ra đây. Dạ. Anh không nghĩ Phúc nó nhiều tật xấu đâu, tại vì lúc nào anh cũng thấy Phúc nghe nó lúc nào nó cũng chỉnh chu hết, tất cả ăn nói thì rất là ngọt ngào, rất tới cái đoạn này mình có thể tua ra được không vậy? Không được em. Đúng không được. Nhưng mà anh không biết trong sâu xa của một Phúc nó có những cái tật xấu gì em. Những cái tật xấu mà điển hình nhất của cái người này á, đó là yêu bản thân một cách thái quá, tức là mỗi khi mà ổng ra đường á là em phải dùng cái từ gọi là lố lăng á, xịt nước hoa một cách lố lăng, chăm chút quần áo một cách lố lăng, tóc tai một cách lố lăng, và xịt keo là ta nói bụi mù tung hết cái nhà em luôn. Mà trời ơi, chỉ cần em đi cạnh ông này thôi là em đã thơm nguyên một ngày rồi, em không cần phải xài nước hoa. Còn gì nữa? Trong cái túi đồ của ổng á, thí dụ mà anh mở cái túi đồ cá nhân của ổng ra thì mọi người sẽ tưởng đó là cái túi đồ của em, bởi vì ở trong đó nào là kem chống nắng này, son dưỡng môi này, nước hoa này, gel vuốt tóc nè, gel rửa tay, rồi là thuốc cảm, rồi là xịt thơm miệng, xịt thơm miệng, lăn nách, khăn giấy, xịt chân, mang vớ hôi. Nói chung là không, tất cả những cái gì liên quan tới mùi và hình thức bên ngoài là đầy đủ đủ hết luôn. Như một cái siêu thị mini. Hôm nay ổng đi tham gia chương trình Vợ Chồng Son, ổng có kéo cái vali đi theo không? Anh vô trong đó anh coi đi anh sẽ biết. Em nhìn đồ này là không có chú rể nào mà chặt qua được Phúc hết trơn, thấy không? Nãy giờ tôi dị ứng cái bông hồng này lắm. Em dị ứng cái bông hồng như là em dị ứng cái son dưỡng của ổng lắm luôn. Son dưỡng. Son này là của vợ em mua cho em mà. Ổng quả quyết cái này là son dưỡng đó Bin. Bin nhìn cái son dưỡng nào mà màu đỏ chót như vậy không? Không lưỡng vậy đó. Đã vậy mang đôi giày chặt tôi nữa. Mang cái đôi giày mà thiệt á, kim sao lụ không vậy à? Đó. Nhà em ngược lắm. Đấy, em giản dị bao nhiêu thì ổng là lố lăng bấy nhiêu. Rồi còn cái gì xấu nữa? Này đáng yêu quá. Tật xấu gì nữa?
ngủ hay nói mớ. Không biết là ban ngày có làm những cái chuyện xấu hay gì không, nên mà ngủ là hay nói mớ lắm. Nhưng mà em rình em bắt được hoài à. Cái đề tài mà mớ là thường là về cái gì? Nói chung mớ những cái rất là vô nghĩa chị. Nói mà mình không biết là ông nói cái gì luôn. Nói rất là xàm luôn á. May là em chưa bắt gặp là Lan ơi hay là Điệp Huệ ơi hay là ơi nữa chứ mà. Em mà bắt được là thôi xong hàng với em rồi. Rồi bây giờ còn nữa không? Còn cái thật xấu gì nữa không? Nói chung là bạn này thì có nóng tính không? Có gia trưởng không? Đi chợ thích nấu ăn, xong rồi là nấu rồi làm rần rần tưng bừng lắm, xong bày đầy hết trơn ra đó luôn cho em đi dọn. Rồi là nóng tính, rồi là gia trưởng là có nha. Nhiều luôn nha. Hay kiểu mà chưa có rõ nguồn cơn gì hết trơn á, là nổi lên cơn tâm bành lên, bắt đầu nói ào lên, xong bắt đầu là ân hận đi xin lỗi đó. Còn một cái nữa, rất là xấu đói. Ổng khi mà ổng đói là giống như một con người khác hoàn toàn luôn á, giống như là hai tính cách trong một con người á. Cha mẹ anh chị em dòng họ em không biết là ai luôn, lúc đó là em rất là xấu đói luôn. Tự nhiên vô cái em gặp chị em chửi chị, thí dụ giờ mình chị ô sức ơi em gặp thí dụ vậy, tự nhiên xong chị tao có làm gì mày không mà em sực luôn. Hoặc là em sẽ làm dữ là kỳ cục lúc em xong, lúc đó mọi người quay lại đem em thấy là em bị kỳ. Rồi ăn xong vô cái thú rồi đó. Dạ, ăn xong vô cái non cái vô xin lỗi. Xin lỗi. Cái cốt này là cốt con cọp hay là con sư tử gì hồi đó nè. Bởi đó. Em mới nói là chứ ủa xấu đói vậy sao hồi đó nhịn được 9 năm cũng hay. Không có đói đó là đói khác. Rồi bây giờ tới phút đây. Em thì em nghĩ là lúc cưới là Phượng sẽ không có tật xấu. Tại vì em thấy là rất là nhẹ nhàng, thùy mị. Mà con nhà kiểu gia giáo rồi. Nói chung là mẹ Phượng rất là giỏi. Nấu ăn ngon nên em nghĩ là mình lấy vợ rồi coi như là số 1 rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên luôn là em phát hiện là bà Phượng không có biết nấu ăn. Coi như là không biết nấu một cái gì luôn. Và làm cái gì làm cũng rất là chậm, tỉ mỉ rị mọ. Mẹ em dòng họ gia đình tại lúc đó Phượng về Phượng làm dâu là chê hết. Đúng là mọi người đều nói trời ơi mày lấy, ta nói đừng có lấy nghệ sĩ về là không ổn đâu, là kia nó chỉ đẹp thôi, nó chỉ này kia, nhưng nó không làm được gì hết. Nói chung là em đã bị vỡ mộng cái đó trước. Cái thứ hai nữa là về em phát hiện là một cái tính là rất là tiết kiệm. Ví dụ như em đi taxi mà thí dụ 35 ngàn thì mình sẽ cho luôn 40. Đó thì Phượng không, Phượng nói là 35 ngàn là 35 ngàn, 40 ngàn là 40 ngàn, chứ không có cho thêm, coi như là cái nào ra cái đó. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Thì em thấy cái đó thực ra phụ nữ nào cũng có cái chuyện tiết kiệm đó, nhưng mà em thấy hơi bị bất ngờ về cái chuyện đó của Phượng. Một cái nữa là cái tính cứng đầu. Có nghĩa là khi mà cãi lộn mới là Phượng nói, Phượng cãi rất là căng thẳng, mà giống là cho tới tận cùng cái vấn đề, cho tới luôn đó, tới luôn mà không bao giờ dừng lại. Và chị nhìn cái chán là chị biết là cái chán là vậy, mà phát hiện mọi người đâu mà nhìn cái chán mà biết rồi là rất là lì. Nhưng lúc em cưới em không có nhìn, lúc em yêu chưa nhìn cái vụ cái chán chắc, em có để tóc ngang hồi đó chắc phượng chắc đổi nón suốt đúng không? Đúng tóc rồi, ngang em ơi, đổi nón tròn á. Rồi ví dụ như đi chơi, em nói giờ đi chơi không, bạn em rủ đi bar rồi này kia nọ, không đi. Cái tụi em ngồi một bàn với nhau, ngồi nhậu một bàn, thì tự nhiên em nghe kế bên một cái tiếng nó rất là quen mà ý ới. Ngồi bàn kế bên với bạn luôn chị, mà bạn gái nữ gì không, có là không đi nhậu với mình nhưng mà ngồi bàn kế bên để theo dõi. Tại vì tụi em là đi nhậu thì hay có kêu gái với bên, biết không, thì có mấy em ra sẽ cùng đi. Không phải là mình tầm bậy, nhưng mà sẽ có, tại vì thật ra những thằng con trai vào nhậu thì không có chuyện gì, nếu có gái vô cho nó vui thì bà biết, bà ngồi bà canh là có đó. Thì nguyên cái vàng đó là gái nó giải tán, nó kêu là anh ơi có mấy chị bên kia muốn mời tụi em, thì là thấy bà ngồi kế bên. Rồi đi massage thì em rủ không đi. Nhưng mà em nằm thì massage nó có cái màn ở giữa. Cái em nghe tiếng kế bên, em thấy ôi sao tiếng giống vợ mình quá. Cái nhỏ massage kêu chỉ nằm kế bên đó anh, coi như nãy giờ mà nếu em có làm gì, em có làm gì là em xong tiêu đời. Đi người ta đi lấy, người ta đi chỗ xa xa lạ lạ đi, ai kêu vô chỗ mà em hỏi anh Bin chứ làm massage nào nó phải rời. Tại vì thực ra là chỉ mặc đúng cái quần xịp, và coi như là hầu như là không mặc, chỉ quấn cái khăn thôi. Tại vì massage nam thì nó phải làm body, thì nó phải massage, nó phải là khắp nơi. Thì chị Phượng kêu là tới đây thôi, tới đầu gối. Thì em nói làm gối làm chi nữa, thì ta cứ để người ta bóp. Tại vì ta bóp đùi nó cũng là một cái mỏi, không cho luôn. Cái gì chị mới xong mà tụi nó nói thôi vậy khó, lần sau đừng kêu vợ anh đi. Thì thật ra Phượng không đi thì em cũng rất là thích, cho nên chắc là ý gì đó. Cho nên là em đi mình là nằm kế bên canh. Rồi con nhỏ kêu nếu con làm gì là nhỏ đó cũng chết. Ra là chắc na là nhỏ nó nghỉ luôn. Em không có ghen đâu chị, em không có ghen. Không có ghen. Nói gì cũng được. Cái ghen đó nó cũng gọi là đón đầu cao cơ. Em không có ghen, nói chung là giải trí lành mạnh chị. Dạ. Chồng chơi được cái gì chụp hình Facebook mà nếu mà ví dụ như là ai biết hết, ví dụ lỡ bà chị lạ, mặc dù ví dụ chị lớn em gì lạ, cái bà là ai vậy, ai vậy, ai là phải tìm bằng được, hoặc tìm số điện thoại tìm coi chị có chồng chưa, chị ở đâu, hoặc là cái là phải tìm cho được là chị là nếu chị gia đình là ok, hoặc là công việc. Còn nếu mà chị chưa chồng hay là chắc chắn là bà Vân bà cuồng phúc, ví dụ như là phải làm tới nơi tới chốn. Mà em bị nhiều lần xấu hổ vậy, kiểu như là nó bị oan á. Bây giờ còn không? Dạ bây giờ thì bớt hơn, nhưng mà có hai đứa con, là lấy hai đứa con làm vũ khí. Có nghĩa là lúc nào đi là kêu tụi nó gọi điện FaceTime rồi kia, hoặc là không biết sao nhưng mà gọi là bố ơi nhớ bố quá hay gì là em không phải... em không có gọi, tự nó gọi đó. Sao nó biết bấm? Tự nó gọi đó, nó nhớ nó gọi đó. Đến cái phần mà muốn thay đổi, vậy thì Phúc muốn Phượng thay đổi điều gì? Em muốn Phượng là nhanh hơn một chút.
Có nghĩa là thật ra thì bây giờ Phượng đã thay đổi nhiều, nhưng mà bây giờ cái cuộc sống nó bắt đầu nó nhanh rồi. Mọi thứ nó nhanh, kể cả công việc, kể cả mọi thứ. Cho nên là nếu như chậm như vậy là thua. Còn mọi thứ thì em thấy Phượng là giờ rất là tốt rồi. Mẹ em từ hồi đó không thích Phượng mà giờ rất là thương. Rồi, tới Phượng. Mong muốn anh chồng mình thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em chậm lại một chút ạ. Dạ, tại vì là em nhanh không được, cho nên em muốn chồng em chậm lại một xíu cho nó hợp với em á. Cặp này là cặp rùa với thỏ. Dạ, bởi vì cái nhanh đó nó xuất phát từ cái sự là nóng tính và từ cái là vội vã, hấp tấp, thì nó sẽ có những cái hiểu lầm không đáng có xảy ra. Có một cái nhanh là cái chuyện vợ chồng á, là phải nhanh, tại vì con em giờ nó lớn rồi mà nó hay chui vào phòng tụi em. Có nghe bây giờ nó có phòng riêng, nhưng mà nửa đêm là tụi lỡ có nhiều lúc tụi em đang làm là nó vô. Thôi cái đó phải bỏ qua đi. Không cái thì đó là em nói được, cái đó là phải, cái đó phải nhanh, tại vì không thể nào làm lâu được. Có thời gian, ví dụ như bao nhiêu phút đó mình phải lẹ để mà mình lấy cho mình xong rồi nó vô nó phát hiện ra là không ổn. Em nghĩ cái đó là phải nhanh. Thằng cu đó mà nó cỡ chừng 15-16 nó coi lại cái tập này á, nó mắc cười dữ lắm á, cái đoạn mà cha nó chia sẻ. Dạ đó, thì là mọi thứ vừa vừa lại xíu, thì em nhanh nhanh lên xíu, ống chậm chậm lại tí là vừa. Thực ra chị nói nghe nè, cho anh chị nhìn hai đứa cứ kể kể vậy đó, nhưng mà thực sự mà nói á, nhìn tụi em á, cứ tưởng tượng tụi em mới lấy nhau á. Son thiệt là son, thấy chị không có nghĩ là cái thời gian lâu dữ vậy đâu, 19 năm mà. Chúc tụi em như vậy hoài luôn. Chúc cho hai vợ chồng cứ như thế này, cứ yêu nhau mặn nồng như thế này và nắm tay nhau đi hết suốt cuộc đời. À, xin chào. Cảm ơn chị Vân Hương. Mặc được cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này là trời, ngon lắm em ơi, ngon lắm. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Trực. Năm nay em 30 tuổi. Tại em đang làm nhân viên quản trị mạng. Em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em tên là Tô Thủy Tiên. Em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang quần áo trẻ em. Và em đến từ Biên Hòa. Rồi, hai em gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em có một cô bạn thân mở một cái studio áo cưới. Hôm đó thì em lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp 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 thì ghét đó, nhìn ngon ngon. Lúc đó là em cũng xin bạn em là thông tin của cô này là để lên làm quen. Em thì lúc đó đâu có hèm để ý ông này đâu, anh này thì nhắn tin thì em cứ kệ hoặc là đã xem vậy thôi, còn mấy thì cứ mờ rồi không rảnh đâu, không đi. Hình như do lúc đó là vợ em có nhiều trai theo lắm nên chẳng. Không phải, tại em thấy anh này ảnh lạ quá, mà trai đâu tự nhiên vô nhắn tin người ta thì thấy cũng chắc anh này là cũng hay gạ gái gì kiểu vậy lắm nè. Rồi em tấn công tiếp theo nữa là như thế nào? Tại xưa giờ em cô gái là ít có cô nào mà lọt lưới em đó. Em cứ nhắn tin vậy đó, khoảng tầm 2 tháng sau á, cô này nhắn tin cho em hỏi đang làm gì vợ, rảnh không, đi chơi không. Không phải là vậy nè, cái hôm đó là đêm trung thu mà em thì có gọi điện thoại cho mấy bạn là đi chơi trung thu, mà lúc đó hình như là đa số là mấy bạn đi chơi có bồ hết rồi, cho nên là em cũng muốn đi ra đường lắm, mà giờ tự nhiên ở nhà buồn quá mà chơi. Dạ đúng rồi, cái thấy anh này anh đang on trên Facebook á, cái em mới hỏi là anh ơi rảnh không, đang làm gì vậy, đi uống nước nha. Thì ông này ổng chắc khoái quá, đồng ý lâu lắm rồi, cơn chờ dạ, đúng 2-3 tháng rồi. Em với ảnh uống nước thì ngồi đối diện nhau, mà ảnh thì ngồi cứ dựa lưng vô ghế như thế này, xong rồi cứ mình nói chuyện không à, mà ảnh không có nói chuyện, ảnh cứ mắt ảnh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô rồi. Mà nhìn, mà nhìn, mà nhìn những cái chỗ mà đó. hiểm không mà nên là cái này là thấy khó chịu cho nên đi dạ, về đúng, đúng không? Sao rồi mình nói ông này về là không được rồi, thôi dạ bộ nói là hả, thôi nhà em bận rồi, thôi em đi về đi, anh chở em về. Là bao lâu rồi mới có lần đi chơi thứ nhì? Bữa hôm đó là em đang ngồi ở nhà thì bạn thân của em với vợ em á là đi uống nước, xong mới đầu là bạn thân em mới nói với vợ em á thôi kêu thằng Trực ra cho nó trả tiền.
anh này anh có cái tật là anh không có bỏ từ lần đầu cho tới lần thứ hai luôn. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Trời ơi tội em quá. Có nghĩa là sau này mới thổ lộ cái điều đó. Dạ đúng rồi. Ủa em Thuận sao em té vậy, bộ đồng cảm hả? Không phải đồng cảm, đồng cảm. Em đi chơi vợ em cũng vậy đúng không? Không, lúc đó em đeo kiến đen. Đó thấy chưa. Sau này vợ em mới nói là em là thích trâu già, thích gặm có non. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 5 năm rưỡi rồi. Tụi em là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ em bé em năm nay được 9 tháng. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng hả, ở chung với ba mẹ bên nào? Dạ ở riêng, hai tụi em đang ở riêng với nhau. Rồi lúc mà cưới xong rồi tách ra riêng vậy là có nhờ giả gì được ông bà nội bà ngoại không? Hồi dạ. Lúc mới cưới thì nhà hai đứa nói chung là chỉ có cái giường với cái tủ thôi, với một cái quạt nữa, nói chung là trống lắm. Hai vợ chồng cứ dụ như chở em về nhà ngoại đi, cái hay cái gì, cái chén, cái đũa, cái muỗng xin. Dạ không, không có xin. Im bỏ túi lụm đem về. Rồi qua nhà nội thì rinh gì về? Thì thấy nhà nội có cái quạt hay cái tivi hay cái gì mà dạng như nội không xài thì nói anh xin mẹ lấy cái đó về mình coi tivi đi. Xin tivi. Dạ. Có xin máy lạnh không? Dạ có xin máy lạnh luôn. Cái gì dư ra là xin hết anh. Cuối tuần là về nhà ông bà ngoại ăn sáng. Rồi trưa đến mà ví dụ như kêu thôi hôm nay tiết kiệm tiền đi chợ thì ở nhà ăn bám luôn. Ơi dễ thương. Trong tuần là qua nội, còn cuối tuần thì về ngoại. Rồi bây giờ thì tật xấu của vợ em là như thế nào? Tật xấu của em lớn nhất là lười tắm. Tại hồi mà lúc mới quen á là em thì cũng gần lúc đó gần cưới rồi thì có ngồi nhậu với ông anh, gọi là ông anh cọc chèo của bên vợ á. Thì ông anh đó mới nói là hồi xưa á là em đi chơi với vợ em á là vợ em về là không có tắm. Về là chỉ sức miếng nước hoa sau em lên em chở đi chơi thôi. Mà lên em cứ này nhỏ rồi đó. Nó che khuất đi các mùi khác. Dạ lúc đó kêu sao anh thơm quá. Em thơm quá cho anh hửi miếng. Cuối cùng là sau đó là vỡ mộng luôn. Bây giờ là một ngày tắm lần hay sao? Dạ ngày thì em tắm lần, nhưng mà do là cái lúc đó là trời cũng lạnh đó chị. Xong rồi ảnh hẹn đi chơi thì mình cũng đâm ra cũng hơi làm biến tắm, mà cái đó thì em đáng lẽ em không nói đâu, mà do là cái ông anh á, ổng hay ngồi ổng chọc em, cái em mới nói trời ơi hồi xưa á hả ông trực hả ông khoái em lắm. Hỏi sao khoái? Tại em thơm. Mà biết sao thơm không? Đâu tắm đâu. Ông chụp nói em sao người em thơm quá vậy, em xài gì thơm vậy, em đâu xài nước hoa đâu nha, em chỉ tắm thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ vợ em là hay ngủ, ham ngủ. Tại như em nói đó. Dạ. Múp mẩm mỉm đó. Là tật xấu với em nữa là nấu ăn ngon quá. Từ khi lấy vợ về là em lên 10 kg. Là vợ dạ. Em nấu ăn rất là ngon. Dạ đó, ngon. Hồi nãy là bạn này bạn có nói đó, vợ ngon mà nấu ăn ngon luôn đó. Ông cứ than hoài là em ơi em đừng có nấu đồ ăn ngon nữa đi. Anh đó hả, từ ngày anh cưới em anh đi vô công ty mấy bạn công ty cứ kêu trời ơi Trực, dạ này tao thấy mày mập quá rồi á Trực, bụng bự quá không thấy cái cổ nó đâu nữa rồi. Hỏi chứ Trực, cái cổ của Trực đâu mất tiêu rồi, tại mập quá nọng nó xuống không có thấy cái cổ. Lúc vợ em ăn bầu thì cô ấy có hành em hay là có dấu hiệu gì đó mà như là đầy đọa em không? Dạ có nhiều lắm. À có, cái lúc dạ. Mà em tới ngày dự sanh rồi mà lúc đó em vẫn chưa thấy có dấu hiệu sanh gì hết. Cái mẹ mới nói bây giờ mày đi xin gạo đi, xin bảy nhà, tại con trai thì xin bảy nhà. Mình vác cái bụng bầu mình đi giữa trưa nắng mình nói cô ơi cho con xin nhúm gạo thôi. Nhưng mà người ta nhìn mình người ta nói chắc cái con bé này là nó có bầu mà nhà nó nghèo quá, cho nguyên lon gạo luôn thôi. Trời ơi, còn bảy nhà mà cho bảy lon gạo phải ăn hết. Anh này cứ em ráng ăn đi, ăn cho hết đi, ăn cho bằng được đi để ngày mai còn đẻ nữa, chứ không ăn làm sao mà đẻ được. No quá không ăn nổi, nói thôi lén lén đem ra ngoài sân đập bể theo tục thôi. Rồi ăn kiểu đó chắc là đến lúc vô bệnh viện đẻ chắc đâu ăn uống gì được nữa. Dạ có chứ, vô bệnh viện đẻ là còn bắt em dẫn đi ăn nữa. Ăn nữa hả? Dạ. Sau cái lần xin gạo là bao lâu? Đập cái nồi xong là tới sáng 2 giờ sáng ngày hôm sau là vợ em bị vỡ ối. Hay ghê. Hay quá. Hay ghê chưa? Công nhận. Chứ người ta hay nói là ồ đẻ đau lắm, mệt lắm.
Cho nên là mình đâm ra mình nói trời ơi, tí nữa mà đói quá rồi làm sao mà có sức mà rặn đẻ đây. Cái em mới nói là anh ơi, dẫn em đi ăn đi. Cái xuống canteen, cái em mới kêu một tô phở. Kiểu này chắc chưa đủ sức đâu. Anh kêu thêm một ổ bánh mì cho em ăn. Anh em nói thôi em ăn nhiều quá rồi sao em thở. Không phải ăn nữa mới đủ sức. Cái anh này anh cho em ăn có nửa ổ à. Cái bác sĩ gọi em vô kêu làm thủ tục giấy tờ. Bé trai của em nó hơi to, cân nặng cũng to nữa, cho nên nếu mà đẻ thừa thì sợ không có lọt. Cho nên là kêu đẻ mổ, mà do là em ăn nhiều quá, đâm ra tới giờ mổ rồi bác sĩ phải hoãn lại tới trưa mới được mổ. Trời ơi. Nó tiêu đồ ăn phải không? Dạ đúng rồi. Là do nửa ổ bánh mì đó. Rồi sao rồi còn chồng sao? Chồng có tật xấu gì không? Chồng em hả? Chồng em thì mê game lắm. Các thể loại game online hay offline gì cũng chơi được hết. Mê game cực kỳ luôn. Nói tới game là ảnh như là đúng cái chủ đề của ảnh vậy đó. Còn tật xấu mê gì nữa không? Dạ mê nữa là mê xe lắm. Ảnh coi cái xe đó còn hơn người yêu nữa. Mỗi lần đi chơi hay đi đâu mà qua quẹt cái là ảnh nhìn cái xe coi trời ơi có chạy ở đâu không. Về cái là thà vô lao cái xe. Nói chung là hả dí lắm. Mỗi lần đi đâu mà thường xuyên, ví dụ như đi chợ hay gì là ảnh kêu lấy xe kẻ địch đi đi chứ xe anh để chùm mền cho nó đẹp. Trời, xe kẻ địch là xe của vợ đó. Dạ xe kẻ địch là xe của em. Rồi bây giờ em mong muốn kẻ địch này thay đổi điều gì? Cũng không mong muốn vợ em thay đổi điều gì cả, tại hiện giờ gia đình rất là vui vẻ rồi. Dạ vợ em như vậy em rất là thương. Em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em mong muốn anh này là ảnh bớt mê xe với mê game, lại mê vợ nhiều hơn đó. Vậy thôi. Bên này thì không mong muốn thay đổi điều gì, bên này kia gia đình là quá hạnh phúc rồi, nhìn viên mãn dễ sợ ha. Coi như là vợ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Mà chồng thì ngồi hấp hiêm nhìn vợ vậy nè, hấp hiêm vậy đó. Nhìn mà vẫn giống như cái ánh nhìn đầu tiên hiêm vậy đó. Chúc hai vợ chồng em cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Biết chúc tụi em ạ. Chồng em rất là dơ, là suốt ngày đi chỉ mẹ anh em à. Mấy thằng này mày phải sạch sẽ chứ, phải như anh ấy, ngày xưa anh đâu có bẩn thế đâu. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Dạ. Đầu tiên thì cho phép vợ chồng em xin chào tất cả các vị khán giả, anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Lê Hùng Phúc và công việc của em là làm về âm nhạc, công việc chính là sáng tác và có thêm một tí biểu diễn. Khán giả cũng như là ngay cả anh cũng chưa biết được là em là tuổi bao nhiêu. Năm nay em 31 tuổi rồi ạ. Giờ tới em. Dạ. Em chào anh chị, chào mọi người ạ. Em là Hồng Anh, em năm nay 24 tuổi, hiện em đang làm MC của đài phát thanh ạ. Dạ. Ở trong này hay là ngoài Hà Nội? Dạ, ở trong này ạ. Chắc có lẽ là chuyện tình của hai bạn rất là đẹp. Anh nghĩ rằng là, cho anh đoán nha, chắc có lẽ em là người chủ động theo đuổi cô gái này đúng không? Dạ vâng, tại vì vào thời điểm đấy thì là gọi là yêu xa. Hồng Anh thì ở Hà Nội, còn em thì công tác và làm việc ở trong này. Thế là bọn em có khoảng độ 3 năm yêu xa như vậy. Trong cái khoảng thời gian mà em có xây dựng nhóm nhạc, nhóm nam là nhóm Happy Boy ngày xưa, cách đây cũng 3-4 năm rồi. Sau đấy là có một cái nguyện vọng là làm thêm một nhóm nữ nữa. Trong cái quá trình đi tìm nhân vật nữ ấy, có một cái cuộc thi Miss Teen thì Hồng Anh là một cái nhân vật tham gia trong top 10 trong đấy và vào trong này để thi chung kết. Hôm đấy em đến trong cái trận đấy là Hồng Anh có hát một bài hát có tên là Giấc Mơ Trưa, mà cái bài hát này thì là rất là ấn tượng với mình ở ngoài Hà Nội, nghe rất là nhiều và rất là gần gũi. Thế là có cảm tình liền. Vâng, nhưng mà lúc bấy giờ thì là mê giọng hát trước. Đấy, xong rồi vì sau thì thấy xinh quá, xong rồi nói chuyện dễ thương quá. Thế còn Hồng Anh thì sao? Hồi xưa là cũng không biết là tại sao lại có Facebook. Thì trước khi em thi chung kết đấy rồi thì chồng em đã comment vào một cái ảnh của em, chúc là thi may mắn. Thì hôm đấy ông đi ông xem, thì ông xem được cái tiết mục của em là đầu tiên. Thì ông xong rồi ông đi về. Cuối cùng là sau khi về và chắc là anh đọc báo, anh biết là hôm đấy em giành được giải, thế là anh ấy mới nhắn tin đấy. Không phải được giải là sao? Là giải quán quân hả? Em được giải tài năng âm nhạc thôi ạ. Tóm lại là em cũng không có nhiều ấn tượng về chồng em. Bởi vì em nhớ là lần gặp đầu tiên thì em đã ngồi mất khoảng độ 2 ngày là xem toàn bộ những cái MV rồi clip về chồng em để nhớ mặt. Không, em sợ là ra đấy mà không nhớ mặt thì cũng hơi bất lịch sự. Thế là em phải ngồi xem hết cái đấy. Bao lâu thì tụi em mới có được cái hẹn hò đầu tiên? Em nhớ là một tháng. Cũng gần một tháng ạ. Lần đầu tiên gặp nhau thì cô ấy cùng các bạn, cô ấy đi xem một cái show acoustic. Thì em mới tới đón.
Tới đón xong thì là các cô ấy muốn đi ăn ốc, em mới đưa đến một quán ốc. Thế nhưng mà các cô ấy lại gọi ra là gà. Xong rồi các cô ấy chê là ốc ở đây không đúng với cả các ốc mà các cô ấy thích, nên các cô ấy gọi gà rán. Tức là chồng em đưa đến và em với cả bạn em thì toàn là ở Hà Nội và đâu có biết đường đâu. Xong cùng ông dẫn đến một quán ốc nổi tiếng nhất, nhưng mà cùng là đi nhầm vào hàng bên cạnh. Thế là hàng đấy không bán ốc. Cho đến bây giờ chồng em vẫn kể là cô đấy kiêu kỳ gọi ra và không ăn. Cái điều gì mà làm cho tụi em có thể gắn kết mà trong 3 năm yêu xa như vậy, ở những người trẻ tuổi mà các mối quan hệ rất là nhiều điều để mà chọn lựa đó, thì cái điều gì mà gắn kết tụi em để mà tụi em vẫn có thể là đến được với nhau? Khi mà bọn em chọn lựa nhau và yêu xa ấy, thì lúc nào nó cũng có một cái khoảng khắc là luôn nhớ về nhau. Khi mà ở Sài Gòn làm bất cứ một thứ gì thì đều muốn khoe cho cô ấy. Nói chung là cũng là một cái nguồn cảm hứng rất là tuyệt vời để sáng tác, đúng không? Vâng. Đây nó gần như là một cái hình tượng. Vâng. Một cái hình tượng nó rất là đẹp, rất là tinh khiết trong em, đúng không? Vâng. Vậy thì em có sợ mất không? Vâng, tại vì là yêu xa ấy, thì cái tinh thần nó thường là có hai luồng suy nghĩ. Một là ôi tức quá, không biết là bây giờ Hồng Anh đang làm gì, tức quá, thôi bỏ luôn, không yêu nữa. Nhưng mà một tiếng sau lại ôi nhớ quá, yêu quá. Và cái khoảng cách xa đấy ấy, làm cho hai người không được ở bên nhau thì càng thấy nhớ nhau, thì cái tình yêu đấy nó càng lớn nhanh hơn. Em ghen không? Em ghen mạnh luôn ấy. Anh nghĩ là em nhỏ tuổi hơn nên anh cứ sợ là em ra đường cái là có người bốc đi một cái là em đi theo ngay hay sao ấy. Em chỉ nhớ có đúng một lần là em đang nói chuyện thì tự nhiên thấy anh cúp máy và gọi lại cũng không được nữa, mà nhắn tin cũng không trả lời, về sau cũng không giải thích. Thì mãi cho đến về sau khoảng độ phải có cả tuần đến nửa tháng sau ấy, thì anh mới chia sẻ, anh mới hỏi là hôm đấy đang nói chuyện là tự nhiên anh nghe thấy giọng đàn ông ở trong điện thoại của em. Thế hóa ra là giọng bố em. Mà ông tưởng anh nào, mà ông cúp máy. Nhưng mà vấn đề là cứ phải hỏi. Nhưng mà chồng em lại bị cái là ghen tu là cứ im lặng và không cứ hỏi. Cứ mặc người ta đoán ý. Nhạy cảm. Tôi biết ông ghen lúc nào đoán ý ông. Em lấy ví dụ như là trong một tiếng đấy mình đang suy nghĩ là không biết vợ mình làm gì bây giờ mà không thấy gọi, không thấy đâu cả trong một tiếng đấy, hay là đang đi với ai, hay là thế này thế kia, trạng thái của mình đạt cái mức độ mà không thể kiểm soát được rồi, gọi điện mà nghe tiếng đàn ông gái, ui tôi đúng rồi, cúp máy luôn. Ôi tôi đúng rồi, trời ơi. Cái đó là quá. Cái đó là ghen bóng ghen gió đó ông. Tức là ông ấy nghe một cái giọng nói đàn ông thôi mà ông ấy liên tưởng ra rất nhiều việc. Ví dụ 9 giờ tối bây giờ đang ở đâu? Nhà ở khách sạn. Đấy, khách sạn thì tại sao lại tiếng đàn ông ấy đang nói cái gì? Khoảng cách của cái ông bao xa. Đấy. Thì thế. Rồi cả một đêm tự hành hạ mình không ngủ được. Thì em bảo ok thôi không sao, cúp máy đi. Rồi thôi. Mai sẽ đi tìm cô khác tốt hơn, tốt đẹp hơn. Mà... cúp máy. Sáng ngày hôm sau lại mở lên để xem không biết có nhắn gì không. Vâng. Đó là yêu đó. Vâng. Nhưng mà sao cho chồng em lại bình thường, em hỏi lại không nói. Thì đấy là một cái tính mà em rất là không thích ở chồng em. 3 năm vậy thì mỗi lần em vào trong Sài Gòn thì anh ấy có hân hoan không? Có bỏ tất cả công việc để mà phục vụ cho em không? Cũng hân hoan ạ. Nói chung là lâu lâu gặp người yêu thì cũng nhớ, cũng mong đón. Nhưng mà chồng em là được cái là đúng lịch với tất cả mọi người, trừ vợ. Tức là trong thời gian em vào là có cái ngày cuối cùng đấy là em chuẩn bị về Hà Nội rồi. Anh ấy xách túi tiếc anh đi đá bóng. Chỉ cần có hẹn lịch thể thao, lịch câu cá, lịch bạn đi cà phê là luôn luôn chính xác và đúng giờ. Nhưng cứ hẹn với vợ là hôm sau là bảo anh mệt quá rồi, anh thế này anh kia là không đi nữa. Lần đấy là tại vì bọn em chơi với nhau cả ngày rồi, buổi tối nó chỉ có đúng một tiếng đi đá bóng với cả anh em trong nhà thôi. Em đã nói với vợ em từ chiều rồi là buổi tối em sẽ đi đá bóng với cả anh em một chút. Xong rồi vợ em mới đứng trước cửa, vợ em chặn lại. Vợ em bảo là bây giờ anh phải chọn, một là em, hai là bóng đá. Xong rồi anh đi bóng đá thôi mà làm gì mà phải giữ lên như thế, mà phải chọn một trong hai, chọn người yêu và chọn bóng đá. Xong rồi rằng co nhau, tí nữa thì đánh nhau luôn. Có đánh không? Không. Hồi lúc đấy là bị rơi mất cái thanh kéo rèm vì em. Xong rồi em dọa cho luôn. Xong rồi em ghi cổ như là em lôi ra hành lang, em bảo em nào bây giờ muốn chọn gì em, anh ném xuống dưới nhá. Thế là sợ. Không dám lấy gì nữa. Thế là chuyện đi vào phòng. Em vẫn nghĩ là em sợ. Thôi cứ để chồng em nghĩ thì là em đấy, sợ. Đại loại là đúng rồi. Để lần sau đỡ so sánh những quả, một quả khập khiễng như thế. Giữa bóng đá và em thì em là người tuyệt vời như hơn rất nhiều rồi. Nhưng chọn em chứ. Đúng, bóng đá nó chỉ có một tiếng đấy thôi. Đi đá cả anh em bạn bè. Mới có gặp người yêu được một lần thôi. Tức là chồng em không biết là cái nào nên đặt ở trên. Các em mà lấy nhau bao lâu rồi? Bọn em được 3 năm rồi. 3 năm, dạ. Được một em bé. Dạ, được một em bé. Rồi trong 3 năm còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì công việc nhà chẳng hạn. Có những ngày chồng em rất là dơ. Một đôi vớ mà ông vứt một chiếc góc cửa này, chiếc góc cửa kia, mà em phải là người đi nhặt mới được. Còn đi ra ngoài là suốt phải đi chỉ mấy anh em à.
mấy thằng này mày phải sạch sẽ chứ, phải như anh ấy, ngày xưa anh đâu có bẩn thế đâu. Không, đấy là một cái lý do, tại vì vợ em thì ít làm công việc nhà ấy. Thế là nhiều nhà. Khi em tạo điều kiện cho để tập tành, nghĩa là một cái ý tốt để dạy, để chỉ cho vợ chăm chỉ tích cực hơn thôi. Rồi, rồi bây giờ tới Phúc đó. Vợ Phúc là một cô gái xinh xắn như thế, giờ có thật xấu gì không? Ngày xưa ấy thì trong cái điểm khác biệt lớn nhất mà em thấy là vợ em có thể quát mắng và đi ngược lại những cái vấn đề của em và trở thành một biển cảnh báo cho tất cả vấn đề. Và lúc đầu thì thấy wow, chỉ có cô này mới chinh phục được mình. Thế nhưng mà càng về sau ấy thì giống như là cái sự khó tính đấy nó đã làm cho mình có những hôm mà rất là mình đang rất là mệt rồi, mà cái sự khó tính và cằn nhằn của cô ấy nữa thì làm cho mình càng trở nên căng thẳng hơn. Việc thứ hai nữa là đấy, không biết hôn. Không biết hôn. Không biết hôn là đấy sao? Là một trong không biết hôn cho con đứa. Đâu hôn nó có bầu đó em. Phải biết hôn thì mới có thể là mặn mà mặn nồng rồi chứ, đúng không? Thế mới tức chứ. Vợ em gọi là lười hôn. Thật ra thì em rất là thích hôn. Em có thể dạy cho vợ mình hôn được mà. Vâng, nhưng mà em cũng dạy rồi nhưng vợ em không tích cực. Không tích cực học gì cả. Giờ phải hỏi Hồng Anh cái lý do chứ. Ở em thì em thấy cũng bình thường và đấy là nhận xét của chồng em thôi. Nhưng thật ra cũng có những chuyện em cũng phải nhận lỗi. Chẳng qua là bây giờ trông con mệt quá rồi, bây giờ đi làm thì nó cũng có những thời gian mệt. Thì chồng em lại rất là hay làm việc muộn. Thì đến lúc đấy khoảng độ 11 rưỡi, 12 giờ đêm hơn rồi, có hôm 11 giờ đêm. Thì anh này anh mới xong việc thì anh lên. Bây giờ em đang rú mà em ngủ như này mà ông bảo hôn thì mà hôn tát bốp cho phát đạp ra hôn gì nữa. Mà giờ anh hỏi nè, ví dụ như trong lúc hành động đó, nếu mà không hôn nó cảm thấy nó bị tụt hứng đúng không? Vâng. Đó. Thì cái đó thì đâu thế nào mà đổ lỗi là do là em cái... đang mệt nên em đang ngủ. Đúng. Nói chung là vẫn hôn nhưng mà cái trình độ đấy là trình độ lớp 1 rồi. Trình độ mà ít nhất của hôn nó phải là trình độ lớp 12 thì nó mới cái sự đòi hỏi của vâng, nó cái sự đòi hỏi của em. Nhưng mà em cũng chưa biết là làm thế nào để lên lớp được cái vấn đề đấy. Nhưng mà trước đó thì sao? Trong thời gian mà chưa có trước em bé. Trước đó thì bình thường và tốt. Trước đó thì em nghĩ là khoảng độ lớp 5. À, có nghĩa là chỉ qua lớp 1. Chỉ mới lớp 5 thôi. Tức là như vậy không phải là bạn không biết hôn. Bạn biết hôn nhưng mà tại vì cái thời điểm này người ta làm biến thôi. Vâng. Đúng không? Thôi vậy nhân đây thì mong muốn thay đổi luôn đi. Vâng, đấy thì em ngày hôm nay là đấy em có hai vấn đề. Cái điểm xấu của vợ là một là cằn nhằn mà làm cho cái sự căng thẳng của vợ chồng lên cao quá là không được, là bây giờ phải kiểm soát lại cái sự tức giận đấy của bản thân. Hai nữa là cái đấy, kỹ năng hôn phải chịu khó làm học trò để em có thể dạy cho được lên lớp một cách nhanh hơn. Còn em sao Hồng Anh? Thì em cũng muốn luôn chồng em thay đổi, đấy là bây giờ phải cải thiện được cái việc nhớ quên của mình và sắp xếp làm sao để cho vợ đỡ phải nói nhiều. Thành ra là chồng em nghĩ là cằn nhằn. Em thì em thấy là cái việc mà nữ công gia tránh thì những cái việc đơn giản như thế thì vợ là đấy là vợ yêu chồng thì vợ lo cho chồng được một tí thì đấy là những cái hình ảnh mà làm cho tình yêu nó chỉ đẹp hơn thôi. Nhưng mà thực tế thì trong nhà thì nói chung là về việc dọn dẹp thì em nghĩ là chắc em dọn nhiều hơn vợ em. Vợ em còn mua con robot hút bụi là không chịu quét nhà mà cuối cùng phải mua con robot hút bụi. Cả ngày em đi làm ở đài, sau đó thì buổi tối em có mở một cái cửa hàng nữa. Là lúc em về nhà lúc nào cũng khoảng độ 11 rưỡi 12 giờ đêm rồi. Thì em mới lựa chọn cho mình là nếu mà mình không dọn nhà thường xuyên thì em có mua một cái con robot để hút bụi lau nhà thông minh, thì em cảm thấy là cái việc đấy nó làm cho em đỡ mệt mỏi chứ không phải là để mình tránh việc hay là mình lười gì. Đúng, em thì em thấy là tại vì ngày xưa ấy thì hình ảnh mà người phụ nữ chăm chỉ ấy, nó là một cái hình ảnh của nữ công gia tránh. Vào thời điểm này thì những cái thiết bị di động hay là những cái thiết bị tự động đấy nó đã có rồi thì cái hình ảnh đấy nó ít đi, thì em nghĩ là bản thân em chắc là có vẻ một nét cổ hủ. Nên chỉ muốn nhìn vợ mình chăm chỉ hơn, dọn dẹp và lo cho gia đình nhiều hơn. Tự nhận là cái này em căng đấy chứ không có giỡn đâu nha. Tại vì như vậy nè, con trai miền Bắc á có một cái đặc trưng nó hơi có bảo thủ rất là bảo thủ là một, gia trưởng là hai và hoài cổ. Cái điều đó thì nó rất là đẹp, nhất là với những người làm nghệ thuật. Thực sự ngày xưa ông bà mình là người phụ nữ là hầu như là ở nhà thôi. Vâng. Lo cho chồng, lo cho con, tề gia nội trợ chứ có đi làm đâu. Bây giờ người phụ nữ có ở nhà đâu. Làm ba chân bốn cẳng, làm hết việc nước rồi tới việc nhà. Cái việc mà chồng mình muốn mình có một cái hình tượng đẹp là hoàn toàn chính xác. Nhưng nó phải tùy thời điểm, nó phải tùy hoàn cảnh gia đình.
chứ không thể nào mà gọi là đòi hỏi một cách mà là perfect như vậy thì rất là khó, và nó sẽ rất là áp lực đối với người phụ nữ. Thì thành ra là bây giờ theo chị thì mỗi đứa thay đổi một chút xíu đi. Vâng. Đúng không? Chúng em chỉ cần nó thay đổi cái cách nhìn nhận. Thì thật ra là em cũng biết là giữa muôn vàn những nghệ sĩ thì thường hay bị nói là gặp cô này cô kia, thì em cũng hôm nay cũng nhân dịp lên chương trình thì em cũng phải nói một lời công bằng lại. Thật ra là nói chung là chồng em thì em biết là chồng em cũng là một người rất trung thủy và yêu vợ. Thì cái kỷ niệm mà chưa bao giờ em nói với chồng cả, đấy là hồi xưa lúc em mang bầu. Em cứ hỏi chồng em là bởi vì bụng em to em đâu nhìn thấy đâu. Thì em hỏi chồng em bảo không bị giãn, em soi gương thì cũng đúng như thế thật. Đến một hôm mà lúc mà gần đẻ rồi thì tự nhiên em lại thấy đau đau cái phần mông ở sau. Thì là mới gọi cái chị giúp việc ra để xem, thì chị bảo là em giãn toàn bộ phần mông ở sau rồi. Thì em lúc đấy mới nhận ra là chồng em là người hàng ngày đều nhìn đến việc đấy. Mà chồng em không có nói cho em vì sợ em buồn. Thì cái đấy nó là chỉ là một cái nhỏ thôi, nhưng mà em nghĩ là không phải là ai là... Đấy bình thường mà. Không phải là ai là chồng mà là thì... nhất là một người nghệ sĩ mà có thể giấu được những cái điều đấy như vợ. Vì thường là nghệ sĩ họ sẽ đòi hỏi những cái đẹp nhiều hơn. Có lẽ là mọi người nghĩ sẽ là nhỏ, nhưng mà đấy là những cái thứ mà em giữ trong lòng rất nhiều. Cái đấy là những cái mà chồng em cũng đã hy sinh vì em. Thay cho một cái lời kết, có thể dành tặng cho nhau một nụ hôn được hay không? Cấp 1 hay cấp 2 gì cũng được cả. Rất tò mò, em rất tò mò. Mình giả bộ nhắm mắt đi. Muốn nói gì đó nói đi. Không biết nha. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình đã đứng ở trên sân khấu của Vợ Chồng Son. Và kỷ niệm là 3 năm bọn mình đã cưới nhau rồi. Hy vọng là em vẫn nhìn thấy là tình yêu của mình đang càng ngày càng lớn mạnh hơn, càng ngày càng tuyệt vời hơn. Và anh cũng đang học thêm những cách nữa để làm cho em trở nên tuyệt vời hơn. Cảm ơn vợ. Wow. Chúc cho hai em mãi mãi tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, đó chính là một tình yêu đích thực, một tình yêu hạnh phúc nha. Cảm ơn anh đích thực. Cảm ơn chị Hồng Vân.